Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 16. Phải biết rằng Lục Trung Dương là cường giả được bỏ ra vô số tài nguyên để bồi dưỡng ra dưới thời gia chủ đời trước, cũng chính là bố của Lục Thư Tuyết, là sức mạnh trụ cột của toàn bộ nhà họ Lục. Cậu là ai, lại dám giết người nhà họ Lục chúng tôi, còn không mau quỳ xuống nhận sai? Lục Lâm Khai giờ phút này phẫn nộ rồi, đối phương không chỉ giết người của mình, mà còn nhục mạ ông ta. Trước mặt nhiều người nhà họ Lục như vậy, với tư cách là người đứng đầu, thể diện của ông ta đặt nơi đâu? Trưởng lão Lục ra đâu? Không đợi Trương Hằng mở lời, Lục Lâm Khai đã quát một tiếng, ngay lập tức, bao gồm cả ông lão trước đó, lại có thêm hai ông lão nữa xuất hiện. Một trong số đó vậy mà là cường giả Linh Hải Sơ Kỳ. Ba người bọn họ vô cùng già nua, nếu cộng lại số tuổi sợ rằng cũng đã 400-500 tuổi. Cả ba đứng cùng nhau khiến mọi người nhà họ Lục phải giật mình bàng hoàng, Lục Lâm Khai đây là muốn lập uy mà. Ba vị trưởng lão ra tay e rằng Lục Thư Tuyết và những kẻ cô ta đưa về kia sẽ nhận cái chết vô cùng thảm thương. Ba vị trưởng lão, hãy chém giết hết những kẻ này để chấn chỉnh quy tắc Lục gia, Lục Lâm Khai nói với gương mặt xa sầm. Gia chủ yên tâm, kẻ dám dở thói càn dở tại nhà họ Lục còn chưa ra đời đâu, đám cặn bã này cứ giao lại cho chúng tôi. Ông lão cảnh giới Linh Hải Kỳ hơn trăm tuổi tóc trắng xóa kia tự tin nói, vừa dứt lời cả ba đã cùng di chuyển. Mặc dù lớn tuổi nhưng động tác của bọn họ so sánh với lớp thanh niên cũng còn lâu mới sánh bằng, họ cùng nhau ra tay khiến khoảng không gian này dâng lên từng trận gió điên cuồng rít gào, theo từng đợt thân hình lay động lưu lại lớp lớp ảo ảnh dường như không gian cũng không chống trụ được nổi nữa. Chỉ hơi thở thôi cũng đè ép khiến nhiều người tới hô hấp khó khăn. Hằng Nhi, ba người này giao lại cho con thôi, Thái Thượng trưởng lão nhà họ Trương bên cạnh Trương Hằng cười lạnh lẽo, đồng thời lấy ra một viên đan dược từ trên người. Đây là đan dược mà lão tổ đất bỏ ra một số tiền lớn mới có được để dành cho con, ăn đi, vừa hay thử xem hiệu quả thế nào. Đây là, cửu chuyển đan, Trương Hằng vốn còn chút do dự khi đối mặt với ba lão già kia của Lục gia, rốt cuộc ngoài hai cường giả linh căn kỳ đỉnh phong còn có một tu võ giả linh hải kỳ đứng đó. Với thực lực hiện tại của hắn muốn cùng lúc đối phó với ba người họ vẫn có phần gian nan, thậm chí rất có khả năng sẽ bại trận. Nhưng sau khi thấy viên đan dược trên tay Thái Thượng trưởng lão, sự lưỡng lự trong mắt hắn đã hoàn toàn được xua tan, thay vào đó là một niềm vui sướng cuồng dại và một chút oán trách. Lão Tố, sao người lại không lấy ra sớm hơn, nếu không lần này con hà tất phải kêu mọi người tới truy giết tên Trần Bát Hoang kia, chỉ cần một mình con đã có thể chém chết hắn rồi. Lời này của Hằng Nhi nói sai rồi, sau khi con rời khỏi gia tộc khởi hành tới Thiên Kiếm Phong ta mới giành được viên đan dược này, sau khi con trở về, nghe được con bị kẻ khác ức hiếp, ta cũng là do nóng ruột nên hồ đồ mà quên mất, vị Thái Thượng trưởng lão này vô cùng cưng chiều Trương Hằng, Hằng Nhi, mau dùng viên cửu chuyển đan này, các lão tổ đều đã gấp gáp chờ không nổi giây phút con đột phá rồi. Cửu chuyển đan có giúp ích rất nhiều đối với việc đột phá linh căn kỳ. Ngay cả tại Côn Luân Hư thì sợ rằng loại đan dược này cũng là vô giá, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Cảm ơn sự sủng ái các vị lão tổ. Đôi mặt Trương Hằng lấp lánh ánh sáng kích động tới cực điểm, hắn đã dậm chân tại Linh Căn Kỳ đỉnh phong này 1-2 năm nay, trong khoảng thời gian này, hắn thời thời khắc khắc đều muốn đột phá. Hôm nay với sự trợ giúp của cửu chuyển đan, đối với một thiên tài như hắn mà nói, tuyệt đối là 1000% có thể đột phá thành công. Bước chân vào Linh Hải Kỳ. Hắn phấn khích không thôi, kết quả trực tiếp ngậm lấy xuống cửu chuyển đan. Đan dược vừa vào trong miệng, một làn hương thơm thuận theo cổ họng hắn lưu chuyển đến tứ chi và mọi ngóc ngách trong cơ thể, trong phút chốc, nút thắt mà hắn vướng mắc bao lâu nay đã được nới lỏng. Lúc này linh lực bốn phía dường như được thu gom lôi kéo, điên cuồng tụ tập về phía hắn. Gần như cùng lúc, ba trưởng lão nhà họ Lục đã lao đến trước mặt Trương Hằng. Bọn họ không chút nương tay, vận dụng 200% toàn lực vây chặt lấy hắn, hơi thở toàn thân xoay vần, phong tỏa mọi đường lui của hắn từ trước, sau, trái và phải, không chừa một chỗ trống. Đến hay lắm. Ánh mắt Trương Hằng lóe lên tia nhìn khát máu, vì hưng phấn vừa đột phá liền muốn giết người, đối với một kẻ tính tình hung bạo và tàn nhẫn như hắn thực sự quá sảng khoái. Trong cùng một giây khi ba người tấn công đến trước mặt hắn, hắn đã biến mất tại chỗ một cách kỳ dị. Toàn bộ nắm đấm, trường đánh và võ kỹ của ba vị trưởng lão Lục gia đều rơi vào khoảng không. Sao có thể, ông lão Linh Hải cảnh hơn trăm tuổi râu tóc bạc trắng kinh hãi thốt lên, ba người họ hợp lực sao có thể đánh hụt.
mấy lão già các ông dám ra tay với tôi, không thể không nói mấy người thực sự sốt ruột muốn xuống dưới Hoàng Tuyền mà. Giọng nói của Trương Hằng bất ngờ truyền tới, cường giả Linh Hải Kỳ sững sờ trong giây lát, sau đó kinh hãi phát hiện ra không biết từ lúc nào Trương Hằng đã xuất hiện sau lưng ông ta. Một con dao đã cắm ở trên cổ ông ta. Bụp! Giây kế tiếp, một trận mưa máu đỏ rực bùng lên, đầu của ông lão Linh Hải Kỳ đã lăn rơi xuống đất. Hắn rốt cuộc là ai? Đúng vậy, chỉ trong một giây, đầu của ông ta đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể, máu tươi cuộn dâng như cột nước, đẫm máu, hung ác tới cực điểm. Trong toàn bộ quá trình, vị trưởng lão này không kịp có bất kỳ phản kháng nào. Không phải là ông ta không kháng cự, mà căn bản không có cơ hội. Soạt, soạt, gần như cùng một giây, hai vị trưởng lão còn lại cũng lìa đời tại chỗ. So với ông lão Linh Hải kia, kết cục của họ càng thảm thương hơn. Không chỉ đầu rơi xuống đất, mà ngay cả tứ chi cũng bị chặt đứt, trong vòng chưa đầy 10 giây hai người họ đã trực tiếp bị phân thây rồi. Tay, chân, đầu và cơ thể đều vụn nát. Máu tươi bắn đầy mặt đất. Cơ quan nội tạng chảy dài. Yên tĩnh. Sự yên tĩnh đến chết lặng. Giờ phút này toàn trường triệt để chìm vào tĩnh lặng, toàn bộ người nhà họ Lục đều chấn động, sợ hãi, kinh hoàng. Lục Lâm Khai, Phương Bích Liên. Một đám người lớn nhỏ nhà họ Lục lúc này đều miệng lưỡi khô khốc, run lẩy bẩy. Ngơ ngác nhìn người đàn ông đang liếm máu tươi trên mũi dao, tràn ngập hưng phấn đứng đó phảng phất như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi đến rợn người. Đó thế nhưng là ba vị trưởng lão. Là ba người mạnh mẽ nhất tại nhà họ Lục hiện nay. Chưa đến 10 giây đều đã mất mạng. Còn chết một cách thê thảm như. Vậy, người nhà họ Lục giờ phút này gần như nghẹt thở. Hô hấp trở nên nặng nhọc, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng lăn dài, ánh mắt họ nhìn hướng Trương Hằng dường như đang nhìn một vị thần chết. Trong đầu họ ngoài chấn động còn có hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ mà há hốc mồm trợn trừng mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Họ thực sự không dám tin kết quả. Này! Nhưng thực tế bày ra trước mắt. Ba cường giả mạnh mẽ nhất Lục gia thậm chí còn không chạm tới nổi một sợi lông trên người đàn ông kia. Quá kinh khủng! Cho dù là bộ kinh phong quanh năm ở tại Côn Luân Hư cũng không kìm được buồn nôn trước cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc này, đồng thời nó như là mới nhận thức trước đó của hắn về thực lực của Trương Hằng. Sợ rằng, đến cả Trần Bát Hoang xuất hiện cũng không còn là đối thủ của một kẻ sử dụng cửu chuyển đan như Trương Hằng nữa. Trong lòng bộ kinh phong thở dài một hơi, hắn có lẽ đủ sức chiến đấu một trận với Trương Hằng của quá khứ, nhưng hiện tại, sợ rằng chỉ với một tay Trương Hằng đã đủ bóp chết hắn. Không. Có lẽ, chỉ cần một ngón tay chăng? Ánh mắt Lục Thư Tuyết lúc này vô cùng phức tạp, khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt, khung cảnh trước mắt khiến nội tâm cô dâng trào cảm giác muốn nôn mửa, cô ta cực kỳ chán ghét với cách làm này của Trương Hằng. Ngược lại cả người Trương Hằng còn đang chìm đắm trong cảm giác phấn khích và khát máu, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, tràn đầy ngạo nghễ và đắc ý, khoan thai chiêm ngưỡng kiệt tác sau khi đột phá của bản thân, nơi đáy mắt chớp tắt sự âm độc cùng ngọn lửa căm giận. Trần Bát Hoang, phải nói rằng vận may của mày thật là tốt, có thể chết một cách gọn gàng dứt khoát như vậy, nếu rơi vào tay tao, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Sáu vị thái thượng trưởng lão thì mừng vui thanh thản gật đầu, không uổng là Trương Hằng, không uổng là hậu duệ của bọn họ, bậc thực lực này cũng đủ làm cho bọn họ hài lòng rồi. Có Trương Hằng chấn giữ, địa vị trong tương lai của nhà họ Trương chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa ở Côn Lôn Hư. Cậu, rốt cuộc là ai? Lục Lâm Khai lúc này rốt cuộc cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, trên mặt ông ta lăn đầy mồ hôi lạnh, sợ sệt nhìn chằm chằm Trương Hằng. Ha ha, bây giờ cuối cùng cũng muốn biết tên của ông đây rồi à? Trương Hằng cười lạnh, sải từng bước về phía đám người nhà họ Lục, rất nhanh đã đi tới trước mặt Lục Lâm Khai cùng Phương Bích Liên. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ người nào dám đứng ra ngăn cản hắn. Theo từng bước chân của Trương Hằng, hai người họ chỉ cảm thấy dường như bị cái bóng của bóng tử vong dần dần bao trùm lấy, hai chân họ mềm nhũn không kìm được mà run lập cập. Loại khí thế ngang tàn đó khiến họ run sợ đứng không vững, bụp. Cuối cùng không chịu nổi áp chế mà quỳ sụp xuống. Hoảng loạn quỳ xuống trước mặt Trương Hằng. Còn Trương Hằng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hài lòng, ánh mắt hắn tàn nhẫn quét qua những người xung quanh, nhớ kỹ lấy, tên của ông đây là Trương Hằng. Trương Hằng. Trương Hằng, của nhà họ Trương. Lúc này, Lục Lâm Khai và đám người nhà họ Lục càng thêm kinh hãi,
bọn họ đã từng nghe qua cái tên Trương Hằng này, nhà họ Trương càng là sự tồn tại mà họ không có khả năng thách thức tới. Còn không quỳ xuống cho ông đây. Trương Hằng nhếch miệng, uy nghiêm gằn một câu. Phịch, phịch, phịch. Trong cùng một giây, tất cả mọi người có mặt giống như chim sợ cành cong, kinh hồn bạt vía nhao nhao quỳ xuống khuất phục, liên tục dập đầu xin tha. Thiên Kiếm Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Đức vẫn đắm mình trong tu luyện, cơn đau rát lúc ban đầu cùng với sự cường hóa của thân thể và kinh mạch cuối cùng cũng dần dần biến mất. Khi cảm giác đó trở nên mờ nhạt, nham thạch nóng chảy màu đỏ trong hồ cũng ngày càng thưa thớt, sau cùng hoàn toàn tan biến. Sắp đột phá rồi sao? Dưới sự thúc đẩy của âm dương kinh, trong cơ thể Trần Đức xuất hiện dòng linh lực cuồn cuộn, giống như sấm chớp rền vang, linh căn dưới đan điền bắt đầu ngưng tụ linh khí, chẳng bao lâu, giống như đại dương bao la quy tụ tại vị trí đan điền, trong gốc rễ linh căn nhận được chất dinh dưỡng mà nở rộ ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, Trần Đức rõ ràng cảm nhận được cả người tại phút giây này đang thăng hoa, trong cơ thể dường như có sức mạnh vô tận đang sôi trào quay cuồng, toàn thân anh như muốn bốc cháy, cơ bắp đắp bồi cứng chắc, kinh mạch tuôn trào. Một lúc lâu sau, trạng thái này mới chậm rãi tiêu tan, linh lực quanh thân cũng bắt đầu được thu góp lại, dần dần yên ổn lại. Cái này, chính là linh hải kỳ sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cấp độ thứ hai của Thiên Nguyên Tam Trọng. Linh hải kỳ. Linh lực trong cơ thể hội tụ thành biển cả, gốc rễ linh khí được phun trồng trong biển linh khí sẵn sàng mọi lúc nuôi dưỡng thân thể, tăng cường kinh mạch và xác thịt. Trần Đức lúc này mới mở mắt, cảm nhận lực lượng bùng nổ đáng sợ trong cơ thể mà có chút rung động. Đây là một loại thăng hoa, linh căn kỳ và linh hải kỳ có một chênh lệch vô cùng rõ ràng. Linh căn kỳ đỉnh phong có sức mạnh 200.000 tấn. Mà linh căn kỳ của mình lại đạt từ 400.000 đến 500.000 tấn, linh hải kỳ có lẽ tầm 1 triệu tấn, nhưng trong cơ thể mình dường như không chỉ dừng ở con số này. Độ rắn chắc của cơ thể tăng lên 50 lần, không chỉ cơ thể mà dường như sức mạnh cũng tăng lên 50 lần, còn có cảm quan, thị lực, thính lực. Đôi mắt của Trần Đức không ngừng lóe lên sự phấn khích. Hơi thở khiến người ta thoải mái mà anh vừa hấp thụ vừa rồi không chỉ giúp anh đột phá tới linh hải kỳ. Thậm chí còn cải thiện mọi phương diện trên thân thể anh lên 50 lần. Cũng chính là nói, cơ thể thuần túy của linh hải kỳ thông thường có thể sở hữu sức mạnh tương đương 500.000 đến 600.000 tấn, và linh khí bộc phát có thể đánh ra một đòn công kích với sức mạnh 1 triệu tấn, mà sức mạnh hủy diệt của anh lên tới 50 triệu tấn. Nếu thi triển cửu trọng cực ảnh anh còn có thể tăng nó lên gấp 10 lần. 500 triệu tấn. Trần Đức trợn to hai mắt, quả thực không dám tin vào phép tính này. Trong lòng khuấy động ngất trời. Có vẻ như để kiểm chứng suy nghĩ này của mình, giây tiếp theo, anh tung ra một quyền. Một cú đấm bình thường không vận dụng bất kỳ võ kỹ nào. Thời điểm này, không gian trước mắt xuất hiện từng trận sóng gợn, hư không rung chuyển, có thể thấy rõ không gian nơi vị trí nắm đấm rơi xuống đang chấn động, gần như sụp đổ. Cái này, làm rung động cả không gian, Trần Đức ngẩn người nhìn một màn trước mắt. Trước đây có khi nào anh nghĩ tới việc một con người lại có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy? Cú đấm vừa rồi của anh rất ngẫu nhiên. Không dùng toàn lực. Thậm chí nó chỉ bằng 1/10 tổng sức mạnh, khoảng 500 tấn. Nếu toàn bộ 500 triệu tấn bùng nổ sẽ có dáng vẻ thế nào? Trần Đức thực sự không dám tưởng tượng, linh khí trong cơ thể giống như thủy triều, sức mạnh sục sôi, loại cảm giác đó thật quá sảng khoái. Sức công phá 500 triệu tấn. Ha ha, nếu chiến đấu với chính mình trước đây sợ rằng một đòn tùy ý liền có thể đánh bản thân tới tan xương nát thịt chăng? Cho dù lại tới 10 kẻ như Phương Tâm Ngọc kia cũng không phải là đối thủ của mình, Trần Đức vui vẻ tự nhủ. Cô gái hồn thế trong thức hải đã không nói lên lời, lực bùng nổ 500 triệu tấn còn không bằng cả một long tượng, cùng lắm cũng chỉ là 0.5 long tượng, anh hưng phấn cái gì cơ chứ? Có gì đáng để vui mừng đến vậy sao? Cô ta không lên tiếng. Cũng không hiện thân mà lặng lẽ nhìn Trần Đức. Trần Đức vẫn như cũ không chú ý tới tình huống trong thức hải, chính xác mà nói, với thực lực hiện tại của anh còn chưa tiếp xúc được đến thức hải, chỉ khi cô gái chủ động hiện thân, nếu không trong khoảng thời gian ngắn chính anh chắc chắn không có khả năng phát giác ra mà vẫn chìm đắm trong niềm vui lớn mạnh hân hoan này. Anh thậm chí cảm thấy dưới một quyền dồn toàn lực của mình có thể đánh Thiên Kiếm Phong sụp nát. Nghĩ đến đây, anh lại nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị lập tức xuống núi vung một quyền vào Thiên Kiếm Phong. Khi anh muốn xuất phát,
bỗng nhiên rơi vào mù mịt. Anh lúc này nào còn ở tại Thiên Kiếm Phong? Rơi vào mắt là một căn phòng bằng đá. Các bức tường của căn phòng đá này nhẵn mịn sạch sẽ, toàn bộ căn phòng chỉ có một cái hồ, còn có một cái đỉnh bằng đá. Mà anh đang ngồi ở trung tâm hồ, bên cạnh chiếc đỉnh đá. Đây, đây, là nơi nào? Mình không phải là ở Thiên Kiếm Phong sao? Trần Đức trong nháy mắt kinh ngạc không thôi, anh không phải là đang ở Thiên Kiếm Phong sao? Tại sao lại xuất hiện trong căn phòng hình hộp này, còn có, hồ dưới thân anh? Đã xảy ra chuyện gì? Trong cơn sửng sốt, anh từ đầu đến cuối căn bản không phát hiện ra bản thân đã được dịch chuyển tới nơi khác. Anh đến đây từ lúc nào? Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng, kích hoạt mắt xuyên thấu, cẩn thận từng ly đánh giá cảnh vật xung quanh, cũng chẳng mảy may phát hiện ra tại nơi sâu trong thức hải từ lâu đã xuất hiện một linh hồn đang lặng thầm quan sát từng hành động của mình. Thậm chí còn không có cửa, sao mà mình vào được đây? Trần Đức cứng họng, căn phòng đá này hoàn toàn đóng kín, không có một kẽ hở nào cả. Nhưng điều kỳ lạ là trong phòng đá lại có gió. Mặc dù hiện tại gió sắc đã không thể gây ra bất kỳ tổn hại đau đớn nào cho anh nữa, nhưng anh vẫn có thể nhận thức rõ ràng đó chính là luồng gió độc nhất thuộc về Thiên Kiếm Phong. Không lẽ có cơ quan? Nghĩ tới đây hai mắt Trần Đức sáng rực, ánh mắt như tia X quang quét ngang dọc bức tường xung quanh, anh kinh ngạc phát hiện ra không tồn tại bất cứ cơ quan nào, chỉ có tường đá kiên cố. Không lẽ là chiếc đỉnh đá này, nhìn xung quanh cũng không thu hoạch được gì, Trần Đức lại đưa mắt nhìn sang chiếc đỉnh đá bên cạnh. Anh tỉ mỉ quan sát trên dưới trái phải, đỉnh có ba chân hai tai, cao hơn một mét, trên bề mặt có nhiều vết tích thời gian, trông khá cổ kính. Tiếp đó, Trần Đức cố gắng xoay chuyển nó, tính toán phát động cơ quan mở cửa gì đó. Đỉnh chính là đỉnh, một chiếc đỉnh độc lập. Đúng là một cái đỉnh rách nát. Trần Đức không biết nói sao, đánh một quyền xuống chiếc đỉnh để chút giận. Răng rắc. Tuy nhiên theo một quyền này của anh hạ xuống, chiếc đỉnh kia bỗng nhiên nứt ra. Bề mặt xuất hiện các khe hở, trong các vết nứt xuất hiện một mảnh lục lam. Chất liệu của chiếc đỉnh này không phải là đá mà bằng kim loại. Chỉ là bên ngoài nó được bao phủ bởi một tầng đá mà thôi. Trần Đức vừa phát hiện ra sự thật này liền vung xuống một quyền nữa khiến lớp đá hoàn toàn tách mở, một chiếc đỉnh ba chân màu tím lam xuất hiện trước mắt anh. Những đường vân trên thân đỉnh quấn lấy nhau, chúng giống như họa tiết rồng, bao bọc toàn bộ chiếc đỉnh, cổ xưa, khí thế uy nghiêm. Thành bên trong của chiếc đỉnh cổ giống như thân đỉnh hiện lên màu tím lam vô cùng rực rỡ, Trần Đức thò một tay vào vuốt ve, vậy mà cảm nhận được một trận nóng bỏng như thiêu như đốt. Phải biết rằng với cường độ thể xác hiện nay của anh, ít nhất cũng phải 5-600 độ C mới khiến anh có cảm giác bỏng rát, cũng có nghĩa là nhiệt độ bên trong chiếc đỉnh này cực kỳ cao. Hích, đây là loại đỉnh gì? Trần Đức vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, chiếc đỉnh này còn chưa được đốt cháy qua lửa. Tại sao có thể nóng như vậy? Nhiệt độ cao do đâu mà có? Cho dù thế, nào thì chắc chắn là một bảo bối, lấy đi trước rồi lại bàn sau. Trần Đức dùng một tay đỡ lấy quai đỉnh, tay còn lại bắt lấy chân, hai tay cùng dùng sức. À! Ngay lập tức, Trần Đức phát hiện cái đỉnh này nặng hơn so với tưởng tượng của anh, tuy nhiên, anh cũng không quá để tâm, dễ dàng nâng nó lên rồi đi đến trước bức tường. Tiếp đó, anh giơ nắm đấm lên. Định đánh ra một con đường. Nhóc kia, người định khiêng đỉnh Long Văn ra ngoài sao? Cứ đi như vậy, chị đây đảm bảo nhóc không sống qua ba ngày đâu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Trần Đức. Là ai? Thoáng chốc, Trần Đức liền ném cái đỉnh trong tay đi, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Là ai vừa lên tiếng? Vì sao anh không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào? Càng đáng sợ hơn chính là không cảm nhận được dù chỉ là một luồng khí tức của đối phương. Nhóc con, nhóc không cần phải kích động như vậy đâu, chị đang ở ngay trong đầu nhóc nè, giọng cô gái kia lại lần nữa vang lên, mang theo tiếng cười khẽ. Trong đầu, Trần Đức ngớ ra, anh không cảm nhận được có điều gì khác thường, bớt giả thần giả quỷ đi, mau ra đây. Ồ, còn non nớt vậy à, cô gái cũng không quá bất ngờ. Cô ta đã sớm đoán được đối phương sẽ khó chấp nhận chuyện này, bèn hóa thành một sợi khói bồng bềnh chui ra từ mi tâm Trần Đức, thản nhiên xuất hiện trước mặt anh, nhóc con, giờ đã tin bổn cô nương ở ngay trong đầu nhóc chưa hả? Trần Đức sửng sốt, đứng ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ trước mặt. Cô ta rất xinh đẹp, đẹp như yêu tinh, dáng người như ma quỷ, dung mạo mờ mờ ảo ảo,
không cách nào nhìn rõ được, trên khuôn mặt trái xoan kia gần như không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Nhìn thấy quỷ hồn trong truyền thuyết, Trần Đức nổi hết cả da gà, cũng may lòng anh kiên định, mấy năm nay cũng trải qua nhiều chuyện nên mới áp chế được sự sợ hãi trong lòng, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Anh hỏi, cô, là người hay quỷ? Cái gì mà là người hay quỷ? Tôi chính là chủ nhân của Thiên Kiếm Phong, anh có thể gọi tôi là Linh Lung. Xem ra số anh cũng may mắn thật đấy, tuy tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng việc anh hấp thu chân hỏa linh túy mà tôi đã cất giữ nhiều năm là sự thật, mà tôi, vốn là linh hồn thể sống nhờ trong chân hỏa linh túy, có hiểu không? Sau này, khi anh trở nên mạnh mẽ, anh cũng sẽ có linh hồn thể, hoặc là nói thần thức ly thể. Nói đến đây, Linh Lung tỏ vẻ oán trách, cô ta đã phải góp nhặt rất lâu mới có được số chân hỏa linh túy kia, vậy mà. Chỉ hơn một tiếng đã bị tên này hấp thu hết. Đúng là đáng giận mà. Thế nhưng, cô ta lại không có cách nào giết chết tên nhóc này, bởi vì thể chất của hắn có thuộc tính hỏa, rất thích hợp làm nơi nương tựa thứ hai của cô ta. Nói ra thì dài dòng, tóm lại là trong cơ thể hắn ấn chứa rất nhiều chân hỏa linh túy, thật sự rất tốt. Nếu giết chết Trần Đức, mất đi nơi ở, cô ta cũng sẽ nhanh chóng tan biến. Trần Đức ngơ ngác đứng sững ra đó. Anh đang tiêu hóa những lời Linh Lung vừa nói, có cảm giác tri thức của mình lại được khuếch trương thêm rồi. Không ngờ trên thế gian lại có dạng tồn tại như thế này. Nói cách khác, bây giờ cô đang sống nhờ trong đầu tôi, cô là ký sinh trùng ở trong đầu tôi là vì muốn hút máu hay hút linh khí của tôi? Hay là gì khác, còn nữa, có phải cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi không? Hừ, ký sinh trùng gì hả? Quát con, chớ có nói bậy. Có tin là bổn cô nương xử nhóc không? Linh Lung trừng to mắt, cô ta không ngờ mình lại bị so sánh với ký sinh trùng. Bổn cô nương không thèm hấp thu mấy thứ còn con trong người nhóc nhé, yên tâm đi, trừ phi tôi muốn biết, nếu không, tôi cũng không rảnh nhìn trộm suy nghĩ của anh. Được rồi, nói vậy cũng không giải thích rõ được, để bổn cô nương cho anh xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, anh nhắm mắt lại đi. Trần Đức đã có thể xác định Linh Lung không có địch ý, nếu không, cô ta cũng không cần phải giải thích quá nhiều với anh. Phải biết, tuy cô nàng này đang ở ngay trước mặt anh, nhưng khi đối diện với cô ta, anh lại có cảm giác vô lực. Nói cách khác, anh vốn không phải đối thủ của linh hồn thể trước mặt. Nếu cô ta muốn gây bất lợi cho anh thì chẳng cần phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tiếp đó, Trần Đức nhắm mắt lại. Linh Lung khẽ lắc người một cái, lần nữa tiến vào đầu Trần Đức. Cùng lúc đó, Trần Đức nhắm hai mắt lại, đột nhiên, khoảng không tăm tối trước mặt anh xuất hiện một tia sáng. Kế đó, tia sáng kia bắt đầu khuếch trương, anh nhìn thấy những sợi ánh sáng mảnh như sợi tóc, chúng đan xen vào nhau, dần hội tụ lại một chỗ. Vô số sợi ánh sáng cùng trói buộc một bóng người tí hon. Bên dưới người tí hon kia là một vùng mênh mông như đại dương, có chất lỏng màu sữa trắng ngà chảy xuôi, vô cùng vô tận, mênh mông không có điểm dừng. Trần Đức ngạc nhiên phát hiện bóng người kia. Chính là anh. Anh muốn nhúc nhích, nhưng bởi vì bị trói nên không cách nào hành động được. Có thấy không, giọng của Linh Lung lại lần nữa vang lên, kế đó, cô ta xuất hiện trước mặt Trần Đức. Chỉ khác ở chỗ, Linh Lung có thể tùy ý bay nhảy, di chuyển hệt như một tinh linh, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là biển tâm thức của anh, khi anh đạt đến trình độ nhất định thì có thể dẫy khỏi trói buộc này. Giống như tôi, có thể trôi nổi trong biển tâm thức. Mạnh hơn nữa thì có thể hồn rời khỏi xác, Nói là linh hồn thì chẳng bằng nói là thần thức, có lẽ sẽ đúng hơn. Trần Đức muốn nói gì đó, nhưng lại không cách nào mở miệng. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội ập đến, anh đột ngột mở hai mắt, cảnh tượng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, khoảng không trước mặt anh lại khôi phục như thường. Anh quá yếu ớt, bổn cô nương chỉ có thể để anh xem trong chốc lát. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ khiến trí não anh bị tổn thương, Linh Lung nói, tuy nhiên, lúc này cô ta đang ở trong đầu Trần Đức. Tóm lại, biển tâm thức tựa như một căn phòng, vốn dĩ chỉ có anh ở đó, giờ có thêm tôi, đối với anh cũng không có gì ảnh hưởng, hiểu không? Linh Lung cảm thấy có hơi mệt mỏi, đối với võ giả có cấp bậc như Trần Đức thì những việc này quá mức phức tạp và khó có thể tưởng tượng được. Trần Đức là một người rất dễ tiếp nhận sự mới lạ. Tuy chuyện vừa rồi có hơi ly kỳ, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu rõ và chấp nhận điều đó. Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng phía trước còn một chặng đường dài mà anh phải đi. Lâu Vạn Xuân và gã họ Trần kia,
Liệu bọn họ có phải là cao thủ đã đạt đến cảnh giới thần thức ly thể? Trần Đức hít sâu một hơi, rồi lại thở hắt ra, anh đã hiểu rõ đại khái và dần lấy lại bình tĩnh, cô ở trong biển tâm thức của tôi thì có gì tốt? Còn nữa, rốt cuộc cô có lai lịch như thế nào? Đương nhiên là bởi vì thể chất của anh thuộc tính hỏa, ở lại biển tâm thức của anh, tôi có thể rèn luyện thần trí của mình, đồng thời những tổn thương thần thức của tôi cũng dần được chữa trị. Tạm thời anh không hiểu được đâu, mà cũng không cần hiểu, sẽ không có lợi cho anh. Chúng ta nói tiếp chuyện đỉnh Long Văn đi, nhóc à, nhóc tên gì đó. Chẳng lẽ nhóc định khiêng đỉnh Long Văn ra khỏi đây à? Trần Đức, tự bát hoang. Trần Đức bình thản tiếp nhận tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt, tinh thần của anh đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn chấn động, mà trở nên cực kỳ ổn định. Sau khi thờ ơ giới thiệu tên mình, anh nói tiếp, tôi cũng không định khiêng nó ra ngoài như vậy, nhưng muốn đem nó đi thì hình như chỉ có thể làm thế. Tôi cứ thế khiêng ra ngoài thì sẽ sống không quá 3 ngày ư. Có ý gì? Ha ha, năm đó, cũng vì nó mà suýt nữa bổn cô nương đã đi đời nhà ma rồi. Lúc trước, có không biết bao nhiêu cao thủ ngấp nghé nó, không ngờ hôm nay lại làm lợi cho nhóc, giọng Linh Lung tràn đầy u oán, có điều, đã nhiều năm trôi qua, cô ta đã sớm mất đi hứng thú. Chung quy thì cái đỉnh này cũng không thuộc về cô ta, xem như vô duyên, không thể miên cưỡng được. Quan trọng nhất là với trạng thái của cô ta hiện tại thì không thể nào sử dụng đúng tác dụng của đỉnh Long Văn được. Trần Bát Hoang, đặt hai tay của anh lên hai quai đỉnh. Để làm gì, Trần Đức hỏi. Cứ làm theo lời tôi đi, bớt nói nhảm, vốn Linh Lung có hơi bực bội, thế nên giọng điệu với Trần Đức cũng không mấy thân thiện. Trần Đức cũng không thèm so đo với cô ta, anh giơ hai tay đặt lên hai quai đỉnh theo lời Linh Lung. Thoáng chốc, anh cảm nhận được một lực hút cực mạnh tuôn ra. Tay của anh dính chặt vào cái đỉnh màu xanh tím kia. Mau vận chuyến linh khí, giọng Linh Lung lần nữa vang lên. Không đợi cô ta nói, Trần Đức đã điều động linh khí theo bản năng, hòng chống lại lực hút đáng sợ kia. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cái đỉnh cao khoảng 1 thước trước mặt bất chợt biến mất. Việc này, Trần Đức nghẹn hòng nhìn chân chối, mặt anh lộ vẻ kinh hãi, cái đỉnh đâu rồi? Ha ha! Nhìn vào lòng bàn tay phải của anh đi, Linh Lung nhắc nhở. Nghe vậy, Trần Đức lập tức mở bàn tay ra thì thấy có một ấn ký Long Văn màu xanh mờ ảo, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Nó ở trong tay tôi ư, Trần Đức nghi hoặc nắm chặt tay lại. Đúng vậy, chí bảo bực này lại bị một võ giả yếu ớt như anh lấy được, không biết đám người kia biết chuyện thì có tức đến mức hộc máu hay không nữa. Trong giọng nói của Linh Lung tràn đầy khao khát, tuy nhiên, hiện tại, đối với anh thì nó chỉ là một vật chứa mà thôi, có thể cất giữ đồ đạc. Anh có thể dùng ý thức tiến vào trong thử xem. Trần Đức thử thăm dò, quả nhiên, anh thấy bên trong là một không gian cực lớn, tựa như một thế giới khác vậy. Trong khoảng không mênh mông kia còn có một ít sách cổ, dược liệu khô héo, binh khí đã sắp bị phong hóa. Ngay khi nhìn thấy khoảng không gian này, Trần Đức chợt nhớ đến tình cảnh lúc anh đạt được truyền thừa Ảm Dương Kinh. Khi đó, chẳng phải cũng có một không gian kỳ lạ như vậy sao? Trần Đức lấy ra kiếm Long Ngâm, đặt vào lòng bàn tay. Một suy nghĩ chợt lóe, ngay sau đó, kiếm Long Ngâm biến mất, tiến vào đỉnh Long Văn. Lại một suy nghĩ vụt qua, kiếm Long Ngâm lần nữa xuất hiện. Sau vài lần tập luyện, Trần Đức đã có thể sử dụng thành thạo không gian bên trong đỉnh Long Văn. Ha ha, khả năng lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, ngoài ra, đợi đến khi anh đột phá lên Linh Hải Kỳ, đạt tới tầng cuối cùng của Thiên Nguyên Tam Trọng, khi đó, đỉnh Long Văn sẽ có thêm tác dụng khác, là loại công năng rất hữu ích, trong giọng nói của Linh Lung có vài phần tán thưởng. Công năng gì? Trần Đức tò mò hỏi. Bí mật. Ti ti. Linh Lung cười khẽ, đến lúc đó sẽ nói với anh, còn nữa. Sau này khi muốn cùng tôi đối thoại, anh chỉ cần nói thầm trong lòng là được, không cần phải nói ra miệng như vậy. Trần Đức khẽ gật đầu, cảm thấy phấn chấn từ tận đáy lòng. Chuyến đi Thiên Kiếm Phong này quả không uổng phí. Không chỉ giết chết Phương Tâm Ngọc, thành công đột phá đến Linh Hải Kỳ, hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được đỉnh Long Văn cùng với một cao thủ thần bí như Linh Lung. Quả thật là thu hoạch khá khấm. Trần Đức đột nhiên muốn uống vài ngụm rượu ăn mừng, đáng tiếc ở đây không có rượu. Anh đã hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, nhất định phải đặt thật nhiều rượu ngon bên trong đỉnh Long Văn mới được. Nếu tính không nhầm thì mình đã lên Thiên Kiếm Phong được 3, 4 tiếng gì rồi,
chắc chắn mấy người Thư Tuyết rất sốt ruột, chợt nhớ ra, Lâm Nhất không tiếp tục lãng phí thời gian, liền đi đến trước một bức tường, tung ra một đấm. Rầm. Ngay lập tức, bức tường vỡ nát, lúc này, Trần Đức đang ở vị trí cách mặt đất 2.500 đến 2.600 mét, bên ngoài lỗ thủng chính là vách núi. Anh liếc nhìn xuống chân Thiên Kiếm Phong. Kế đó, bước ra một bước, tung người nhảy xuống từ độ cao hơn 2.000 mét. Cùng lúc đó, bên dưới Thiên Kiếm Phong, Triệu Phong và đám võ giả của những gia tộc khác đang tuần tra khắp nơi, vừa đi vừa tán gẫu. Anh Triệu, theo anh thì khi nào Phương Tiền Bối mới xuống? Chúng ta phải đợi đến bao giờ? Một gã võ giả phàn nàn. Cũng bởi vì Phương Tâm Ngọc còn chưa rời khỏi Thiên Kiếm Phong nên bọn họ mới phải chờ ở đây. Không biết, theo lý thì chắc sẽ nhanh thôi, Triệu Phong nhẩm tính thời gian, giáng thêm chút nữa đi, nếu không nhầm thì có lẽ là hôm nay. Hề hề, anh Triệu, theo anh thì Phương Tâm Ngọc có chết không? Có khi nào cái xác vừa được thu dọn kia là ông ta không? Tên võ giả này nói đùa. Tiểu Đông, ý của cậu là Trần Bát Hoang còn sống, còn kẻ chết là Phương Tâm Ngọc à? Thôi đi, đừng có mơ, Triệu Phong trợn tròn mắt, sao người của gia tộc mình lại có loại suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ? Hề hề, tôi chỉ nói vậy. Võ giả kia còn chưa dứt lời thì... Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, dường như có thứ gì đó cực lớn bị va chạm, làm rúng động trời đất. Cùng với đó, dưới chân Thiên Kiếm Phong, bụi mù tung bay, cát bay đá chạy, cây cối nghiêng ngả, dường như muốn nhấn chìm tất cả, không cách nào nhìn rõ được tình hình. Thấy vậy, Triệu Phong sững sờ, sau đó, dường như nhớ ra điều gì, lập tức hét lớn, các vị, con mẹ nó đừng đi tuần tra nữa, tiền bối Phương sắp xuất quan rồi, nhanh qua đây nghênh đón. Thực lực của Phương Tâm Ngọc thực sự là quá mạnh. Trước khi lên Thiên Kiếm Phong, ông ta sớm đã là người mà Triệu Phong và đám võ giả này không thể đắc tội nổi, lúc này xuất quan, nhất định là càng mạnh hơn nữa. Bọn họ nhất định phải tiếp đón cẩn thận. Triệu Phong vừa hét lớn, đám võ giả xung quanh liền chạy đến tập hợp lại một chỗ, cung kính đứng bên ngoài làn khói cuồn cuộn, trên mặt ai nấy cũng thế. Hiện rõ sự kính nể, mong chờ, đợi người xuất hiện. Đệt, nhìn tình hình này, là trực tiếp nhảy từ Thiên Kiếm Phong xuống sao, Triệu Phong hồn bay phách lạc, Thiên Kiếm Phong cực kỳ đặc biệt, trọng lực ở bên trên nặng hơn phía dưới rất nhiều. Từ độ cao hơn 2.000 mét ở đây nhảy xuống, tương đương với độ cao 4-5.000 mét ở nơi khác đấy. Ai có thể giữ cân bằng được trong sự ma sát và xé nát đó? Không phải lúc nãy Trần Bát Hoang từ trên Thiên Kiếm Phong rơi xuống, thi thể đã tan nát sao? Còn Phương Tâm Ngọc, vậy mà lại trực tiếp nhảy xuống. Ông ta, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Phong càng thêm chấn động, đám võ giả sau lưng hắn ta cũng hiểu điều này. Sắc mặt ai nấy cũng đông cứng, ánh mắt mong đợi dồn về phía khói bụi cuồn cuộn. Phương Tâm Ngọc vừa đột phá, có khi nào tâm trạng cực tốt mà thưởng cho bọn họ một ít linh thạch không? Cũng chỉ có cường giả mạnh như tiền bối Phương mới có tư cách lên đỉnh Thiên Kiếm Phong, loại rác rưởi như Trần Bát Hoang sao có thể so với tiền bối Phương được chứ? Triệu Phong nghĩ đến đây, quay đầu lại hỏi thuộc hạ đứng bên cạnh, vừa nãy tôi bảo đem xác của Trần Bát Hoang đi cho chó ăn, đã làm chưa? Đem cho chó ăn rồi. Có điều hình như chó không thích ăn cho lắm, tên thuộc hạ này vội vàng trả lời, thuộc hạ đã vứt xuống sông cho cá ăn rồi. Ha ha, không ngờ ngay cả chó cũng chê thịt của tên rác rưởi đó. Triệu Phong cười hung tợn, thấy khói bụi sắp rơi xuống, vì muốn để lại ấn tượng tốt hắn ta nhanh chóng quỳ xuống, cao giọng nói, cung nghênh tiền bối Phương xuất quan. Đồng thời lúc đó, đám võ giả đứng sau lưng hắn ta cũng không chịu thua, đồng thanh hô lớn, cung nghênh tiền bối Phương xuất quan. Sau khi những tiếng hô này vừa dứt, khói bụi cuồn cuộn cuối cùng cũng dần dần tỏa xuống, sau đó, trong ánh mắt vô cùng chờ mong của mọi người, một bóng người từ từ hiện ra sau làn khói. Cùng với bóng dáng này, còn có một giọng nói không cảm xúc, bình tĩnh và có chút lạnh lùng, có phải, các người cung nghênh nhầm người rồi không? Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang vọng khắp tứ phía, lọt vào tai của tất cả võ giả có mặt ở đó. Đột nhiên, giống như sét đánh ngang tai. Nổ đoàng đoàng trong tâm trí của mọi người, sắc mặt ai nấy cũng đều trở nên cực kỳ cổ quái. Giọng nói này, khuôn mặt Triệu Phong đóng băng, mi mắt bất giác giật liên hồi. Sau đó, đồng tử không ngừng run rẩy. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể là hắn. Sao hắn vẫn còn sống chứ?
Trong lòng Triệu Phong giống lên, trong con ngươi hiện lên những tia máu kinh người, đồng tử nhìn chòng chọc về phía trước. Gần như cùng một giây, một đôi chân dài cao lớn cùng bộ quần áo có hơi rách dưới từ trong bụi khói hiện ra, sau đó, ngũ quan cũng dần xuất hiện trong mắt Triệu Phong và những người khác, đó là một khuôn mặt góc cạnh, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Trên khuôn mặt là một đôi mắt sâu thẳm dường như đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, dưới sống mũi cao, đôi môi đỏ hơi nhếch lên tạo thành một đường vòng cung nhàn nhạt, bất cần đời. Trông khá anh tuấn và thoải mái. Nhưng, chính khuôn mặt anh tuấn và thoải mái này đã khiến cho đám 12 võ giả hoàn toàn sững sờ, nhìn không chớp mắt, há hốc mồm miệng, như bị đổ xi măng, hoàn toàn biến thành tượng điêu khắc, không thở được. Trong mắt mọi người chỉ còn lại bóng dáng cao lớn gần 1m8 đang ngẩng đầu, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào bóng người đang chậm rãi đi ra khỏi màn khói bụi. Trần Bát Hoang, trong đám người, có người đột nhiên sực tỉnh, lắp ba lắp bắp hô tên của người vừa xuất hiện, đồng thời bất giác nuốt nước bọt, sao có thể như vậy chứ? Đúng thế. Sao có thể như thế được? Không chỉ hắn không dám tin mà tất cả mọi người đều không dám tin cảnh tượng trước mắt này. Rõ ràng. Có một người ngã từ Thiên Kiếm Phong xuống chết rồi mà. Người đó, lẽ nào không phải Trần Bát Hoang sao? Trong tưởng tượng của bọn họ, đó nhất định, chắc chắn, 1000% chính là Trần Đức, Trần Bát Hoang. Dù sao, trên Thiên Kiếm Phong, ngoài Trần Đức ra, chỉ còn lại một mình Phương Tâm Ngọc. Trước đó bọn họ không thể nào liên tưởng cái xác nát bét kia với Phương Tâm Ngọc, dù sao thì Phương Tâm Ngọc cũng thực sự quá mạnh. Với thực lực đó, ông ta hoàn toàn có thể bay lên đỉnh Thiên Kiếm Phong. Hai bên so sánh với nhau, Trần Bát Hoang là cái thá gì? Thực lực của Linh Căn Kỳ hoàn toàn không thể bay lên đỉnh Thiên Kiếm Phong, rất có khả năng lên giữa đường sẽ bị sức mạnh đó đẩy xuống ngã chết. Giả sử cho dù không ngã chết thì đụng phải Phương Tâm Ngọc cũng sẽ chết. Phải biết rằng, tính cách của Phương Tâm Ngọc và Trương Hằng gần giống nhau, sao lại để kẻ khác cùng ông ta tu luyện một chỗ được? Cho nên, bất luận xét từ góc độ hay không gian nào, Trần Bát Hoang cũng không có một phần vạn khả năng nào có thể sống sót cả. Nhưng, sự thật thì sao? Trần Bát Hoang xuất hiện rồi. Không những xuất hiện, mà trên người anh, ngoại trừ quần áo có chút rách nát thì nhìn tổng thể không có tổn hại gì cả, còn mẹ nó hoàn toàn nguyên vẹn. Cảnh tượng này khiến Triệu Phong và những võ giả khác chấn động không thôi, giống như có một trận bão lớn nổi lên trên biển, điên cuồng quét qua, hủy diệt tâm trí bọn họ. Khiến động tác của bọn họ đóng băng, sắc mặt đóng băng, suy nghĩ cũng bị đóng băng. Sâu tận đáy lòng, chỉ còn lại sự kinh hoàng, hoảng sợ, chấn động và không thể tin được. Trên người Triệu Phong đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, da đầu tê dần từng cơn, hai gối quỳ xuống đất, không nói nên lời. Hắn ta đã định thần lại rồi, giờ phút này, không phải hắn ta không muốn đứng dậy, không muốn lên tiếng, mà là không dám. Trần Bát Hoang đang chậm chậm đi tới. Giống như một đê vương, một vị thần, cho hắn ta một sự thúc đẩy muốn quỳ xuống bái lạy, cộng thêm sự sợ hãi sâu tận đáy lòng. Khoảnh khắc này hắn ta hận không thể tìm một cái hố chui xuống, hoặc làm một người vô hình. Lục Thư Tuyết và Bộ Kinh Phong đâu? Ánh mắt Trần Đức quét một lướt khắp xung quanh, không thấy Lục Thư Tuyết và Bộ Kinh Phong đâu cả, anh bước đến trước mặt Triệu Phong, giọng điều bình thản hỏi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, tư duy của Triệu Phong hoàn toàn trở về. Nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hắn ta lắp ba lắp bắp nói, bọn họ, đi nhà, họ Lục rồi. Vậy mà không đợi tôi, Trần Đức vân vê sống mũi, có phải đã gặp biến cố gì không? Triệu Phong kìm nén nỗi sợ hãi, nhanh chóng trả lời, lắp bắp kể lại tất cả mọi chuyện, nhất cử nhất động của Trương Hằng, cực kỳ chi tiết, không? Dám giấu giếm chút gì, so với thái độ lần đầu gặp Trần Đức hoàn toàn trái ngược. Trong suốt quá trình Triệu Phong kể lại mọi chuyện, có không ít người định thần lại, sực tỉnh lại, nhưng từ đầu đến cuối không có ai dám lên tiếng chen vào. Người nào người nấy cũng chỉ muốn yên tĩnh làm một người vô hình, không bị Trần Đức phát hiện, trong lòng không ngừng lẩm bẩm mấy câu không nhìn thấy mình. Trương Hằng sao? Trần Đức cau mày, không ngờ tên đó lại thực sự dám dẫn người đến báo thù, còn dám ép Lục Thư Tuyết trở thành người phụ nữ của hắn ta. Trần Đức không nói nhiều. Hỏi Triệu Phong đường đến nhà họ Lục, sau đó liền rời đi. Chuyện của nhà họ Lục, anh đã từng hứa với Lục Thư Tuyết, cho nên nhất định phải quản. Huống hồ, với tính cách của Trương Hằng, nếu biết anh vẫn còn sống thì chắc chắn hẳn ta sẽ truy sát anh. Nếu đã thế, không bằng anh đi dập tắt ý định của đối phương trước.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Đức, Triệu Phong và những người khác không ngừng thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá. Cuối cùng cũng đi rồi. May mà Trần Đức không báo thù, không có người nào có mặt ở đây là không toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Đúng rồi. Đột nhiên, đúng lúc này, Trần Đức vốn sắp rời đi, bỗng nhiên dừng lại. Triệu Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thấy vậy cả người run bần bật, chỉ cảm thấy thân dưới có cảm giác ấm ấm, ươn ướt. Ngay sau đó, một mùi nước tiểu bay xộc vào mũi của mọi người. Triệu Phong, sợ đến nỗi tè cả quần. Triệu Phong rất hoảng, rất sợ hãi, hắn ta là người hoảng loạn nhất trong đám người này, hắn ta nói xấu Trần Bát Hoang quá nhiều, luôn miệng mắng Trần Bát Hoang là rác rưởi. Thế nên hắn ta cực kỳ sợ Trần Đức sẽ báo thù. Lúc Trần Đức chuẩn bị rời đi, hắn ta vô cùng vui mừng, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng đối phương lại đột nhiên dừng lại khiến hắn ta bất giác không kiềm chế được. Hắn ta cũng không muốn, nhưng lại nhịn không được. Dòng nước đó không ngừng chảy xuống đất tí ta tí tách, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, sắc mặt của Triệu Phong trở nên đỏ bừng, xấu hổ cùng cực. Nhưng, không ai cười nhạo hắn ta. Bởi vì, tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ đều đang đổ dồn trên người Trần Đức. Lúc này, đừng nói Triệu Phong sợ đến nỗi tè ra quần, cho dù hắn ta có sợ đến nỗi đại tiện cả quần thì cũng không ai chửi hắn ta. So với Trần Bát Hoang, Triệu Phong là cái thá gì? Dựa vào cái gì để người khác chú ý hắn ta? Bây giờ trong đầu mỗi người đều đang nghĩ một vấn đề giống nhau. Tại sao Trần Bát Hoang lại đột nhiên dừng lại? Trần Bát Hoang muốn làm gì? Muốn báo thù sao? Trần Đức có chút buồn cười nhìn về phía Triệu Phong, quay trở lại dưới chân Thiên Kiếm Phong, nhìn đỉnh đá cao vút tầng mây, tôi nhớ lúc trước các người nói, Thiên Kiếm Phong là của nhà họ Triệu các người. Triệu Phong giật mình, vội vàng đáp, không, cậu Trần, nói chính xác hơn thì chúng tôi chỉ là sống gần đây mà thôi, bảo vệ thay, thực tế không chỉ mình nhà họ Triệu, mà còn có nhà họ Vương, nhà họ Nam, nhà họ Lục. Lúc này, Triệu Phong bất giác nói ra tên của ba gia tộc khác, dù sao nếu Trần Bát Hoang muốn báo thù thì hắn ta cũng không muốn gánh chịu một mình. Ồ, hóa ra là vậy. Trần Bát Hoang nhìn đỉnh cao chót vót của Thiên Kiếm Phong, sau đó, giơ nắm đấm lên. Linh lực toàn thân bộc phát, tụ hợp lại trên nắm đấm, toàn bộ cánh tay đột nhiên nổi đầy gân xanh, chẳng chịt dày đặc. Giây tiếp theo, một đấm giáng vào trên Thiên Kiếm Phong. Giữa vô số tia điện quang chóe lửa, cú đấm quá sức mãnh liệt, khoảnh khắc này, sức mạnh khủng khiếp 50 triệu tấn toàn lực giáng xuống, còn có cửu trọng cực ảnh. Đột nhiên, sức mạnh 50 triệu tấn này bỗng tăng lên 500 triệu tấn. Bùm! Như thể một quả bom nổ tung, một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp cả bầu trời, kinh động tứ phương, từng đàn chim thi nhau bay lên trời, giống như ngày tận thế sắp đến. Có thể thấy rõ, trước mắt Trần Đức, nơi cú đấm giáng xuống, Thiên Kiếm Phong nứt ra. Cát bay đá nổ bắn tung tóe, trên không trung hiện ra một cái lỗ to lớn. Một đấm đánh xuyên Thiên Kiếm Phong, rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ Thiên Kiếm Phong đang rung lắc dữ dội, rất rõ ràng, nó sắp sụp đổ. Đây, 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 Triệu Phong gần như sững sờ, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người thất thần, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, khóe môi không ngừng giật giật. Sau đó hắn ta bất giác nhìn sang Trần Bát Hoang. Nhưng bên cạnh hắn ta đâu còn ai nữa. Trần Đức đã đi xa hơn 100 mét từ lâu, chỉ còn lại một bóng lưng. Còn Thiên Kiếm Phong vẫn đang rung lắc mạnh hơn, những tảng đá từ trên đỉnh núi không ngừng lăn xuống. Anh Triệu, mau chạy đi. Đúng lúc này, không biết ai hô một tiếng, Triệu Phong giật mình tỉnh táo lại, chẳng kịp nghĩ nhiều, vắt chân lên cổ chạy như điên, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Chỉ nghe thấy đằng sau không ngừng truyền đến tiếng đổi sụp đất nứt. Ngẫu nhiên còn có một số cục đá rơi lên người, nhưng Triệu Phong lại chẳng thèm để ý, bản năng sống còn khiến hắn ta chạy bạt mạng. Cuối cùng, hắn ta chạy một mạch ra 2-3 km mới nghĩ mà sợ dừng lại, xoay người nhìn ra sau. Không nhìn không biết, vừa nhìn hắn ta lại chấn động thêm lần nữa. Giờ phút này, cách đó mấy trăm mét bụi mù cuồn cuộn bay đầy trời, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cây cối, đất đai đều bị bụi mù bao. Phủ. Thấp thoáng có thể thấy được Thiên Kiếm Phong bên trong đống bụi ấy đang sụp xuống, hoàn toàn bị hủy. Bịch! Triệu Phong quỳ sụp xuống đất, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn ta đã không cách nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.
Trước mắt, ngoài đống bụi mù đầy trời kia ra, chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt hờ hững của Trần Bát Hoang. Mà đám người cách đó không xa, cũng đều lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ. Thiên kiếm phong đó trời. Đó là thiên kiếm phong đấy. Lại bị một quyền đánh sập. Mẹ, mẹ, mẹ nó sức mạnh ấy phải đáng sợ và khủng bố cỡ nào chứ? Đây là điều mà sức người có thể làm được hả? Nếu không phải chứng kiến tận mắt thì ai mà tin chứ? Đám võ giả bảo vệ thiên kiếm phong lung lay sắp đổ, ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn ngọn núi ấy sụp đổ. Mà Trần Đức lại chẳng thèm để ý đến tình hình đằng sau, anh không chút nấn ná đi thẳng đến nhà họ Lục. Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Lục, Trương Hằng đang ngồi trên vị trí gia chủ uống trà. Sáu vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương cũng ung dung, lạnh nhạt uống trà. Người châm trà cho họ cũng không phải ai khác, mà là Lục Lâm Khai gia chủ của nhà họ Lục và vợ ông ta Phương Bích Liên. Cánh cửa đại sảnh đóng kín, bên trong chỉ có mấy người họ. Những người còn lại, kể cả Lục Thư Tuyết đều phải chờ bên ngoài. Lục Lâm Khai, ông để cho chúng tôi vào là có điều gì muốn nói hả? Nếu không thể thuyết phục tôi thì ông cũng biết rõ kết quả sẽ thế nào rồi đó, Trương Hằng uống một ngụm trà trong tay, lạnh giọng nói. Phương Bích Liên thấy trà sắp hết bèn vội vàng bước tới chuẩn bị rót thêm cho hắn ta. Thế nhưng, bà ta vừa mới đi tới trước mặt Trương Hằng, hắn ta đã giơ chân đá thẳng vào bụng Phương Bích Liên, bà mà cũng có tư cách đứng châm trà cho ông đây à? Vâng, vâng, tôi không dám. Phương Bích Liên sợ tới mức run lên, chợt quỳ xuống, lết đến bên cạnh Trương Hằng, châm trà cho hắn ta. Cả quá trình, Lục Lâm Khai là chồng bà ta vậy mà lại chẳng nói câu nào, thậm chí còn cảm thấy hết sức bình thường, giống như người phụ nữ của ông ta quỳ châm trà một đứa nhóc là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Phương Bích Liên cũng cảm thấy như vậy. Không những cảm thấy đó là đương nhiên, mà còn nghĩ rằng có thể châm trà cho Trương Hằng thì dù quỳ cũng là vinh hạnh của mình. Cậu Trương, mong cậu hãy nghe tôi nói một chút, Lục Lâm Khai cũng quỳ xuống, hỏi, lần này cậu đến nhà họ Lục chắc chắn là nhìn chúng đứa cháu gái Lục Thư Tuyết của tôi đúng không? Đúng vậy, Trương Hằng trực tiếp thừa nhận. Vậy là tốt rồi, cậu Trương, đứa cháu gái kia của tôi lọt vào mắt xanh của cậu là may mắn tám đời của con bé. Nhưng, tôi hiểu con bé ấy, nó rất cứng đầu. Dù cậu có giết chúng tôi thì chưa chắc nó sẽ nghe theo cậu. Nó bảo cậu đến nhà họ Lục. Rất khả năng là coi cậu như tay đấm của mình. Lục Lâm Khai vừa nói ra câu đó, lập tức cảm giác được một cơn giận dữ, táo bạo thoáng xuất hiện trên người Trương Hằng. Lục Lâm Khai mừng rỡ, sớm nghe nói Trương Hằng rất dễ giận, đây đúng là điều ông ta muốn. Thế nên, Lục Lâm Khai vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Cậu Trương, cậu giết chúng tôi rồi thì con bé chắc chắn sẽ dẫn theo đám người bảo thủ của nhà họ Lục chống lại cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ chẳng nhận lại được gì hết. Mà Lục Lâm Khai tôi lại có thể tỏ thái độ ngay bây giờ với cậu. Tôi và nhà họ Lục dưới sự quản lý của mình bằng lòng làm con chó, dốc sức làm việc cho cậu mãi mãi. Hơn nữa, tôi còn có khả năng giúp cậu bắt lấy Lục Thư Tuyết. Ánh mắt Lục Lâm Khai sáng bừng, tràn ngập tự tin nói, cậu Trương, tôi hoàn toàn có thể xử lý con nhóc Lục Thư Tuyết kia cho cậu, để con bé tự mình cởi sạch bò lên giường cậu. Cuối cùng, cậu Trương chẳng những có được nhà họ Lục, mà còn có được cháu gái tôi. Mà tôi chỉ mong cậu tha cho chúng tôi một mạng. Ha ha, ý kiến của ông cũng được đấy, Trương Hằng ngẫm nghĩ, cảm thấy Lục Lâm Khai nói có lý, Lục Thư Tuyết rất có thể sẽ cứng đầu, chống lại hắn ta. Nhưng người như Lục Lâm Khai lại chắc chắn không dám. Trương Hằng tin tưởng ánh mắt của mình. Huống chi, lão tổ cũng gật đầu với mình tỏ vẻ phương pháp của Lục Lâm Khai khá được. Bấy giờ, Trương Hằng mới nói. Cũng được đó, tôi có thể đồng ý với ý kiến của ông. Nhưng, tôi vẫn có một điều kiện. Lục Lâm Khai thấy có hy vọng sống sót, lập tức kích động vội nói, điều kiện gì thế? Cậu Trương cứ nói đi đừng ngại. Khóe miệng Trương Hằng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười xấu xa, vươn tay nâng cằm của Phương Bích Liên đang quỳ trước mặt lên, mặt mày kiêu căng ngạo mạn, rũ mắt nói, tôi không những muốn có Lục Thư Tuyết, mà còn muốn người này, cũng chính là người phụ nữ của ông. Lục Lâm Khai, ông có ý kiến gì không? Giọng điệu của Trương Hằng hết sức lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Khai hỏi. Một câu ông có ý kiến gì không chẳng phải là muốn dò hỏi ý kiến của Lục Lâm Khai, cũng không phải là hỏi, mà là thách thức. Lục Lâm Khai thầm dùng mình, ông ta biết lúc này nếu dám làm trái ý Trương Hằng, vậy mọi lời nói, cố
cố gắng trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Ông ta biết với Trương Hằng, mình cũng chỉ là một con chó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giờ phút này, Lục Lâm Khai chẳng những không dám cãi lại, thậm chí còn có chút phấn khích, mừng thầm. Hy sinh một người phụ nữ là có thể giữ được địa vị của mình ở nhà họ Lục, không những thế còn có thể khiến ông ta bám víu vào. Nhà họ Trương, đi theo Trương Hằng, cuộc mua bán này thật sự là cực kỳ có lời. Mà ông ta, còn có thế đường đường chính chính thay một người phụ nữ khác trẻ tuổi, mê người, xinh đẹp hơn. Vậy cớ sao mà không làm? Ông ta vừa định nói chuyện, Phương Bích Liên lại chợt mở miệng, mặt mày phấn khích nói, cậu Trương, có thể lọt vào mắt xanh của cậu là vinh hạnh của tôi. Chỉ cần cậu muốn, Bích Liên bằng lòng hầu hạ cậu cả đời. Đúng, 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 Lục Lâm Khai vội vàng cướp lời, nịnh nọt nói, cậu Trương, cậu có thể nhìn chúng Bích Liên là may mắn tám đời của bà ấy, tôi nào có ý kiến gì. Chỉ cần cậu thích thì mọi thứ của nhà họ Lục đều là của cậu. Ha ha, đúng vậy, Lục Lâm Khai, ông biết điều đây, Trương Hằng hài lòng cười, hắn ta thích một con chó như Lục Lâm Khai, chỉ đâu cắn đó. Tuy con chó ấy có khả năng phản bội bất cứ lúc nào, nhưng hắn ta hoàn toàn tin tưởng mình sẽ đàn áp được nó. Còn quỳ làm gì, chẳng phải ông nói mình có cách khiến Lục Thư Tuyết tự nguyện, ngoan ngoãn theo tôi sao? Kế tiếp sẽ coi biểu hiện của ông đó, làm tốt sẽ có thưởng. Không tốt thì chắc ông cũng rõ sẽ có kết quả thế nào nhỉ? Trương Hằng khẽ hấp một ngụm nước trà, rũ mắt nhìn Lục Lâm Khai, nghiền ngẫm kiêu ngạo nói. Vâng, thưa cậu. Lục Lâm Khai hết sức phấn khởi. Lục Thư Tuyết ơi Lục Thư Tuyết, Trương Hằng do cô dẫn về không những không giúp cô, mà giờ còn trở thành ô dù cho ông đây. Không biết lát nữa, cô sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp của Lục Thư Tuyết răng đầy sương lạnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt, cứ cảm thấy lo lắng không yên. Lục Lâm Khai là một tên nham hiểm giả dối, không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình. Ông ta ở cùng với đám Trương Hằng lâu như vậy, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhưng, cô ta lại không thể ngăn. Cản. Trương Hằng quá mạnh, cô ta không thể nhúng tay hay thay đổi suy nghĩ của hắn ta. Điều duy nhất Lục Thư Tuyết có thể làm là chờ. Kể cả đám người nhà họ Lục đang quỳ trước cửa và bộ kinh phong với vẻ mặt lạnh lùng đứng cách đó không xa cũng đang đợi. Két! Chẳng mấy chốc, cánh cửa đại sảnh đã được mở ra. Tức thì, mọi người đã thấy Trương Hằng ngồi trên vị trí gia chủ và Bích Liên đang nắn vai bóp chân cho hắn ta. Sau đó là sáu gã thái thượng trưởng lão với vẻ mặt hờ hững. Trước cửa là Lục Lâm Khai đang lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta liếc Lục Thư Tuyết nói, cháu gái ngoan của tôi. Ban nãy tôi đã nói chuyện với cậu Trương rồi. Chuyện giữa cô với cậu ấy, là bậc cha chú, tôi đáp đồng ý. Hả? Ánh mắt Lục Thư Tuyết nghiêm lại, lạnh lùng quát, ông không có tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi. Ha ha, Lục Lâm Khai thờ ơ nói, Thư Tuyết, chuyện hôn nhân cần có lời nói của bố mẹ. Bố mẹ cô đã chết, còn tôi là chú của cô. Tôi không có tư cách nhúng tay thì còn ai có tư cách ấy nữa? Anh Trương. Lục Thư Tuyết bỏ qua Lục Lâm Khai, nhàn nhạt nói, chẳng phải anh đã nói sẽ giết ông ta ư? Tại sao lại không giữ lời? Ha ha, cô Lục, muốn tôi giết cũng được thôi. Nhưng, cô có thể đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi không? Trương Hằng nói rất trắng ra, không chút quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn ta cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm. Dù nói ra suy nghĩ của mình thì họ có thể làm gì hắn ta chứ? Lúc này ở đây, hắn ta chính là vua. Trương Hằng muốn xử lý số phận của đám người kia như thế nào thì sẽ thế ấy. Nếu cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi trước mặt nhiều người như vậy, còn đến đây hôn tôi một cái. Tôi sẽ giết chết ông ta giúp cô ngay, Trương Hằng bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tôi, Lục Thư Tuyết muốn nói lại. Thôi, vốn, cô ta định coi Trương Hằng như tay đấm của mình để diệt đám Lục Lâm Khai, rồi tự sát. Nhưng giờ, cô ta lập tức không biết nên làm sao. Trương Hằng, lẽ nào ông ta có thể khiến tôi làm người phụ nữ của anh sao? Tôi không muốn thì chẳng ai có thể ép tôi hết. Thư Tuyết, giờ nói như vậy e rằng hơi sớm đó, Lục Lâm khi đắc ý, cười hết sức tự tin, nhìn đám người nhà họ Lục đang quỳ ở phía xa hô, Lương Thần. Thoáng cái đã có một người thanh niên đứng dậy, hắn là Lục Lương Thần con trai của Lục Lâm Khai, bố. Ừ. Dẫn vài người đi dẫn đám kia đến đây, Lục Lâm Khai nói. Vâng.
Lục Lương Thần tùy tiện chọn ra 3-4 người đi về phía nhà tù của nhà họ Lục, chưa đến 5 phút đã có tiếng ồn ào truyền đến. Thưa Tuyết, cô nhìn họ xem, Lục Lâm Khai chỉ vào đám người khoảng 30-40 người có già có trẻ đang được Lục Lương Thần chậm rãi dẫn tới ở cách đó hơn 10 mét. 30-40 người kia đều bị trói tay trói chân bằng xích sắt nặng mấy trăm ký. Trong đó có một số người ngực và đan điền còn bị xích sắt đâm thủng. Trong số họ có trai có gái, có già có trẻ. Nhỏ nhất cũng chỉ mới 3 tuổi. Những đứa trẻ ấy đi đường còn chưa vững, run lẩy bẩy, đi chân trần trông cực kỳ đáng thương. Quỳ xuống hết cho tao. Lục Lương Thần và 3 người khác quyền đấm chân đá với họ, chẳng mấy chốc, họ đã quỳ xuống hết. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không chống cự lại được. Những cao thủ trong số họ đều bị xích sắt trói chặt kinh mạch, cơ thể cũng bị thương nặng. Người già và trẻ nhỏ cũng tràn đầy vết thương. Song, dù quỳ, họ cũng không chịu khuất phục, cắn răng nhịn đau đớn nơi tay chân và sự uất ức trong lòng xuống. Cùng lúc đó, họ cũng nhìn thấy Lục Thư Tuyết, một người trong số họ hét lên, Thư Tuyết, cuối cùng cháu cũng trở lại, đừng để đám khốn nạn kia đe dọa. Chúng tôi không sao, cháu không thể chết được, chỉ cần cháu còn sống thì ông ta sẽ không bao giờ có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí gia chủ. Câm miệng, Lục Lương Thần cầm roi sắt, trực tiếp quật lên miệng người nọ lập tức gãy vài cái răng, máu tươi giàn giụa. Những người đó đều là người ủng hộ Lục Thư Tuyết. Họ không muốn đi theo Lục Lâm Khai, nên bị đối phương dùng kế bắt được, mới rơi vào kết quả như bây giờ. Cô Ba, chú Tư, cô Út. Lục Thư Tuyết nhìn thấy họ, khóe mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt đong đầy nơi khóe mi, đang định chạy tới. Có điều, lại bị Lục Lâm Khai ngăn lại, đắc ý nói, Thư Tuyết, cô cảm thấy tôi nói đúng không? Có một số lời, vẫn đừng nên nói sớm quá. Lục Lâm Khai, Lục Thư Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rốt cuộc thì ông muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Ha ha! Lục Lâm Khai không chút che lấp, mặt mày dữ tợn nói, tôi muốn làm gia chủ nhà họ Lục, muốn đi theo nhà họ Trương, theo cậu Trương, muốn cô trở thành người phụ nữ của Trương Hằng và tự động cởi sạch bò lên giường cậu. À, y hai! Ấy! Người đâu? Lục Lâm Khai đắc ý hô, đi dọn dẹp phòng thánh nhân của nhà họ Lục cho sạch sẽ để tiếp đón cậu Trương đi nào. Cái gì? Lục Thư Tuyết cực kỳ tức giận. Phòng thánh nhân. Đó từng là phòng của bố mẹ cô ta. Lục Lâm Khai làm vậy là đang sỉ nhục mình. Lục Lâm Khai, ông đừng có quá đáng. Lục Thư Tuyết nghiến răng nghiến lợi, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, móng tay đâm sâu vào da thịt, truyền đến một cơn đau thấu tim, nhưng cô ta lại như không cảm giác được gì. Quá đáng, tôi quá đáng đấy thì sao? Lục Lâm Khai không chút sợ hãi, chẳng thèm che giấu vẻ giả dối trên mặt. Nếu cô muốn lấy mạng tôi thì cứ làm theo lời cậu Trương đi đến trước mặt, cố gắng làm cậu ấy vui đi, chưa biết chừng cậu ấy sẽ giết tôi giúp cô đấy. Lục Thư Tuyết nhìn chằm chằm Lục Lâm Khai, đỏ mắt nói, nếu tôi nói không thì sao? Không. Khóe miệng Lục Lâm Khai nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lớn tiếng nói, Lục Thư Tuyết, cô có nhìn thấy không vậy? Kia đều là người ủng hộ cô, họ vì cô mới trở thành tù nhân và có dáng vẻ như giờ. Giờ. Lục Thư Tuyết, tôi ra lệnh cho cô, côi từng món đồ trên người ra. Nếu cô không chịu, vậy thì... Lục Lâm Khai giơ tay lên, ngay sau. Đó! Á! Một tiếng hét thảm chợt vang lên, Lục Lương Thần vung roi lên, trực tiếp quấn chặt một người đàn ông, đầu roi sắc bén đâm thẳng vào cổ làm anh ta chết ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Trương Hằng mặt đầy chế nhạo ngồi trên vị trí gia chủ vừa uống trà vừa nhìn xem trò hay. Dường như mọi thứ đều không liên quan đến hắn ta, cứ lẳng lặng ngồi nhìn, khá là hài lòng với hành động của Lục Lâm Khai. Người thân, người ủng hộ của cô sẽ có kết quả như thế đó. Giờ, số phận của họ đều nằm trong tay cô, Lục Lâm Khai híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lục Thư Tuyết nói. Sắc mặt Lục Thư Tuyết trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cô ta đang giãy giụa. Từ khi sinh ra tới nay, tấm thân trong sạch. Trắng ngần như ngọc của mình đã bị người làm nhục như vậy bao giờ? Nhưng giờ, tính mạng của mấy chục người lại phụ thuộc vào một suy nghĩ của mình. Cô ta, phải làm thế nào đây? Lục Lâm Khai cũng không cho Lục Thư Tuyết thời gian suy nghĩ, lạnh nhạt nói, nếu cô đã không muốn, vậy thì... Ông ta còn chưa nói xong, Lục Lương Thần đã lại bắt thêm một người. Lần này, là một bé gái trông chỉ có 5 tuổi.
Lục Lương Thần trực tiếp giật cô bé từ trong tay bố mẹ mình, cô bé òa khóc, nước mắt rơi như mưa, hết sức sợ hãi, khóc hu hu. Cô bé đáng yêu làm sao, trông cũng có vài nét giống cô hồi trước đó chứ. À đúng rồi, Lục Lâm Khai âm u nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé là con gái của em trai bố cô nhỉ. Giống cô cũng bình thường thôi. Rốt cuộc cũng thỏa hiệp, thực tế chính là như vậy, mặc dù đôi khi không phải điều mình muốn, nhưng cũng phải cúi đầu thỏa hiệp, chấp nhận số phận. Lục Lâm Khai thắng. Lục Thư Tuyết không có khả năng chẳng màng đến tính mạng của cô bé, cũng không thể bỏ mặc mạng sống của 30-40 người kia. Xem ra, cô vẫn biết điều đấy chứ. Có điều, cô đã bỏ lỡ cơ hội, cô bé kia sẽ vì sự do dự của cô mà chết. Cái gì, Lục Thư Tuyết trợn to. Mắt. Lục Lâm Khai cũng không để ý tới cô ta, đưa mắt ra hiệu với Lục Lương Thần. Sau đó, Lục Lương Thần lập tức gia tăng sức mạnh, chuẩn bị ra tay. Phụt. Ngay khi hắn tăng sức mạnh, máu tươi chợt bắn tung tóe giữa không trung, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng, thậm chí Lục Thư Tuyết còn không đành lòng quay đầu đi. Hu hu. Nhưng mà, tiếng khóc của cô bé vẫn vang lên. Lục Thư Tuyết giật mình, quay phát đầu lại nhìn về phía Lục Lương Thần. Chỉ thấy Lục Lương Thần đã ngã xuống đất chết đi, nơi cổ rõ ràng có một vết máu, dưới đầu tràn ra một vũng máu tươi. Người chết không chỉ là Lục Lương Thần, mà còn có ba gã trông coi. Còn cô bé lại xuất hiện trong tay một người. Người đó là Bộ Kinh Phong. Chẳng ai ngờ vào lúc quan trọng ấy người ra tay lại là Bộ Kinh Phong, người vẫn không nói câu nào, đứng im từ đầu đến giờ. Hắn ta một tay cầm kiếm, tay còn lại ôm cô bé kia nói. Với một bé gái mà cũng ác như vậy, Lục Lâm Khai, ông không sợ bị sét đánh à? Gân xanh trên mặt Lục Lâm Khai hằn lên. Chết rồi. Lục Lương Thần đã chết. Đó chính là con trai ông ta đấy. Con trai độc nhất đó. Ông ta thở hổn hển, không kiềm nổi định ra tay. Xong, lý trí và nỗi sợ hãi đã ngăn bước chân ông ta lại. Đầu tiên, ông ta không phải đối thủ của Bộ Kinh Phong, xông lên thì chỉ có chết. Thứ hai, Lục Lâm Khai không thể chọc vào nhà họ Bộ. Con trai ông ta chết trong tay Bộ Kinh Phong, dù là đối mặt với bản thân hắn ta hay nhà họ Bộ đứng đằng sau thì ông ta cũng không có phần thắng. Chỉ có thể nhịn. Trái tim ông ta run rẩy, nhói đau, tức giận nhìn Trương Hằng, hy vọng hắn ta đứng ra giúp mình. Khoảnh khắc ấy, Trương Hằng ngồi trong đại sảnh, đôi mắt như kiếm âm u nhìn thẳng vào Bộ Kinh Phong. Bộ Kinh Phong, anh là định xen vào chuyện của ông đây hả? Trương Hằng, tôi không có hứng xen vào chuyện giữa anh và nhà họ Lục. Tôi mặc kệ người khác, nhưng tôi thích và nhìn chúng cô bé này, nên muốn xen vào. Trừ khi anh muốn vì một cô bé mà đối đầu với nhà họ Bộ tôi. Bộ Kinh Phong lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Trương Hằng bình tĩnh nói, anh là người thông minh, có cần thiết phải thế hay không thì chắc là trong lòng anh cũng rõ. Mí mắt Trương Hằng giật giật, trong mắt hiện lên sát khí, giận dữ ra mặt. Lúc này, Bộ Kinh Phong ra tay. Là cố ý gây khó dễ cho hắn ta. Và không nể mặt hắn ta. Mà một người có tính tình nóng nảy, táo bạo như Trương Hằng thì sao nhịn nổi. Mắt thấy Trương Hằng sắp bùng nổi, lão tổ tông bỗng mở miệng, Tiểu Hằng, thôi bỏ đi. Như lời cậu ta nói đó, không nhất thiết phải vì một đứa bé mà đối đầu với nhà họ Bộ. Trương Hằng thở hắt ra, ép mình bình tĩnh lại, lời nói của lão tổ cũng không thể không nghe. Bộ Kinh Phong, kế tiếp, tốt nhất là anh đừng có mà nhúng tay vào. Không thì, ông đây sẽ khiến anh chết không chỗ chôn. Bộ Kinh Phong không nói gì, lùi sang một bên. Lục Lâm Khai vô cùng không cam nói, cậu Trương, không thể bỏ qua cho anh ta như vậy được, người chết là con trai tôi đó, cậu Trương. Lục Lâm Khai, Trương Hằng chừng Lục Lâm Khai một cái, vươn tay thò vào trong cổ áo của Phương Bích Liên đang bóp chân cho mình, âm trầm nói, học hỏi người phụ nữ của ông đi, làm tốt chuyện ông nên làm. Lần này, Lục Lương Thần không có dùng roi, mà là dùng kiếm, mũi kiếm đặt lên cổ cô bé, khẽ vạch, một giọt máu bắt đầu chảy xuống theo mũi kiếm. Tuy bố mẹ cô bé rất đau đớn, nhưng lại không nói tiếng nào, chỉ im lặng khóc. Họ là cậu mợ của Lục Thư Tuyết, từ đầu đến cuối đều đứng về phía cô ta. Dù có mất mạng, cũng không muốn phản bội, vứt bỏ chính nghĩa. Lồng ngực Lục Thư Tuyết phập phồng lên xuống, thở hổn hển, nghiến răng. Mắt thấy mũi kiếm càng lún càng sâu, cuối cùng cô ta cũng đưa ra lựa chọn, tôi. Cởi.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đã khiến Lục Lâm Khai sợ tới mức run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giật mình tỉnh táo lại. Giờ ông ta chính là tù nhân, nên sao có thể nhúng tay hay thay đổi suy nghĩ và quyết định của Trương Hằng chứ? Nếu nói thêm mấy câu nữa thì chắc ngay cả mình cũng sẽ chết luôn. Vâng, thưa cậu Trương. Lục Lâm Khai cúi đầu, tim gan run rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm độc ác. Chuyện con trai ông ta chết không thể cho qua một cách như vậy được. Nếu không thể giết Bộ Kinh Phong, vậy nhất định phải khiến đám người ủng hộ Lục Thư Tuyết tắm máu. Con trai của Lục Lâm Khai ông ta tuyệt đối không thể chết một cách uổng mạng như vậy được. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt. Con, tuy Lục Lâm Khai rất tàn nhẫn, có thể vì địa vị mà từ bỏ vợ mình. Nhưng, con trai vẫn là cục cưng trong lòng ông ta. Vậy mà lại cứ thế đã chết. Ông ta tức phát điên, cúi đầu, vành mắt đỏ bừng. Không thể đụng vào Bộ Kinh Phong, vậy ông ta sẽ dồn hết mọi thù hận lên đầu Lục Thư Tuyết. Mọi chuyện đều là tại cô ta hết, nếu như không có cô ta thì ông ta đã ngồi lên vị trí gia chủ từ lâu rồi. Cũng sẽ không mất đi vợ và con trai mình. Còn không đứng lên làm việc tiếp, ông yên tâm, kế tiếp sẽ không có ai làm phiền ông nữa đâu, Trương Hằng ung dung nói, hoàn toàn chẳng thèm để ý. Đến sự tức giận của Lục Lâm Khai. Vâng, Lục Lâm Khai run rẩy chậm rãi đứng dậy, hung hăng trừng Bộ Kinh Phong. Bộ Kinh Phong lại làm như không nhìn thấy. Còn Lục Thư Tuyết lại nhìn Bộ Kinh Phong với ánh mắt đầy biết ơn. Hắn ta và Lục Thư Tuyết không thân cũng chẳng quen, thậm chí là chỉ mới biết nhau mấy tiếng mà thôi. Bộ Kinh Phong hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giúp, nhưng hắn ta lại bất chấp nguy cơ sẽ bị Trương Hằng giết chết ra tay. Dù chỉ cứu một người, nhưng vậy cũng đủ rồi. Cháu gái ngoan của tôi, cô có hài lòng với kết quả như giờ không? Lục Lâm Khai đứng dậy, âm trầm nhìn Lục Thư Tuyết, hung ác nói. Lục Lâm Khai, đây là hậu quả ông tự làm tự chịu thôi, Lục Thư Tuyết lạnh lùng nói, chẳng hề thấy thương xót cho ông ta chút nào. Tự làm tự chịu. Lục Lâm Khai giận quá hóa cười, người đâu, lấy đao của tôi tới đây. Ông ta vừa nói xong đã có người cầm một thanh đao đi đến trước mặt Lục Lâm Khai. Lục Lâm Khai vung đao lên, lập tức đi đến trước mặt đám người ủng hộ Lục Thư Tuyết, hung hăng nói, Lục Thư Tuyết, giờ người ủng hộ của cô còn lại 36 người. Suốt 36 mạng người, giờ, cô cởi một cái, chỉ có thể cứu một người. Tôi muốn biết, cô sẽ cứu ai? Ông ta vừa nói vừa gác đao lên cổ một người. Đây là một người phụ nữ, bà ấy chính là mẹ của cô bé ban nãy, mợ của Lục Thư Tuyết. Vậy tôi hỏi cô có muốn cứu bà ta không? Nếu muốn, vậy cô hãy cởi một cái. Lục Lâm Khai cười gằn, thanh đao trong tay ghì vào làn da của người phụ nữ kia, xuất hiện một vệt máu. Thú vị, trong đại sảnh, khóe miệng Trương Hằng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tên Lục Lâm Khai này biết chơi hơn so với tưởng tượng của hắn ta đó chứ. Trương Hằng cũng không ngại Lục Thư Tuyết cởi sạch trước mặt đám đông. Dù sao, hắn ta cũng không tính cưới Lục Thư Tuyết, hoặc có thể nói là chẳng hề có ý định kết hôn. Cao thủ như hắn ta, đương nhiên không chỉ có một người phụ nữ. Với Trương Hằng, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi của mình. Mà tác dụng của nó chẳng phải là tạo niềm vui cho hắn ta và người khác sao? Trương Hằng không ngại để mọi người nhìn thấy dáng người của món đồ chơi quyến rũ và xinh đẹp như thế nào. Trong lòng Lục Thư Tuyết trùng xuống, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ Lục Lâm Khai lại độc ác, buồn nôn như thế. Một món đồ cứu một người. Là một võ giả, bản thân sẽ có được khả năng chống lạnh. Thế nên, cô ta cũng không có mặc nhiều quần áo. Lục Thư Tuyết cực kỳ khó xử, cứu hay không cứu. Thật sự là rất khó để lựa chọn. Lục Thư Tuyết muốn chết. Lục Thư Tuyết, cô có thể tự sát, vậy thì tôi cũng sẽ chết. Nhưng, tôi tin rằng cô sẽ không làm thế, như nhận ra được suy nghĩ của Lục Thư Tuyết. Lục Lâm Khai cười ha ha nói, cô chết thì tôi cũng sẽ chết. Có điều, những người này cũng sẽ chết. Nếu một mạng của tôi có thể đổi được mạng của các người, vậy cũng đáng. Vô sỉ. Lục Thư Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hàng mày xinh đẹp nhíu lại. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Lâm Khai đã bị cô ta chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Tiếc là lại không thể. Đối mặt với đám Lục Lâm Khai, Trương Hằng, cô ta thật sự không có cách nào. Ngay cả tự sát cũng là một chuyện xa xỉ. Lục Thư Tuyết có quá nhiều sự trói buộc, như lời Lục Lâm Khai nói đó, cô ta thả hy sinh sự trong sạch của mình cũng không muốn những người ủng hộ mình chết.
tôi cứu. Lục Thư Tuyết thở hắt ra, giống như đã chấp nhận số phận. May mà trên người cô ta có mặc một cái áo mỏng để khoác cho đẹp, nên cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Sau đó, Lục Thư Tuyết cởi cái áo đó ra, lạnh lùng nói, thả người. Được. Lục Lâm Khai nhấc đao lên, đẩy mợ của Lục Thư Tuyết ra khỏi đám người. Ông ta cũng không sốt ruột, muốn đùa bỡn người khác thì phải làm từ từ mới thú vị. Lục Lâm Khai hoàn toàn không mong đợi sẽ giết được người ngay từ đầu, vì ông ta biết Lục Thư Tuyết chắc chắn sẽ cứu. Thế nhưng, cô ta cứu hết được ư? Đợi đến khi Lục Thư Tuyết không mảnh vải che thân, ông ta lại giết hết cả đám. Lúc đó, mới có hiệu quả tốt. Lục Thư Tuyết sẽ càng thảm hại. Hơn, ông ta như đã nhìn thấy cái dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng của Lục Thư Tuyết. Người này, cứu không, đao của Lục Lâm Khai lại kề lên cổ một người. Đó là một bé trai 3 tuổi, thanh đao trông còn lớn hơn đầu của cậu bé. Cậu bé đã khóc không thành tiếng, như cạn cả nước mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Thư Tuyết vẫn như cũ không chút do dự gỡ đai lưng bên hông ra, cởi món đồ thứ hai xuống. Sau đó, trên người của cô ta chỉ còn lại chiếc váy dài màu tím, trong quá trình lặn lội đường xa, chiếc váy đã có đôi chỗ bị rách, trông có chút lôi thôi. Rất tốt! Ánh mắt Lục Lâm Khai lóe lên vẻ đắc ý, đúng lúc này người làm của ông ta báo lại, gia chủ, phòng của thánh nhân đã dọn dẹp xong. Ừ! Lục Lâm Khai gật đầu, ông ta đặt dao lên thân người thứ ba, cân nhắc nhìn Lục Thư Tuyết, Lục Thư Tuyết, vậy cô cứ tiếp tục chọn đi. Không có gì phải do dự. Đã đi đến bước này, Lục Thư Tuyết chỉ có thể tiếp tục cởi áo tháo dây lưng. Cánh tay trắng nõn như ngó sen từ từ hiện lên trong ống tay áo, sau đó là làn da trắng như tuyết, xương quai xanh. Thơm ngát màu hồng phấn, khi chiếc váy tuột xuống, một mảng lưng dần hiện ra. Cũng may, dưới chiếc áo tím còn có một nội y màu tím hơi bảo thủ dính sát người, vòng eo hấp dẫn thướt tha không có một chút thịt thừa, hết sức yêu kiều xinh đẹp, váy vẫn còn ở dưới chân. Xương hông nở nang mỹ miều, trắng nõn giống như ngà voi, đôi chân ngọc dần dần hiện lên. Đám người nhà họ Lục, bao gồm cả Bộ Kinh Phong, ai cũng đều kinh ngạc, bọn họ biết Lục Thư Tuyết rất đẹp, nhưng không biết thân hình cô ta lại hoàn mỹ như vậy, gần như không tồn tại bất kỳ nhược điểm nào. Cô ta cứ đứng như vậy, đẹp như tiên nữ trong tranh, thân hình chữ S được thể hiện tinh tế, đường cong. Có thể nói là hoàn mỹ. Trương Hằng nhìn đến mức ánh mắt cũng thẳng tắp. Hắn ta tự xưng là đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng Lục Thư Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Thật đúng như tên, khí chất như sách, da thịt như tuyết. Hắn ta có chút mong đợi, sau khi miếng vải che cuối cùng được cởi xuống thì phơi bày ra cảnh đẹp núi non như thế nào. Đối với mọi người mà nói, tình hình lúc này của Lục Thư Tuyết không xem là quá lộ, các cô gái trong Côn Luân Hư bình thường còn mặc bốc lửa hơn thế này, vì vậy. Bọn họ cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng, nếu tiếp tục làm, vậy thì thật sự đột phá ranh giới cuối cùng của người phụ nữ đó. Lục Thư Tuyết rất đẹp. Cô ta mang dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nhưng, Lục Lâm Khai không có hứng thú thưởng thức. Thậm chí không nảy sinh một chút suy nghĩ bất thường. Một là vì trong lòng ông ta chỉ có khát vọng quyền lợi. Hai là Lục Thư Tuyết dù xinh đẹp mỹ miều như thế nào thì cũng người phụ nữ của Trương Hằng, ông ta không có tư cách nảy sinh suy nghĩ. Vì vậy, sau khi Lục Thư Tuyết cởi váy tím ra, ông ta gần như không có chút do dự chỉ đao vào một người mới, cô cháu gái ngoan, không thể không thừa nhận cháu thật sự rất xinh đẹp, nhưng có thể được cậu Trương vừa ý thì vẫn là vinh hạnh cả đời của cô. Vậy thì tiếp theo, cô chọn cứu hay không cứu chú ba kính yêu của mình đây? Chọn rượu hay chọn mở một thứ nào đó. Lục Lâm Khai quét mắt nhìn Lục Thư Tuyết, mặt đầy đắc ý và thích thú. Ông ta muốn ép Lục Thư Tuyết vào đường cùng, để cô ta mất mặt trước tất cả mọi người, vĩnh viễn mất đi tư cách tranh đoạt trước gia chủ nhà họ Lục. Để Lục Thư Tuyết có thể tiếp tục. Lần này ông ta chỉ đao liên hoàn. Không phải người khác, mà là chú ba của Lục Thư Tuyết, em ruột của ông ta. Lục Lâm Phong. Mẹ kiếp Lục Lâm Khai. Ông đây muốn lấy mạng đổi mạng với mày, hai mắt Lục Lâm Phong trợn tròn như dã thú tàn bạo, ngực và đan điền của ông ta bị một vài xiềng xích xuyên qua, trên người đều là vết máu, trong nháy mắt ông ta bộc phát ra sức mạnh kinh người, xông lên cắn vào lỗ tai của Lục Lâm Khai. Rít! Trong nháy mắt, ông ta cắn lỗ tai của Lục Lâm Khai, nhai nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Ách!
Lục Lâm Khai đau đến mức hét lên, một cước đá vào ngực Lục Lâm Phong, xương sườn của Lục Lâm Phong liên tiếp gãy lìa, tiếng rắc rắc vang dội rồi lại rơi xuống đất. Giết tao đi, Lục Lâm Khai, con mẹ nó mày giết tao đi, Lục Lâm Phong cực kỳ chính trực, khóe miệng đều là máu, hoặc là có Lục Lâm Khai, hoặc là có ông ta. Ông ta nguyện chết, chứ không muốn thấy Lục Thư Tuyết chịu nhục. Đừng, Lục Thư Tuyết lo lắng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, vừa oan ức vừa đau đớn. Lục Lâm Phong, mày muốn cứ như vậy mà chết sao? Mày nằm mơ à? Lục Lâm Khai cố nén cơn đau ở tai, máu không ngừng chảy, ông ta thâm độc nói, không phải mày luôn coi Lục Thư Tuyết như con gái sao? Tao không muốn mày chết, tao muốn mày đích thân nhìn thấy con gái mày không một mảnh vải trước mặt mọi người. Đương nhiên, trừ phi nó không muốn cứu mày. Lục Lâm Khai một cước giẫm lên đầu Lục Lâm Phong, ông ta không có một chút lưu tình nào với anh em ruột thịt của mình, thậm chí còn đối phó tàn nhẫn hơn với người khác. Ai bảo Lục Lâm Phong cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh chức gia chủ. Lục Thư Tuyết, cô có cứu chú ba kính yêu, chú ba luôn yêu thương bảo vệ cô hay không? Con ngươi Lục Lâm Khai đỏ tươi, có đố kỵ, có căm ghét, có hưng phấn, đủ các loại ưu tư xen lẫn, duy chỉ không có thương hại và tình thân. Cứu, tôi cứu. Lục Thư Tuyết gần như bất lực, giống như mệt lả đi, giọng nói yếu ớt, nước mắt chảy ròng. Người khác có thể không cứu. Nhưng, cô ta phải cứu chú ba. Từ nhỏ, chú ba của cô ta không khác gì người bố thứ hai, ông ta đối xử với cô ta như con gái. Làm sao cô ta có thể không cứu? Thư Tuyết, đừng, Lục Lâm Phong giãy giụa. Giọng của ông ta quá yếu, yếu đến mức mọi người không nghe thấy. Hoặc là, cho dù có người nghe được cũng sẽ không quan tâm đến ông ta. Ai? Bộ Kinh Phong thở dài, hắn ta quay người, không muốn nhìn thấy Lục Thư Tuyết cởi thứ đồ cuối cùng xuống. Hắn ta cũng chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, cũng là điều duy nhất hắn ta có thể làm. Tình hình bây giờ, dù hắn ta muốn cứu cũng bất lực. Kể từ khi cứu được cô gái nhỏ đang khóc thét trong tay, Trương Hằng, thậm chí là sáu vị thái thượng trưởng lão thỉnh thoảng lại chú ý nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nhưng dù hắn ta có bất kỳ động tác gì, e rằng chưa kịp hành động đã chết tại chỗ. Hai bên đã hẹn ước trước đó, đến lúc ấy ngay cả nhà họ Bộ cũng không có cách nào giải thích hộ hắn ta. Lúc này, hắn ta chỉ có thể nhìn. Không phải hắn ta lạnh lùng. Đây chính là Côn Luân Hư. Cũng đã nói là thiên đường của võ giả, tàn khốc gấp ngàn lần vạn lần giới thế tục. Nhanh lên, tôi không đợi được rồi, đúng lúc này, Trương Hằng lên tiếng thúc giục, trong ánh mắt mang theo vẻ tham lam, hận không thể lập tức chiếm lấy Lục Thư Tuyết làm của riêng. Lục Thư Tuyết nâng cánh tay như ngó sen lên, chậm rãi cởi từng nút cài nội y. Nút cài được tháo ra, cô ta dùng tay nắm thật chặt không để nó tuột xuống. Nội tâm cô ta không cam lòng. Nỗi tuyệt vọng cũng theo đó dâng. Chào! Một khi vừa cởi ra, cô ta sẽ nổi khắp Côn Luân Hư. E rằng toàn bộ Côn Luân Hư đều biết tất cả hành động ngày hôm nay của cô ta, mặt mũi đã mất rồi, kể từ đây không thể làm người nữa. Nhưng còn có cách nào nữa? Người, cô ta có thể không cứu sao? Lúc này trong đầu cô ta không khỏi hiện ra dáng vẻ của Trần Bát Hoang, sớm biết sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Chỉ bằng cứ trao tấm thân trong sạch này cho chàng trai nhiệt huyết kia. Anh còn sống không? Nếu như còn sống thì sẽ chạy tới cứu cô ta chứ? Mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Phong ở phía xa, trong lúc mơ hồ, cô ta chỉ có thể nhìn thấy hạt bụi và màn sương xám trên bầu trời xa xa kia. Nhưng cô ta cũng không có nghĩ nhiều. Mà thở dài. Lục Thư Tuyết, mộng tưởng hảo huyền cái gì chứ? Với thực lực của anh, leo lên đỉnh của Thiên Kiếm Phong. Đụng phải Phương Ngọc Tâm, sao có thể không chết chứ? Cho dù vô cùng may mắn, xác suất sống tiếp cũng chỉ một phần vạn vạn. Sao có thể tới nơi này cứu cô ta chứ? Hai người cũng chỉ tình cờ gặp nhau. Hơn nữa, nếu quả thật anh tới, bây giờ đối mặt với Trương Hằng và sáu thái thượng trưởng lão nhà họ Trương thì có khác nào chịu chết không? Lục Thư Tuyết, tốt nhất cô đừng mè nheo nữa. Bàn chân Lục Lâm Khai hơi dùng sức. Lục Lâm Phong dưới chân ông ta phát ra tiếng rên đau đớn, Lục Thư Tuyết trong lòng nghe vậy liền run lên. Theo bản năng, cô ta buông lỏng năm ngón tay. Sau đó, nội y màu tím kia bắt đầu tuột xuống dưới con mắt của mọi người. Ngoại trừ Bộ Kinh Phong và người ủng hộ Lục Thư Tuyết ra. Lúc này tất cả mọi người có mặt ở đây đều tập trung tinh thần,
nhìn chằm chằm bộ phận kia, chờ đợi vải che hoàn toàn tuột xuống. Còn Lục Thư Tuyết, thì nhắm đôi mắt trong sạch lại. Bù, Y Thăng, đột nhiên, ngay khi tấm vải sắp tuột xuống, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên vào thời khắc quan trọng, trong nháy mắt đất đá bay mù trời. Một trận khói bụi, bao phủ Lục Thư Tuyết, che ánh mắt tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người chấn động. Lại là bộ kinh phong ra tay sao? Họ theo bản năng nhìn về phía bộ kinh phong. Nhưng hắn ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Không hề nhúc nhích. Vào lúc mọi người còn nghi ngờ, bụi mù cuồn cuộn đã hạ xuống. Trong khói bụi, hai bóng người dần dần hiện lên. Một người trong đó đã trùm lên người Lục Thư Tuyết một chiếc váy dài, che đi toàn bộ da thịt của cô ta. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, thân hình thon dài và cao lớn. Nhìn thấy anh, trong giây lát, Trương Hằng trong đại sánh bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh dị, hắn ta u ám nói, Trần Bát Hoang, mày chưa chết. Nỗi thù hận trong nháy mắt dâng lên, lửa giận răng đầy. Theo bản năng, Trương Hằng phất ra một chướng, đánh vào đầu Phương Bích Liên. Đầu Phương Bích Liên trong nháy mắt nổ bể. Còn chưa kịp kêu một tiếng thì đã chết tại chỗ. Sao, tôi không chết, anh rất bất ngờ hả? Trần Bát Hoang quét mắt nhìn Phương Bích Liên chết rồi, anh cười lạnh một tiếng, đúng là con chó điên, ngay cả người của mình cũng giết. Chó điên. Nhà họ Lục từ trên xuống dưới dù là già hay trẻ, lúc này đều nhìn chằm chằm Trần Đức. Tên nhãi này là ai? Lại còn mắng Trương Hằng là chó điên. Điên rồi sao? Chẳng lẽ không rõ thực lực và thân phận của Trương Hằng hả? Trong nháy mắt mọi người đều kinh hãi, quả thật không dám tưởng tượng tiếp theo Trương Hằng sẽ bộc phát ra cơn giận lôi đình như thế nào. Chỉ có ngoại trừ một người, đó là một người phụ nữ, chiếc váy dài của cô ta bị lột ra, lúc này chiếc váy đó đang mặc trên người của Lục Thư Tuyết. Cô ta cũng không biết váy dài của mình biến mất lúc nào. Cô ta run lẩy bẩy đứng ở trong đám người, khố mà không dám nói. Bên trong đại sảnh, dáng vẻ Phương Bích Liên chết vô cùng thảm. Máu văng tại chỗ, thi thế dứt lìa. Nhưng, Trương Hằng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đôi mắt hung ác từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang đang mang bộ mặt thản nhiên đứng cách đó không xa, ngoài vẻ kinh ngạc thì còn là cơn giận dữ. Trần Bát Hoang còn sống. Dù là nghĩ hay suy tính từ một góc độ nào đó, hắn ta cũng không thể ngờ Trần Bát Hoang có thể còn sống. Anh còn sống. Vậy thì người rơi từ Thiên Kiếm Phong xuống thành thịt vụn là Phương Tâm Ngọc. Trong nháy mắt đó, Trương Hằng có chút không tin suy nghĩ này của mình. Nhưng ngoại trừ điều này ra, hắn ta không nghĩ ra người khác. Bởi vì trên Thiên Kiếm Phong kia ngoại trừ chú Phương Tâm Ngọc của hắn ta ra thì không còn ai khác. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục bây giờ rơi vào yên lặng trong ngắn ngủi. Bọn họ thấp thỏm chờ đợi lửa giận sắp đến của Trương Hằng. Trần Bát Hoang. Bộ kinh phong cực kỳ kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Đức, hắn ta thật sự không ngờ người tới sẽ là Trần Đức, càng chưa từng nghĩ Trần Đức có thể sống sót đi xuống Thiên Kiếm Phong. Sau đó, hắn ta lại thở dài. Nếu còn sống thì cần gì phải tới đây? Vì lời hứa sao? Suy cho cùng sống sót có tác dụng gì? Đến nơi đây hiện tại đối mặt với Trương Hằng, không phải cũng chỉ có một con đường chết thôi sao? Huống hồ còn có 6 vị thái thượng trưởng lão cũng có mặt. Cục diện này gần như là nắm chắc cái chết. Cảm nhận được hơi ấm trên người, Lục Thư Tuyết cũng ngơ ngác nhìn Trần Đức, đôi mắt trong veo của cô bừng lên một tia sáng lạ thường, gò má trên gương mặt lạnh nhạt thoáng ửng dáng hồng ngại ngùng. Trần Bát Hoang vậy mà tới rồi. Cô ta vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh, sương nước trong mắt long lanh, trước mặt người đàn ông này, cô ta lại cảm nhận được nỗi tủi thân vô bờ, muốn dốc bầu tâm sự, khóc lóc kể lể. Với anh giống như một cô gái nhỏ. Xin lỗi, tôi đến muộn một chút khiến cô phải chịu ấm ức rồi, nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thư Tuyết, khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy thoải mái, giọng nói trầm bổng quyến rũ bật thốt ra từ cổ họng anh, cũng may còn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Lục Thư Tuyết hoàn hồn khẽ thở dài, Trần Đức có thể tới, cô ta rất mừng vui thanh thản, phấn khởi. Thế nhưng, anh không nên tới đây, Trần Đức, anh nhanh đi đi. Đây là chuyện của nhà họ Lục, không cần anh quan tâm tới, Lục Thư Tuyết yếu ớt mở lời với ánh mắt vô cùng phức tạp. Thực xin lỗi, Thư Tuyết, sự việc hôm nay, Trần Đức tiến lên một bước đứng trước người Lục Thư Tuyết,
sau đó nói. Trần Bát Hoang tôi, lo chắc rồi. Ha 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 ha, chỉ dựa vào mày, mày là cái thá gì? Lục Thư Tuyết vừa muốn tiếp tục khuyên nhủ thì một giọng nói u ám khàn đặc bỗng nhiên vang lên. Là Lục Lâm Khai. Ông ta gần như đã phát điên, căm phẫn đến cực điểm hóa thành nụ cười gằn. Con trai của ông ta bị Bộ Kinh Phong một kiếm xóa sổ, vợ lại bị một trưởng của Trương Hằng đánh chết tức tưởi. Tại sao người bị thương tổn luôn là ông ta? Một ngày làm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, càng không cần nói đến Phương Bích Liên đã đi theo ông ta hơn 10, 20 năm, giữa họ cũng có cảm tình. Vợ mất con vong, nỗi phẫn hận trong lòng ông ta không còn nơi nào để trút xuống, chỉ có thể đem toàn bộ ngọn lửa giận này tích tụ lên người Lục Thư Tuyết cùng người đàn ông tới quấy rối được gọi là Trần Bát Hoang kia. Nhóc con, mày là cái thá gì, mày CMN có biết nơi này là đâu không? Lại dám tới phá đám, gây chuyện. Trần Đức nhìn hướng Lục Lâm Khai cau mày hỏi, ông là? Ông ta chính là chú hai của tôi, Lục Lâm Khai, Lục Thư Tuyết căm tức nói. Ồ! Trần Đức nhàn nhạt gật đầu. Sau đó quay đầu lại cũng không thèm nhìn Lục Lâm Khai nữa mà nhìn thẳng vào Trương Hằng, thế nào, muốn con chó của anh ra tay hay là anh đây? Nhãi con, mày cũng quá đề cao bản thân mình rồi đó, mắc chứng thích cường điệu à? Chỉ dựa vào mày cũng muốn cậu Trương ra tay, Lục Lâm Khai nở nụ cười âm u rét lạnh quát lên, thanh đao liên hoàn trong tay kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai. Gia chủ uy vũ. Giết hắn đi, cho hắn biết không phải loại rác rưởi nào cũng có thể tới. Nhà họ Lục. Trong số những kẻ nhà họ Lục bám gót Lục Lâm Khai vốn đang một ngạt thấy cảnh này thì gào thét, kéo theo rất nhiều người khác cũng hò hét theo. Kể từ giây phút Trương Hằng xuất hiện, bọn họ vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt, vào lúc này, họ đang cần một loại an ủi tinh thần, họ cần Lục Lâm Khai dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, không phải là bọn họ quá yếu kém, không phải nhà họ Lục bạc nhược mà là Trương Hằng quá mạnh mẽ, cái cúi đầu của họ chỉ là tạm thời. Mà loại vỗ về này nhất định phải để Lục Lâm Khai giết người thấy máu, thiêu xác nghiền xương mới có thể truyền tới con tim của họ, Trần Bát Hoang rõ ràng là đối tượng thích hợp nhất cho việc này. Lục Lâm Khai cũng biết rõ đạo lý này. Bởi vậy ông ta mới nóng lòng muốn ra tay giết người, đồng thời cũng muốn giải tỏa nỗi căm hận trong lòng. Nói thế nào ông ta cũng là một cường giả linh căn kỳ, tại sao phải sợ hãi một tên nhóc mới ngoài 20 tuổi? Trần Bát Hoang. Ha ha! Chó hoang mèo dại từ đâu tới, căn bản chưa từng nghe qua. Ông ta không dám giết Bộ Kinh Phong, Lục Thư Tuyết cũng không thể động tới, không lẽ ông ta còn không thể bóp chết loại rác rưởi này? Đao liên hoàn cọ sát với mặt đất bắn ra những tia hoa lửa rực rỡ, theo chuyển động kéo lê của đao liên hoàn mọi người có thể thấy rõ ràng từng vết nứt. Muốn trách liền trách mày đã đến không đúng chỗ, muốn trách thì trách mày tự đâm đầu vào lưỡi đao, Trần Bát Hoang phải không? Nhớ lấy, nhà họ Lục không phải nơi mà loại kiến cỏ như mày có thể tới. Lục Lâm Khai sớm đã bùng nổ cơn giận, ông ta bước đi cực nhanh đến bên cạnh Trần Bát Hoang, chớp mắt đã chém xuống một đao về phía đầu anh. Trong thoáng chốc gió điên cuồng thét gào, sát khí bốc lên cuồn cuộn, Lục Lâm Khai giống như một con dã thú với khí thế mạnh mẽ dùng hết 100% thực lực, dường như trong một phút thoáng qua thời gian sao động bất ổn. Tuy nhiên, đối mặt với một đao này Trần Đức giống như một cây thông già sừng sững đứng đó. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhấc một tay lên, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, keng! Một tiếng rung chấn của kim loại vang lên. Mọi cử động của Lục Lâm Khai kẻ lao tới với khí thế hung mãnh bỗng nhiên đình trệ lại, bởi đao liên hoàn của ông ta bị Trần Đức kẹp chặt lấy rồi. Hai ngón tay kẹp đao liên hoàn giữa kẽ tay, mà ông ta đối mặt với hai ngón tay này lại không thể dịch chuyển lấy một phân. Sức mạnh vô tận tựa như đập vào bông gòn trở nên vô lực yếu ớt. Vẻ mặt kiêu căng đan xen giận dữ của Lục Lâm Khai như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, một dấu vết sợ hãi đang điên cuồng lan tràn trong sâu thẳm con ngươi ông ta. Ông ta cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố như đại dương bao la từ trên người Trần Đức, ngay cả khi đối phương chưa ra tay đã áp đảo ông ta tới mức có chút hô hấp khó khăn. Đinh! Với một cú búng tay giữa nhẹ nhàng của Trần Đức, một lực khổng lồ bắn về phía Lục Lâm Khai, toàn bộ cánh tay đang nắm giữ thanh đao liên hoàn của ông ta bị rung chấn mạnh tới mức không ngừng truyền tới từng trận tê dại mà bất giác buông lỏng lòng bàn tay, đao liên hoàn liền rơi xuống đất. Cùng một giây đó, một tia sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt. Phụt, phụt. Đầu gối của Lục Lâm Khai tách nứt ra hai vết thương nặng nề, xương trắng rợn người máu tươi đầm đìa,
hai gân chân hoàn toàn bị cắt đứt, ngay cả toàn bộ xương bánh chè cũng bị xoắn nát thành một đống xương thịt nhão lẫn lộn. Bùm! Lục Lâm Khai quỳ xuống tại chỗ, hai tay chống đất, gian nan chống đỡ cơ thể, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Đao liên hoàn đã nằm trong tay Trần Đức, đang nhỏ xuống từng giọt máu. Máu là của Lục Lâm Khai, tiếng máu chảy róc rách bập bềnh lan truyền trong không gian vào trong tai mỗi người. Nhà họ Lục từ trên xuống dưới ngay tại lúc này đều đã kinh hãi, chết lặng, sửng sốt. Làm thế nào Lục Lâm Khai lại thua, còn thất bại một cách dễ dàng và thảm hại đến vậy? Một người thanh niên tùy tiện nhảy ra từ Côn Luân Hư ngày nay đều là cường giả sao? Từng người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hai môi run rẩy, thử người ra. 3 giây. Từ lúc Lục Lâm Khai ra tay cho tới khi quỳ xuống chỉ có thời gian 3 giây. Đôi môi đỏ mọng của Lục Thư Tuyết khẽ hé mở, cô ta cũng vô cùng kinh ngạc và tràn ngập khó tin, chỉ với hai ngón tay đã giải quyết Lục Lâm Khai. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, ai dám tin đây? Lục Lâm Khai quỳ trên đất, hai mắt trợn trừng, đầu gối đau đớn nhưng vẫn bỏ vào phòng tân hôn, cơn đau làm cơ thể ông ta run lên từng trận, cả người co giật, dưới đầu gối đã có một vũng máu tươi chói mắt. Ông ta kinh hoàng nhận ra, từ lúc mình ra tay đến bây giờ, Trần Bát Hoang căn bản không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng, tâm trạng Lục Lâm Khai phức tạp đến cùng cực. Trên thực tế, Trần Đức đã lương tay rồi. Mạng của Lục Lâm Khai, tốt hơn là nên để cho Lục Thư Tuyết giải quyết. Cậu Trương, Lục Lâm Khai nhìn về phía Trương Hằng cầu cứu. Rác rưởi. Trong đại sảnh, Trương Hằng nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó, 6 vị trưởng lão tối cao nhà họ Trương bước ra. Lập tức, một cỗ cường lực rời núi lấp biển đột nhiên xuất hiện, hô hấp của đám người lớn bé nhà họ Lục trở nên nặng nề, gấp gáp. Dường như có một ngọn núi lớn đè trên lưng vậy. Khí lực của đám người này quá mạnh. Hằng Nhi, cần chúng ta giúp đỡ không? Một trưởng lão cương triều hỏi Trương Hằng. Không cần. Trương Hằng lắc lắc đầu, kiêu ngạo nói. Sự thất bại của Lục Lâm Khai đã được hắn dự đoán từ trước. Bởi vì, cho dù là hắn ta, cảnh giới linh căn kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Trần Bát Hoang. Lục Lâm Khai không bại mới lạ ấy. Trần Bát Hoang, chẳng lẽ mày vẫn ngây thơ mà cho rằng, có thể ở trên Thiên Kiếm Phong mấy tiếng đồng hồ là có thể đánh bại tao ư? Ha ha, rất xin lỗi, bây giờ ông đây đã là cảnh giới linh hải kỳ roi. Lời nói của Trương Hằng nhẹ nhàng mềm mỏng, bây giờ, hắn ta đã thăng lên thành võ giả linh hải kỳ, cho dù chỉ là sơ cấp, hắn ta cũng sở hữu sức mạnh bá đạo, chiến lực khủng bố, đủ để chiến đấu với võ giả trung kỳ. Vừa nói chuyện, cơ thể hắn vừa bùng nổ sức mạnh. Một cỗ linh lực mạnh mẽ quấn lấy hắn như một cơn gió, cường độ gió nồng hậu đến mức làm mọi người hoa mắt, chóng mặt. Ồ! Trong mắt Trần Đức xuất hiện một tia kỳ lạ. Hóa ra là cảnh giới linh hải kỳ. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà đã cảnh giới đã tấn thăng nhiều như vậy. Tên Trương Hằng này, hình như cũng không tồi. Có điều, cũng chỉ là, không tồi, mà thôi. Hắn ta so sánh với Trần Đức ở hiện tại, khoảng cách chênh lệch có thể nói như trời với đất. Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo, tự phụ, tự luyến của hắn ta, Trần Đức căn bản không thèm nói gì. Cùng một giây đó, một tia sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt. Phụt! Trần Bát Hoang, mày có cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của tao không? Cảm thấy khoảng cách của tao và mày xa như thế nào không? Ha ha, Trương Hằng bắt được tia kinh ngạc trong mắt Trần Đức, thấy anh vẫn đứng bất động, tưởng anh đang sợ hãi, lo lắng. Dường như để lấy lại thể diện đã mất trước đó. Hắn ta không lập tức ra tay mà điên cuồng chế nhạo và mỉa mai đối phương. Loại rác rưởi như mày cũng xứng đứng ở đây, cũng xứng làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Trương Hằng tao. Khóe miệng nhếch lên, hắn cười đến điên đảo, nước miếng bắn tứ tung, mày trâu bò như thế, có giỏi thì động vào tao đi, đánh tao đi này. Cậu Trương, loại rác rưởi như hắn, sao dám ra tay với cậu chứ? Lục Lâm Khai thấy vậy ngay lập tức mở miệng nịnh bợ với vẻ mặt xu nịnh. Nếu hắn ta dám manh động, chỉ cần dùng một chân của cậu cũng có thể dẫm nát hắn, con mẹ nó, đến bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn còn chưa có tên, lại dám đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn dám đến nhà họ Lục, cũng không soi lại mình trong bãi nước tiểu đi. Đến Lục Lâm Khai lúc này cũng trở nên hưng phấn, mặc dù ông ta bị thương, nhưng những vết thương này không phải không thể chữa khỏi, chỉ cần Trương Hằng giết chết thằng danh này, mọi kế hoạch của ông ta vẫn có thể tiến hành như cũ.
Dựa theo biểu hiện của ông ta, sau khi mọi chuyện kết thúc, không chỉ được ngồi lên ghế gia chủ nhà họ Lục, lại có thể bám đuôi Trương Hằng, có nhà họ Trương làm chỗ dựa, đến lúc ấy ông ta chắc chắn sẽ là một bước lên trời. Trần Đức vẫn đứng yên ở đó. Không nói một lời. Anh vốn là người không thích nhiều lời. Chỉ lặng lẽ nhìn đám hề này biểu diễn. Nhưng, anh càng như vậy, mọi người càng nghĩ là anh đang sợ hãi, ngay cả Bộ Kinh Phong cũng không khỏi lóe lên một tia thất vọng, thở dài một hơi. Đôi mắt của Lục Thư Tuyết ảm đạm. Tất cả, còn có thể cứu vãn được hay không? Trần Bát Hoang, sao vậy? Sao lại đứng ngây ra như thế? Trước đó chẳng phải mày rất điên cuồng sao? Rất trâu bò nữa. Lúc ở trên Thiên Kiếm Phong, sự kiêu ngạo đó đâu mất rồi? Trương Hằng giống lên như một con sư tử cái, điên cuồng như muốn ăn thịt người, từng bước đi về phía Trần Đức, đứng cách anh nửa mét. Bộ dạng dữ tợn của Trương Hằng làm tất cả mọi người khiếp sợ, dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhảy dựng lên giết người, với tính cách của hắn, hoàn toàn có khả năng ra tay với những người không liên quan. Một số võ giả của nhà họ Lục bị dọa cho tái mặt, không kìm được mà lùi lại vài bước. Lục Thư Tuyết cũng rất sợ hãi, có điều cô ta không rút lui, cô đến gần Trần Đức và nắm lấy tay anh. Cho dù có chết, cô cũng phải bảo vệ Trần Đức an toàn rời đi. Thấy hành động của Lục Thư Tuyết, lại nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra ở Thiên Kiếm Phong, Trương Hằng càng thêm tức giận hơn. Còn dám bắt ông đây cút khỏi Thiên Kiếm Phong, mày nói lại một câu tao nghe coi. Con mẹ nó, mày còn đánh tao, động vào tao thử xem. Bây giờ biết sợ, biết vâng lời rồi. Trong đáy mắt của Trần Đức lóe lên tia mất kiên nhẫn. Anh vốn tưởng Trương Hằng sẽ trực tiếp ra tay, không ngờ hắn ta lại nhảy nhiều như vậy. Làm anh có chút phiền. Cuối cùng, nhịn không được mà mở miệng, nếu anh đã thiết tha yêu cầu đến vậy, được, tôi sẽ thành toàn cho anh. Nói xong, Trần Đức thật sự ra tay. Không có một lời vô nghĩa, cũng không có chút dây dưa, anh giơ nắm đấm lên đập thẳng vào ngực Trương Hằng. Thật là ngây thơ, mày tưởng rằng loại rác rưởi như mày có thể phá vỡ lớp phòng ngự của tao sao? Trương Hằng cười gằn nói, hắn chính là muốn Trần Đức ra tay trước, để anh hiểu được khoảng cách chênh lệch giữa hai người họ lớn như thế nào. Đối mặt với cú đấm của anh, hắn vậy mà không tránh cũng chẳng né. Cứ đứng thẳng tắp như một cọc gỗ vậy. Hằng Nhi, tránh ra. Bỗng một vị thái thượng trưởng lão như nhìn ra được điều gì đó không ổn liền bất ngờ lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc đã quá muộn, một quyền của Trần Đức đã đáp xuống trước ngực Trương Hằng. Nụ cười dữ tợn của Trương Hằng cứng đờ như thể bị đóng băng, trong chớp mắt, cơ thể hắn bay lên giống như một con tôm hùm gập người bắn ngược ra ngoài, một đường này máu tươi phun tung tóe tán loạn trong không khí. Ầm. Sau vài nhịp thở cơ thể hắn mới đâm sầm vào đại sảnh của nhà họ Lục, cả gian phòng rung lên. Một mặt tường trong đó được chế tạo từ thép tinh luyện vậy mà vỡ tung, lớp kim loại chút ít vặn xoắn vào nhau rồi gãy lìa, mà vị trí Trương Hằng đập vào trực tiếp bị xuyên thủng, sau khi người hắn bắn xuyên qua bức tường dày dặn lại cọ sát với mặt đất đụng vào mặt tường thứ hai mới dừng lại. Cùng lúc đó, dưới người hắn rất nhanh đã tràn ra một vũng máu tươi vừa đỏ vừa đen, có thể thấy rõ ràng trước ngực hắn xuất hiện một lỗ thịt to bằng nắm tay, máu chảy ròng ròng, lộ ra cả xương trắng. Không đợi hắn tỉnh táo lại, cả người Trần Đức lóe lên một cái, giây tiếp theo đã áp sát tới trước người hắn, lòng bàn chân anh nhấc lên cao rồi đạp mạnh xuống. Bụp! Một nửa người của Trương Hằng trong chốc lát đã bị dẫm thành một đống thịt nát bấy, xương cốt, kinh mạch, tế bào thần kinh, ngay cả một số cơ quan nội tạng toàn bộ đều vỡ vụn. A-a-di! Một tiếng hét thảm thương truyền ra từ đại sảnh, nó bao hàm sự thống khổ cùng dày vò vang vọng bốn phía. Đó là giọng nói của Trương Hằng. Gương mặt hắn hung tợn, ngũ quan co rúm lại gần như vặn vẹo tại một chỗ, cơn đau vô bờ khiến hắn sống không bằng chết, toàn thân ngoại trừ vệt máu nhếch nhác còn có cả mồ hôi lạnh, từng giọt lan dài theo từng nhịp run rẩy của kinh mạch. Hắn co quắp ngã trong vũng máu, run bần bật từng cơn, khuôn mặt sớm đã không còn màu máu mà tái nhợt như được quét một lớp sơn trắng. Tôi đã động tới anh rồi đó, thế nào, anh vẫn vừa ý chứ? Trần Đức đứng trước mặt hắn ta, nhìn chằm chằm Trương Hằng với ánh mắt thâm thúy. Trương Hằng ngước mắt lên nhìn Trần Đức, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Nội tâm và niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Hàng loạt nghi hoặc không ngừng lởn vởn trong lòng hắn, tại sao lại thất bại? Phải biết rằng hắn thế nhưng đã dùng tới cửu chuyển đan.
chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đã đột phá từ linh căn kỳ tới linh hải kỳ, phóng mắt khắp Côn Luân hư mấy ai có thể làm được như hắn. Loại rác rưởi như Trần Bát Hoang không phải là nên ngay đến cả phòng ngự của hắn cũng phá không nổi sao? Sao lại như vậy? Trần Bát Hoang, ba chữ này như một ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim hắn, hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi, bất an và kinh hoàng từ nơi sâu thẳm trong linh hồn mình. Trên dưới nhà họ Lục rơi vào một mảnh tĩnh lặng dị thường, không có bất kỳ âm thanh nào, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay đến hơi thở của từng người cũng trở nên yếu ớt, trong đầu là một khoảng trống rỗng, đặc biệt là Lục Lâm Khai đang quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh sợ không kém gì Trương Hằng. Đối với ông ta, Trương Hằng đã là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, một mình hẳn cũng đủ càn quét nhà họ Lục, tiêu diệt nhà họ Lục, thế nhưng... Tên nhóc mới tới này, vậy mà với một nắm đấm đã đánh Trương Hằng tới tàn phế. Chết tiệt, đây rốt cuộc, là yêu nghiệt phương nào? Ánh mắt Bộ Kinh Phong lập lòe thay đổi liên tục, thân thể hắn gần như cứng ngắc, trong lòng lạnh run cuộn trào từng đợt sóng lớn. Trần Bát Hoang đã làm điều đó như thế nào? Hắn dám khẳng định, Trần Bát Hoang của một ngày trước sẽ không bao giờ đạt tới mức độ khủng bố như thế này. Thế nhưng, chỉ mới một ngày qua. Đi! Bộ Kinh Phong bỗng ý thức được, cái được gọi là thanh niên hào kiệt top đầu trên bảng xếp hạng thanh niên như hắn đứng trước mặt Trần Bát Hoang thực sự không đáng nhắc tới. Lục Thư Tuyết càng kinh sợ đến tột đỉnh, đến cả hô hấp cũng như ngừng bật, đôi môi đỏ mọng há hốc đủ để nhét một quả trứng gà, trong đôi mắt như nước mùa thu của cô ta ngoại trừ bàng hoàng vẫn là bàng hoàng. Sao Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy? Trước đó cô ta có làm thế nào cũng không thể ngờ tới chàng trai mình tùy tiện nhặt được trên đường, chàng trai cần cô bảo vệ trước đó lại có thể dễ dàng đánh bại một võ giả linh hải kỳ. Như Trương Hằng đây. Trái tim Lục Thư Tuyết giờ phút này đập thình thịch liên hồi. Cô ta, động lòng rồi. Có cô gái nào không yêu kẻ mạnh, huống hồ Trần Bát Hoang còn nhiều lần cứu cô ta. Nhóc con khốn kiếp, mau buông Hằng Nhi ra ngay lập tức. Lúc này, lão tổ tông ruột thịt của Trương Hằng đã nổi trận lôi đinh, ông ta giống như một con sư tử, lông tóc dựng đứng, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa. Trương Hằng là đứa cháu trai ông ta cưng chiều và yêu thích nhất. Nhưng bây giờ nửa bên cơ thể lại bị hủy hoại rồi. Cả cơ thể vốn cường tráng chỉ sót lại một nửa, nếu đổi lại là một người bình thường thì đã xuống âm phủ báo danh từ lâu. Cũng vì vừa sử dụng cửu chuyển đan thăng cấp lên hải linh kỳ có như vậy mới có thể kéo dài hơi tàn, trái tim của vị thái thượng trưởng lão này đang co giật, máu chảy đầm đìa, hai mắt răng đầy tia máu, hoàn toàn sụt lún, khói bụi cuộn dâng bốn phía. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Đám người vốn còn đang chìm đắm trong kinh sợ lúc này đều khôi phục lại tinh thần, đổ dồn mọi sự chú ý lên người vị thái thượng trưởng lão đó. Muốn chết từng người hay một lượt? Lão tổ cứu con với, Trương Hằng như bắt được tia hy vọng, sự sung sướng điên cuồng trào ra từ sâu trong mắt hắn, dưới sự giằng xé của cơn đau, hắn gần như quên mất việc mình còn dẫn theo 6 vị thái thượng trưởng lão tới. Họ là sức mạnh hàng đầu của nhà họ Trương. Tùy tiện lấy ra một người cũng đều sở hữu sức mạnh khủng bố, cho dù là người yếu nhất cũng đã bước chân vào linh hải kỳ nhiều năm, không biết mạnh hơn Trương Hằng hắn gấp bao nhiêu lần. Ông ra lệnh cho tôi, ánh mắt Trần Đức phút chốc chuyển rời nhìn hướng vị thái thượng trưởng lão đó. Đúng vậy, vị thái thượng trưởng lão đó đáp với giọng điệu âm trầm, Trương Phá Long tao ra lệnh cho mày lập tức buông Trương Hằng ra, như vậy tao còn có thể cho mày một cái chết toàn thây, nếu không Lục Thư Tuyết. Bộ Kinh Phong còn có toàn bộ trên dưới nhà họ Lục những kẻ ủng hộ mày và Lục Thư Tuyết đều sẽ vì quyết định của mày mà hóa thành bột phấn. Ông ta vừa dứt lời, 5 vị thái thượng trưởng lão còn lại cũng bộc phát ra linh khí khủng bố. Khoảnh khắc đó toàn bộ nhà họ Lục bị bao trùm lấy, tất cả mọi người đều bị họ khóa chặt. Chỉ với 6 người đã đè ép toàn bộ nhà họ Lục tới thở dốc hồng hộc. Thình thịch, có người chịu không nổi mà quỳ gục xuống, bọn trẻ trong sân dùng mình run rẩy. Sắc mặt chúng trắng bệch hít thở không thông. Trương Phá Long, ông ta là Trương Phá Long, vậy 5 người còn lại kia, một ông già ngoài 80 của nhà họ Lục nghe đến 3 chữ này liền lạnh sống lưng run cầm cập nói, 6 vị thái thượng trưởng lão. Của nhà họ Trương, 6 đại sát nhân ma quỷ mấy chục năm trước. 6 đại sát nhân ma quỷ. 6 người này mấy chục năm trước có thể nói là giết người không chớp mắt, số lượng người chết dưới tay bọn họ gần như chất thành núi thi thể. Vào thời điểm đó 6 cái tên này đồng nghĩa với ma vương. Trần Bát Hoang,
buông hắn ta ra đi, có lẽ tôi còn có thể giữ một mạng cho anh. Bộ Kinh Phong lúc này cũng không kìm được mớ lời, là thành viên của một trong những gia tộc lớn tại Côn Luân Hư, hắn biết rõ sự tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão này đáng sợ như thế nào. Loại người này gần như là cột sống của cả một gia tộc, có thể giành được thứ hạng trên bảng Côn Luân Hư hay không còn tùy thuộc vào số lượng loại người này. Mọi khi một người ra tay cũng đủ kinh động tám phương. Mà hôm nay có tới 6 người. Đúng đó, ha ha, Trần Bát Hoang à, mày tốt nhất hãy buông ông đây ra. Nếu không kết cục của mày sẽ còn thảm hơn tao gấp vạn lần, khóe miệng Trương Hằng Vương đầy máu, nhe răng uy hiếp Trần Đức với giọng khản đặc. Ánh mắt Trần Đức thờ ơ không trả lời Bộ Kinh Phong, đột nhiên hỏi. Trương Hằng, anh có biết vì sao mình vẫn sống được tới bây giờ không? Hửm. Trương Hằng thoáng sững sờ, sau đó dường như hiểu ra được điều gì đó. Mà nhếch miệng cười hả hê, máu cũng theo đó ộc ra ngoài, hắn có chỗ dựa nên không lo ngại gì mà đáp, sợ, không tồi, mày sợ, mày biết các lão tổ mạnh mẽ nhường nào, mày đang sợ hãi, ha ha, Trần Bát Hoang, cuối cùng mày cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Đúng là một thứ ngu ngốc. Trần Đức lười phải liếc mắt tới Trương Hằng thêm nữa mà quay người nói với 6 lão già đã rụng răng tuổi trung bình phải tới 120 ở ngoài sảnh kia, cho anh sống là muốn để cho anh biết rằng việc mời 6 lão già chết tiệt kia tới nhằm trả thù tôi là quyết định ngu xuẩn tới mức nào. Sau đó Trần Đức tiếp tục nhàn nhã nói với 6 người kia, 6 người các ông muốn chết lần lượt hay cùng nhau đây? Giọng nói thản nhiên từ tính của anh vang vọng khắp nhà họ Lục. Một lần nữa trên dưới nhà họ Lục lại bị anh làm choáng váng. Chỉ là tâm trạng lần này thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đó. Đúng, Trần Bát Hoang có thể gây ra thương tích nặng nề cho Trương Hằng quả thực khiến họ kinh ngạc đến khó tin, nhưng muốn khiêu chiến với thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương, hơn nữa còn là 6 người cũng có chút quá tự phụ rồi chăng? Ha, Trương Hằng không kìm được bật cười, cho dù giờ phút này thân mang trọng thương hắn dứt khoát nằm đó cười châm chọc, ngu ngốc, tao đợi mày giết hết bọn họ đó. Ha ha, tên nhóc này đang nằm mơ giữa ban ngày à, còn muốn giết chết 6 vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương. Ngu dại chăng, thực sự tưởng rằng đánh bại được Trương Hằng là rất lợi hại sao? Ha ha, loại người này trẻ người nông nổi, chưa bị xã hội hung hăng vả mặt, nếu không làm sao có thể thốt ra những lời mất não như vậy. Những kẻ cậy nhờ Lục Lâm Khai trước đó rất lo lắng, nhưng sau khi ý thức được sự tồn tại của mấy người Trương Phá Long đã hoàn toàn thả lỏng tâm trí đang kéo căng. Bao gồm cả bản thân Lục Lâm Khai cũng cười rét lạnh. Thật là mắc chứng hoang tưởng CMNA, người trẻ tuổi rất mạnh nhưng đáng tiếc, nên tự mình biết mình, Lục Thư Tuyết à, kẻ chống lưng mà cô tìm tới này sắp chết rồi, ha ha. Thân thể yêu kiều của Lục Thư Tuyết khẽ run không nói một lời, cô ta là người duy nhất trong số những người đang có mặt đặt niềm tin vào Trần Đức. Cô ta không tin Trần Bát Hoang sẽ ngu xuẩn như vậy, nếu anh đã dám nói ra như vậy thì nhất định phải có lòng tin tuyệt đối. Nhóc con, mày dường như rất có tự tin, đối mặt với Trương Phá Long tao còn có 5 vị anh em của tao vẫn tự tin như vậy. Lão già này rất muốn biết là ai đã cho mày sự tự tin đó, giọng nói của Trương Phá Long vô cùng thâm trầm, thậm chí còn mang theo chút rung. Nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến kinh người, sẽ không ai nghĩ rằng ông ta là một người tuổi tác đã cao. Vừa nói ông ta vừa nhướng đôi mắt đục ngầu của mình và khóa chặt lấy Trần Đức. Ông ta cho rằng chỉ cần người này có bất kỳ động tĩnh nào mình đều sẽ ngay lập tức phát giác ra và tung chiêu phản kích. Trương Phá Long tiến lên trước một bước, một lần nữa lên tiếng. Giẫm chết mày cũng giống như nghiền nát một con kiến, không cần phải 6 người, một mình lão già này cũng đủ. Trương Hằng ở một bên nghe vậy nghiến răng, trong mắt tràn ngập hưng phấn, mấy kẻ Lục Lâm Khai cũng vậy, họ kích động chờ đợi Trương Phá Long ra. Tay, cũng mong ngóng kết cục bi thảm của Trần Đức. Với thực lực của một mình anh, thái thượng trưởng lão mạnh nhất của nhà họ Trương ra tay đủ để chống chọi với 2 thậm chí là 3 người trong số 5 vị thái thượng trưởng lão còn lại. Mà so sánh với Trương Hằng thì dù có 10 kẻ như hắn cũng không phải là đối thủ của anh. Loại lão quái vật siêu cấp hơn 100 tuổi này có gì giải quyết không nổi đây? Chớp mắt giết chết tất cả. Anh là bất khả chiến bại tại nơi này. Trần Bát Hoang, sao anh lại bướng bỉnh như, Bộ Kinh Phong thở dài. Ngay cả hắn ta khi đối mặt với Trương Phá Long cũng phải căng thẳng và đầy sợ sệt. Ông muốn chết trước sao? Vậy để tôi giúp ông toại nguyện. Ai cũng không ngờ tới câu nói này vừa vang lên Trần Đức liền hành động. Tốc độ của anh thực sự rất nhanh,
không hề thi triển bất kỳ võ kỹ thân pháp nào mà chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh và linh khí của chính mình. Nhanh! Nhanh đến mức không có chút bóng dáng nào, thậm chí cả dư ảnh mờ nhạt hay tiếng gió động cũng không, một người đang sống sờ sờ giống như đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhưng thời gian biến mất chỉ là một khoảnh khắc. Sau 1/20 giây bóng dáng Trần Đức bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, anh mang theo nụ cười cay nghiệt và gian tà xuất hiện trước người Trương Phá Long. Trương Phá Long đứng tại chỗ, thời điểm Trần Đức xuất hiện, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút, sau đó lại phóng lớn, ngày càng giãn to tới cực điểm. Đồng thời da đầu đột ngột dâng lên một trận tê dại. Ông ta năm nay 146 tuổi, nói cách khác, ông ta đã sống 146 năm, trong 146 năm này, số tu võ giả ông ta giết lên tới hàng vạn người, cùng ông ta giao chiến nói thế nào cũng hàng trăm nghìn. Nhưng ông ta chưa từng thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy. Nhanh đến mức một cao thủ linh hải kỳ đỉnh phong như ông ta dù đã dồn toàn lực khóa chặt và nhìn chăm chăm vẫn không nắm bắt được chuyển động nhỏ nhất của đối phương. Trần Bát Hoang chắc chắn là người nhanh nhất mà ông ta từng gặp. Không có thứ hai. Đợi khi định thần lại, Trần Bát Hoang đã đứng trước mặt ông ta, gần trong gang tấc. Không chỉ vậy ông ta còn thấy nắm đấm của anh đang lao tới, khoảng cách chưa tới 10 cm. Hơn nữa nó đang không ngừng tiếp cận, phóng đại với linh khí sao động, khiến cho không gian vặn vẹo, run rẩy, nứt ra một kẽ hở. Trái tim Trương Phá Long đập lệch một nhịp, nỗi sợ hãi bất an và hơi thở tử vong trực chờ hoàn toàn bao trùm lấy ông ta như một đám mây đen. Ông ta hé môi muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần Đức cướp lời, lão già khốn kiếp, giờ ông đắc biết là ai đã cho tôi tự tin và nó đến từ đâu chưa? Trương Phá Long chưa kịp nói thì một âm thanh bị bóp nghẹt truyền tới, cơ thể ông ta bất ngờ run lên, sau đó bắn ngược ra ngoài giống như Trương Hằng, cơ thể lộn vòng trong không trung cao tới 3-4 mét. Bang! Giây tiếp theo mọi người một lần nữa nghe được một loạt tiếng nổ và nhìn thấy rõ ràng Trương Phá Long, người vẫn đang bắn ngược ra kia bỗng nhiên nổ tung, trong cơ thể ông ta giống như có một quả bom phát nổ, trong chớp mắt đột nhiên tách lìa thành một khối máu. Máu tươi từ trên trời tưới xuống như một cơn mưa xối xả, rơi xuống cơ thể của một số người và mặt đất. Không còn cả cặn xương. Trong vài giây ngắn ngủi Trương Phá Long đã thực sự tiêu tan, đến thi thể song cốt cũng không còn lấy một mẩu mà biến thành một vũng tương nát. Trong trường hợp không vận dụng cửu trọng cực ảnh, một quyền dồn toàn lực của Trần Đức bao hàm lực chiến đấu, sức bùng nổ lên tới 50 triệu. Tấn, không hề có chút thấp thỏm nào mà bóp chết đối phương trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Trần Đức đã không chút chần chừ một lần nữa ra tay, kiếm long ngâm xuất hiện trong tay, cả người vụt qua như một bóng ma, lao thẳng về phía năm vị thái thượng trưởng lão vẫn đang chìm ngập trong hỗn loạn và chấn động kia. Cẩn thận! Một người trong số đó nhanh chóng chú ý tới rồi quát lớn một tiếng đưa ra cảnh báo, với kinh nghiệm giao chiến phong phú của mình, 4 vị thái thượng trưởng lão còn lại đột nhiên hoàn hồn, nâng cao 120% cảnh giác. Đồng thời trong tay mỗi người cũng xuất hiện một loại vũ khí. Gậy, đao, kiếm, rìu và móng vuốt. Họ quả thực không dám tin một màn trước mắt này, như thể một cơn sóng thần cấp 100 đang xô bờ, họ kinh hãi, tuyệt vọng bủa vây con tim họ. Chỉ vẻn vẹn một hiệp đã trực tiếp đập gãy vũ khí đi cùng bọn họ trăm năm qua. Như vậy còn đánh thế nào? Sau một trận giao tranh ngắn ngủi, bọn họ đã hoàn toàn cảm nhận được sự khủng khiếp của người đàn ông trẻ tuổi này. Cho dù 5 người bọn họ liên kết lại cũng không phải là đối thủ của anh. Trong lòng họ rung chuyển như có cơn động đất 10 độ Richter, chưa bao giờ nghĩ rằng Côn Luân Hư sẽ xuất hiện một thanh niên mạnh mẽ bậc này. Một Âu Dã Tư Linh thứ hai. Chơi lại thế nào được? Khiếp sợ cùng kinh hoàng. Chạy, tách ra chạy đi. Không biết ai trong số 5 người hét lên một tiếng này, đồng thời họ không chút do dự lùi ngược lại về 5 hướng khác nhau mà tháo chạy. Bọn họ biết với thực lực của Trần Bát Hoang, không có khả năng tất cả có thể nguyên vẹn rút lui. Chỉ có tách ra chạy mới hy vọng có người trốn thoát được. Chạy! Ánh mắt Trần Đức ngưng tụ, anh tăng tốc độ đến cực hạn, toàn lực thi triển, thanh long ngâm trong tay gần như biến thành tia sáng mờ ảo, tia chớp rực rỡ chói mắt, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người dường như kiếm long ngâm phân thành năm. Hóa thành 5 luồng ánh sáng gần như cùng một lúc bổ về phía cổ của 5 vị thái thượng trưởng lão kia. 5 người họ vừa xài một bước liền đồng thời cảm thấy sự ớn lạnh ở cổ. Sau đó máu từ cổ họ giống như vòi nước hỏng van trào ra một cách điên cuồng, hơi thở sinh mệnh ít ỏi nhanh chóng trôi đi,
góc độ Trần Đức ra tay quá lắt léo, một đòn chí mạng. Một kiếm đó không chỉ chặt đứt cổ họng, động mạch, tế bào thần kinh mà còn có nguồn linh khí cuồng bạo đang xoay vần trong biển cả linh khí của họ, thậm chí là toàn bộ thần thức. Cho dù bọn họ vận hành linh khí cũng không có cách nào ngăn cản dòng máu tươi đang tuôn trào ra kia. Năm người càng chạy càng cạn kiệt, đi được vài bước thì đồng loạt ngã lăn xuống đất. Còn Trần Đức vẫn còn ở trong phế tích đại đường nhà họ Lục, anh thu hồi kiếm long ngâm, đưa mắt nhìn về phía Chư Ong Hằng. Lúc này, Chư Ong Hằng đã sớm ngây người ra. Đôi mắt không còn vẻ kiêu ngạo, cuồng vọng và tự tin như trước đó, trong hai phút ngắn ngủi hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Thứ còn sót lại trong lòng chỉ có bóng hình cao lớn vô cùng khuếch đại của Trần Bát Hoang. Trong nháy mắt khi Trần Đức đưa mắt nhìn hắn ta giống như nhìn thấy quỷ vậy, cơ thể co rút, khí huyết dâng trào, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu. Sau đó, Trương Hằng chết, bị Trần Đức hù chết. Đến đây, sáu vị thái thượng trưởng lão và võ giả thế hệ trẻ hùng mạnh nhất của nhà họ Trương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chết đến mức không thể chết lại. Với sức của một mình Trần Đức, anh cố gắng xoay chuyển tình thế, chém chết toàn bộ bọn họ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục, dù là Lục Lâm Khai còn sống hay người theo ông ta, hoặc là Bộ Kinh Phong, Lục Thư Tuyết, còn có người đi theo Lục Thư Tuyết. Lúc này, toàn bộ chìm vào yên tĩnh. Toàn bộ nhà họ Lục yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không một ai nói chuyện. Bởi vì, bọn họ thật sự không biết nói cái gì cho phải. Hoặc nói, đầu óc đã sớm bị Trần Đức chấn động đến mơ hồ, vậy nên không còn có thể suy nghĩ nổi, cũng không nói được gì, chỉ có đứng được ra như pho tượng mới có thể bày ra hoảng sợ trong nội tâm bọn họ lúc này. Ai ngờ đâu kết quả thành như vậy. Trời ơi! Đây chính là sáu vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Trương đấy, sáu người mạnh nhất nhà họ Trương tuổi tác bình quân cũng 130-140. Vậy mà bọn họ lại thua. Thua một cách thảm hại. Đối mặt với người kinh khủng như vậy, nhà họ Lục. Lấy gì để chống lại? Cho dù là chính mắt thấy được, đích thân trải qua, nhưng mọi người cũng khó mà tiếp nhận thực tế như vậy, tình cảnh này giống như đang mơ vậy. Những người ủng hộ Lục Lâm Khai đều run sợ kinh hãi, sắc mặt hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, bọn họ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Côn Luân Hư sắp đổi trời rồi. Trong những người này, chỉ có một mình Bộ Kinh Phong ý thức được sự diệt vọng của các thái thượng trưởng lão nhà họ Trương sẽ khiến cho Côn Luân Hư xảy ra trận gột rửa lớn. Đồng thời, ba chữ Trần Bát Hoang sẽ truyền đến tai những gia tộc kia với tốc độ nhanh nhất. Côn Luân Hư sẽ thay đổi vì anh. Trần Đức không để ý đến kinh ngạc và khác biệt của những người này. Trong quá khứ khi còn làm sát thủ và làm quân nhân, không biết anh đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng như vậy, từ lâu đã không còn thấy quái lạ. Trần Đức bình thản đi tới trước mặt Lục Thư Tuyết, anh nhẹ nhàng nói, lời tôi từng hứa đã làm được rồi, nhà họ Lục. Chắc không cần tôi ra tay nữa chứ. Lục Thư Tuyết giật mình, từ trong mê man lấy lại tinh thần, cô ta theo bản năng gật đầu, anh Trần, cảm. Cảm ơn anh, ân tình như vậy, quả thật Thư Tuyết không biết báo đáp như thế nào. Lục Thư Tuyết cắn môi đỏ mọng. Cô ta rất muốn nói lấy thân báo. Đáp. Đáng tiếc là cô ta không dám. Quả thật Trần Đức quá ưu tú đến mức cô ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, thậm chí ngay cả nhìn lên cũng chưa chắc nhìn thấy bóng lưng anh. Người đàn ông như vậy sẽ để ý đến cô ta sao? Cô ta không tự tin. Nếu quả thật muốn cảm ơn tôi, vậy thì tặng rượu ngon nhất nhà các cô cho tôi đi, khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch lên dịu dàng, khiến người ta thoải mái như đứng trong gió xuân. Lục Thư Tuyết trong lòng đang căng thẳng, bởi vì nụ cười này mà thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta vội vàng nói, được, Thư Tuyết đi chuẩn bị ngay. Không vội, cô cứ xử lý xong chuyện rồi hẵng nói, Trần Đức nhắc nhở. Trước mắt, nhà họ Lục còn có một đống rối rắm đang bày ra. Sống chết của Lục Lâm Khai và những người đi theo ông ta đều đang chờ cô ta xử lý. Ý ơ, tiếp theo, Lục Thư Tuyết có thể nói là sấm rền gió cuốn, lần đầu tiên cô ta cho thấy năng lực quản lý dọa người, trước hết là giải cứu những người đã ủng hộ mình. Sau đó, chém chết toàn bộ Lục Lâm Khai và mấy nhân vật nòng cốt bên cạnh ông ta ngay trước mặt mọi người. Phần còn lại nên chèn ép thì cứ chèn ép, nên lôi kéo thì lôi kéo. Có sức mạnh trấn nhiếp của Trần Đức, đương nhiên không ai dám phản kháng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió,
không có chút trở ngại. Rất nhanh, cô ta hoàn toàn nắm trong tay nhà họ Lục. Trần Đức cũng không rời khỏi nhà họ Lục gấp, sau trận chiến ấy, anh chọn bế quan tạm thời, đây là trận chiến đầu tiên khi anh đạt đến Linh Hải Kỳ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của lực bộc phát 50 triệu tấn. Còn Bộ Kinh Phong thì đã rời đi, hắn ta phải về báo cho gia tộc đầu tiên về biến cố nhà họ Trương, đồng thời lựa chọn hành động với nhà đó. Dù sao thì, thân là gia tộc của Côn Luân Hư, bí mật của nhà họ Trương có thể nói là cực kỳ phong phú. Ai bóc lột trước thì người đó sẽ giành được tài nguyên tốt nhất. Nhà họ Bộ có thể bỏ qua sao? Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Trần Đức đã xuất quan, trải qua trận chiến này, anh đã hoàn toàn nắm bắt chính xác sức mạnh đáng sợ của bản thân, có thể tùy ý thao túng và điều khiển nó. Anh vẫn chưa rời khỏi nhà họ Lục, giúp người giúp đến cùng, sau khi nhận được mấy vỏ rượu Lục Thư Tuyết đưa tới, anh lại luyện chế ra một ít đan dược, giúp những người ủng hộ Lục Thư Tuyết trị thương. Đến đây, chuyện của nhà họ Lục đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng Trần Đức vẫn chưa rời đi, người của nhà họ Lục quá nhiệt tình, bọn họ tổ chức một buổi dạ tiệc, rượu ngon món ngon phục vụ Trần Đức rất thoải mái, đồng thời thỉnh cầu anh truyền thụ Lục Thư Tuyết một vài tâm đắc tu luyện võ. Trần Đức vốn muốn từ chối, dù sao thời gian của anh không nhiều, lại còn phải chạy tới học viện vô song, anh không muốn lãng phí quá lâu. Nhưng lúc này, đột nhiên trong đầu anh truyền tới giọng nói của Linh Lung. Trần Đức, đồng ý cô ta đi, cô gái này không tầm thường đâu. Từ sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Phong, Linh Lung vẫn không có động tĩnh. Lúc này cô ta lại lên tiếng, Trần Đức cực kỳ kinh ngạc, anh hỏi, không tầm thường thế nào? Cô nhóc này thiên phú không tệ, là cơ thể âm linh tương đối khó gặp, ở chỗ tôi có một bộ tâm pháp, vừa hay phù hợp với cô ta, truyền lại cho cô ta giữ lại thiện duyên cũng không tệ, Linh Lung khoan thai nói. Được rồi. Lúc này, Trần Đức liền đồng ý với thỉnh cầu của nhà họ Lục. Ngày tiếp theo, Trần Đức bắt đầu truyền cho Lục Thư Tuyết bộ tâm pháp tên là Huyền Âm Kinh do Linh Lung truyền thụ lại, gần như Lục Thư Tuyết tín nhiệm 100% với Trần Đức, cô ta lập tức phế bỏ tâm pháp mà nhà họ Lục truyền thừa, bắt đầu lại từ đầu. Vốn dĩ, Trần Đức chỉ định dừng lại một ngày, cứ như vậy anh lại phải ở thêm 2 ngày nữa. Cùng lúc đó, thành phố Vân Bắc tỉnh Thượng Võ ở giới thế tục. 3 ngày đã trôi qua kể từ cuộc so tài tuyển chọn của học viện vô song. Sau 3 ngày dưỡng sức và làm các loại thủ tục, Lục Phong dẫn theo đám người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ, Hải, Lữ Đông Dã lên đường đi thẳng đến Hương Giang tập hợp cùng với một nhóm người học viện vô song khác. Còn 3 người Trần Nguyên Bình, Lý Tử Tinh và Ức Thư Huyên đã dẫn đầu quay về học viện vô song Côn Luân Hư trước một ngày Trần Đức đến Côn Luân Hư. Với thân phận của Lục Phong, đương nhiên là có máy bay tư nhân đưa đón. Hơn 1 tiếng sau, bọn họ liền đáp xuống thành phố Hương Giang sầm uất. Ở khách sạn 8 sao duy nhất ở Hương Giang. Bên trong khách sạn nguy nga lộng lẫy, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn, gương mặt nữ thần, tất cả đều có trình độ học vấn cao siêu và biết được nhiều thứ. Tiếng của các quốc gia. Đây là nơi Lục Phong sẽ tập hợp với đám người kia. 2 người Đàm Thu và Hà Đồn sau khi đi vào liền nhìn đông nhìn tây, kinh ngạc khó hiểu, lần đầu tiên bọn họ đến nơi sang trọng như vậy, trong lòng vừa chấn động vừa hưng phấn, mặt đỏ bừng. Cho dù là Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Giang Hồ Hải, Trương Tử Đằng, Lỗ Đông Dã vốn đều là con em gia tộc hoặc con cháu nhà giàu thường thấy cảnh hào hoa, bọn họ cũng cực kỳ kích động. Suy cho cùng, nơi bọn họ sắp phải đến là Côn Luân Hư. Đó là một nơi rất nhiều người đến cuối đời cũng không thể hiểu nổi, thậm chí không thể nào biết được. Một khi bọn họ học xong quay về, ắt sẽ nổi danh 8 phương, bước vào giới siêu giàu. Phải biết rằng trước khi bọn họ rời đi, ngay cả một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ cũng đích thân đến bày tỏ lời chúc mừng và đưa tiên. Loại vinh dự này cả đời có được mấy lần. Lục Phong nhìn thấy mấy người kích động, ông ta không nói một lời, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Côn Luân Hư tốt đẹp, nhưng tàn khốc hơn giới thế tục vô số lần. Tuyển chọn của Đại học Thương mại Vân Bắc cũng chỉ là tầng tuyển chọn thứ nhất mà thôi, thứ mà bọn họ sắp đối mặt là thử thách tàn khốc và gay gắt hơn. Huống chi, lần này không chỉ có bọn họ đến từ 3 thành phố Vân Bắc, người đến tham dự còn có cường giả thế hệ trẻ đến từ 3 thành phố Hương Giang, Úc Đảo, Nam Đài. Bọn họ chính là những người xuất sắc nhất trong 36 gia tộc địa sát,
xuất phát điểm còn cao hơn nhiều so với mấy người trong gia tộc tu võ của ba thành phố Vân Bắc như Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ. Thậm chí, nội tình và thực lực của ba gia tộc đứng hàng đầu Hương Giang không hề kém hơn chút nào so với một các gia tộc ở Côn Luân Hư. Những thứ này, Lục Phong cũng không có nói. Ông ta muốn đám người Kỳ Hàn có thể trải nghiệm yên bình và tốt đẹp trước khi tàn khốc đến. Ha ha, Lục Phong, ông nhặt đâu được mấy người hình dạng kỳ cục thế? Một giọng nói không hề du dương đột nhiên truyền đến từ phòng nghỉ ngơi trong tiệc rượu khách sạn. Tìm theo tiếng nói thì thấy ở phía trước có một người đàn ông tuổi tác không chênh lệch Lục Phong lắm, khoảng chừng 30 chưa đến 40 đang chậm rãi uống trà. Trên khuôn mặt hiện vẻ quan tâm, thăm hỏi, vui tươi, nhưng ánh mắt lại mang vẻ châm chọc không hề che giấu một chút nào. Ông ta tên là Vũ Văn Hữu. Giống với Lục Phong, ông ta đến từ ngoại viện học viện Vô Song. Lục Phong phụ trách 10 vị trí tuyển chọn của ba thành phố Vân Bắc. Ông ta thì phụ trách tuyển chọn của ba thành phố Hương Giang, hai bên đã hẹn hôm nay sẽ tập trung đây. Quan hệ giữa ông ta và Lục Phong không tốt. Loại quan hệ không tốt này truyền từ đời thầy giáo bọn họ. Trong học viện Vô Song luôn tồn tại cạnh tranh, từ thầy của bọn họ đến thế hệ bọn họ cũng đều xảy ra cạnh tranh. Mà Vũ Văn Hữu và Lục Phong cạnh tranh kịch liệt nhất, từ lâu đã trở nên căng thẳng cực độ, bất luận chuyện gì cũng phải tranh cãi với Lục Phong. Hạt giống tu võ của ba thành phố Hương Giang tốt hơn rất nhiều ba thành phố Vân Bắc, mà lần này Vũ Văn Hữu phụ trách ba thành phố Hương Giang, lựa chọn ra 10 vị trí, mỗi một người đều là kiêu tử trong kiêu tử, ưu tú trong ưu tú. Vì vậy, tâm tình ông ta rất tốt, vừa nhìn thấy Lục Phong, ông ta đã không nhịn được lên tiếng châm chọc, đã nghe nói từ lâu võ giả trẻ tuổi của ba thành phố Vân Bắc rất yếu, không chỉ yếu mà còn tuyển được có 7 người. Giọng nói chói tai truyền tới. Sắc mặt đám người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ và Đàm Thu đều thay đổi, bọn họ đều không vui. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy một bàn đầy thanh niên của Vũ Văn Hữu, tất cả đều kinh hãi. Một bàn kia có 9 người. Chỉ từ khí tức cũng có thể đoán được, thực lực trung bình của 9 người đó còn mạnh hơn bọn họ một chút. Khi bọn họ nhìn về phía 9 người kia, mấy người đó cũng coi rẻ khinh thường nhìn lại, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thậm chí còn huýt sáo với Âu Dã Thanh Vũ. Sắc mặt Kỳ Hàn lạnh như băng, tay cầm thanh kiếm sau lưng. Kỳ Hàn, thôi, Âu Dã Thanh Vũ vội vàng ngăn cản, lắc đầu với hẳn, cậu ấy đã căn dặn khi cậu ấy không có ở đây thì phải khiêm tốn một chút. Được, lúc này Kỳ Hàn mới buông kiếm. Vũ Văn Hữu, nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là bộ dạng kỳ cục hả, Lục Phong đã quen với châm chọc của Vũ Văn Hữu. Ông ta không khoan nhượng nói, ông có tư cách gì đánh giá người của tôi? Ha ha, không phải sao, Vũ Văn Hữu liếc nhìn Hà Đồn đang chống nặng, ngay cả tàn phế cũng chọn, Lục Phong, tầm nhìn của ông thật sự khiến người ta đáng lo ngại. Ông không hiểu đâu, Lục Phong dừng một chút, mang theo kiêu ngạo nói, bọn họ thì bình thường thôi, nhưng lần này tôi đã chọn được một thiên tài yêu nghiệt. Phụt, đột nhiên Vũ Văn Hữu phun ra ngụm trà vừa uống, không nhịn được cười nói, Lục Phong. Ông đùa gì thế? Những người sau lưng ông mạnh nhất cũng mới là Long Tượng Kỳ đỉnh phong. Thiên tài yêu nghiệt, chẳng lẽ ông đùa tôi? Nhìn một vòng, Vũ Văn Hữu cũng chỉ phát hiện Kỳ Hàn lưng đeo kiếm có thực lực Long Tượng Kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức vẫn chưa ổn định, chắc là... Khí tức vẫn chưa ổn định, chắc là mới vừa đột phá không lâu. Loại này cũng có thể gọi là thiên tài. Anh ta chưa tới, không có ở đây, nhưng... Đợi đến Côn Luân Hư rồi ông có thể gặp anh ta tên Trần Bát Hoang, hy vọng đến lúc nhìn thấy anh ta ông cũng đừng quá kinh ngạc. Nhắc tới Trần Đức, trong mắt Lục Phong lóe lên hưng phấn, chuyến đi lần này có thể gặp được thanh niên yêu nghiệt như Trần Đức, quay về Côn Luân Hư, nhất định ông ta sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Trần Bát Hoang, tên cũng không tệ, không biết hắn có ngang ngược như tên không, Tôi nhớ cái tên này rồi đấy, dám hỏi Trần Bát Hoang này đến cảnh giới nào rồi. Là người của gia tộc. Nào, xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng Ngọa Long, Vũ Văn Hữu thờ ơ nói. Liên quan đếch gì đến ông, Lục Phong mặt lạnh lùng, lười nói nhiều. Ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với thầy Vũ Văn như vậy, sau lưng Vũ Văn Hữu có một người đàn ông đứng dậy, ánh mắt lùng nhìn chằm chằm Lục Phong. Người này vóc dáng khôi ngô, hắn mặc áo dài đen, mặt cực trắng, cực lạnh lùng, đôi mắt vô cùng ác liệt không hề che giấu lòng thù địch trong đó. Đồng thời tài năng lộ rõ, vênh váo hung hăng. Diệp ca, đừng như vậy,
dù sao Lục Phong cũng cùng cấp bậc với tôi, Vũ Văn Hữu nhìn về phía hắn, ông ta dừng một chút rồi đột nhiên nói, đúng rồi, Diệp ca, cậu tới rồi, để cho thầy Lục này nhìn xem thế nào gọi là thiên tài yêu. Nghiệt! Diệp ca nghe vậy liền hừm hừm, gương mặt lạnh lùng, khiêu khích liếc nhìn đám người Kỳ Hàn và Lữ Đông Dã sau lưng Lục Phong, sau đó hắn đi tới trước mặt Vũ Văn Hữu, vẻ mặt thoáng hỏa hoãn lại, mang theo vẻ cung kính. Nào, Lục Phong, tôi chính thức giới thiệu với ông, người này tên là Diệp ca, đây là cường giả giành vị trí đứng đầu trong cuộc so tài lần này, cậu ta đến từ nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp ở Hương Giang. Đám người Lữ Đông Dã, Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải liền chậm lại. Mấy người Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Hà Đồn trong thế tục có thế không biết, cũng không rõ nhà họ Diệp, nhưng... bọn họ thì biết. Gia tộc đứng đầu trong 36 tộc địa sát. Không sai, chính là người nhà họ Diệp trong tưởng tượng của mấy cậu đấy, năm nay 24 tuổi, là thế hệ trẻ nhà họ Diệp toàn lực bồi dưỡng, cậu ta đã đạt đến linh căn kỳ trung kỳ, không ngoài dự liệu, chờ thêm nửa tháng nữa cậu ta sẽ đạt đến linh căn kỳ đỉnh phong. Cậu ta không có sở thích gì khác ngoài sở thích duy nhất là võ thuật, không chỉ có thiên phú cao siêu, gia thế sáng rực, mà còn hết sức chăm chỉ, mỗi ngày đều tập luyện, sức chiến đấu cậu ta có mặc dù chỉ là thực lực linh căn kỳ trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đủ để sánh với linh căn kỳ đỉnh phong. Không phải thế tục có bảng xếp hạng Ngọa Long sao? Diệp ca đứng thứ nhất. Theo như lời giới thiệu của Vũ Văn Hữu, trong lòng Lục Phong rất khiếp sợ. Ông ta không ngờ Vũ Văn Hữu thật sự lại nhặt được một bảo vật. Thực lực như vậy dù ở ngoại viện học viện vô song cũng là tồn tại xuất chúng ấy chứ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi lúc đến Côn Luân hư rồi, e rằng sẽ có tư cách trực tiếp tiến vào nội viện. Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Lục Phong, Vũ Văn Hữu thản nhiên nói, Lục Phong, không biết vị thiên tài trong miệng ông tên Trần. Trần cái gì ấy nhỉ? So sánh thì như thế nào? Hắn tên Trần Bát Hoang. Diệp ca lạnh như băng nói, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Cho dù là 36 tộc địa sát hay bảng xếp hạng Ngọa Long, hắn suy nghĩ một hồi cũng không nhớ còn có người họ Trần. Thầy Vũ Văn, sau này xin đừng tùy tiện lấy một kẻ tầm thường không đáng giá đánh đồng với tôi, đây là đang bôi nhọ nhà họ Diệp, bôi nhọ Diệp ca tôi. Giọng nói Diệp ca không nhỏ, cực kỳ vang vọng khắp phòng trà, giọng điệu kiên định và tự tin, khí thế sắc bén. Bộc lộ tài năng vô cùng chói mắt khiến người ta phải nhìn kỹ. Ha ha, không sai, không sai, là tôi sơ sót, Vũ Văn Hữu cười ha ha, tán thưởng nói, cường giả và thiên tài chính là phải kiêu ngạo tự tin như vậy, đừng tùy tiện bị người ta hạ thấp thân phận. Kẻ tầm thường không đáng giá, mẹ, nó, Lữ Đông Dã lạnh lùng mắng một tiếng, tính cách hắn ta nóng nảy không khác gì kẻ điên, nghe thấy Diệp ca nói kẻ tầm thường đế miêu ta Trần Đức. Hẳn ta hoàn toàn không nhịn được tức giận, người nổi gân xanh, muốn ra tay ngay tại đây. Nhịn một chút, không cần thiết, Giang Hồ Hải lớn tuổi hơn, lúc này ông ta vẫn giữ vững tỉnh táo, thực lực của đối phương quả thực mạnh hơn bọn họ, tùy tiện ra tay chỉ khiến bọn họ thua thiệt thôi. Sức mạnh của cậu ấy không phải người khác tùy tiện sỉ nhục mấy câu là chê bai được, cậu ấy chính là cậu ấy, không cần so sánh với bất cứ ai. Không sai, cậu ấy không cần phải so với ai cả. Âu Dã Thanh Vũ cũng gật đầu, trước kia cô ta cũng là người cầm lái âm thầm của gia tộc Âu Dã, cô ta khống chế bản thân cực tốt, vậy nên sẽ không dễ dàng tức giận, có cái nhìn vững vàng trước đại cục, với tình hình bây giờ của chúng ta, tùy tiện ra tay sẽ không quá lạc quan, bây giờ chỉ cần chờ đợi, khiêm tốn và nhẫn nại cho đến khi gặp mặt cậu ấy. Được rồi, đương nhiên Lữ Đông Dã cũng biết những đạo lý này, chỉ là hắn ta vốn là kẻ điên, làm việc sẽ không cân nhắc hậu quả. Vậy nên vẫn tức giận khó nén. Đôi mắt Kỳ Hàn lạnh như băng, hắn không nói lời nào. Ba người Đàm Thu, Lữ Đông Dã, Trương Tử Đằng cũng tức giận, nhưng vẫn còn giữ lý trí. Vũ Văn Hữu hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm xúc của những người này, ông ta lớn tiếng nói, thế nào, Lục Phong, học viên tôi thu nạp lần này so với đám không ra gì sau lưng ông có phải là cách biệt cao thấp quá rõ ràng không? Đồng thời, tôi cũng không ngại nói cho ông biết. Lần này Diệp ca đến học viện vô song là muốn tranh đoạt tư cách gia nhập nội viện đấy. Mỗi năm học viện vô song đều sẽ nhận người bên ngoài vào, đa số những người này đều sẽ tu hành ô ngoại viện, đạt đến trình độ và cảnh giới nhất định, sau đó sẽ trải qua một loạt khảo hạch rồi mới có thể tiến vào nội viện. Những năm trước, nếu có học viên mới nào dám nói mấy lời như tiến vào nội viện,
nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Người bình thường sẽ không bao giờ nói những lời như vậy, nhưng Diệp Ca chắc chắn có tư cách này. Vũ Văn Hữu tin tưởng Diệp Ca 100%. Ông ta nhìn Lục Phong, hơi nhướng mày, vẻ mặt kiêu hãnh và khiêu khích, thế nào, Lục Phong, tâm trạng của ông bây giờ có phải rất khó chịu, rất vi diệu không? Cảm thấy bất luận làm gì cũng thua kém tôi đúng không? Xin lỗi, Vũ Văn Hữu, ông nghĩ nhiều rồi. Tâm trạng tôi không có chút gì gọi là vi diệu cả, hơn nữa phải nói là rất dễ chịu. Lục Phong mỉm cười, ông ta không thừa nhận thực lực của Diệp Ca. Quả thật, hắn rất mạnh, tuổi còn trẻ mà có thể đạt được linh căn kỳ trung kỳ. Điều này cũng đủ để 80% võ giả ngửa mặt trông lên, vượt xa số đông võ giả hiện nay. Đáng tiếc, trong số đông này chắc chắn là không bao gồm Trần Bát Hoang. Lục Phong hiểu Trần Bát Hoang quá rõ. Mặc dù lúc anh rời đi chỉ đang ở cảnh giới linh căn kỳ sơ kỳ, nhưng sức mạnh thực sự bộc phát của anh có chỗ nào là không mạnh bằng cường giả linh căn kỳ đỉnh phong. Còn Diệp Ca thì sao? Bao gồm những yếu tố mà Vũ Văn Hữu vừa khoe khoang, cũng chỉ có thể dùng hai từ sánh bằng mà thôi. Còn Trần Bát Hoang, có dùng hai từ trấn áp để miêu tả anh thì chắc chắn cũng không ngoa chút nào. Huống hồ, với tốc độ tu hành và thăng cấp yêu nghiệt đó, có trời mới biết anh có tiếp tục đột phá hay không. Cho nên, so với Trần Bát Hoang, Diệp Ca là cái thá gì? Đối với người khác thì chuyện gia nhập nội viện rất khó, nhưng với Trần Bát Hoang mà nói, chuyện này thực sự quá dễ dàng, dễ như trở bàn tay thôi. Quan trọng nhất là, ông ta tin Trần Bát Hoang không chỉ có thể vào nội viện, mà thậm chí còn có thể vào Vô Song Môn. Đó mới là nơi quy tụ tinh anh của mọi thời đại trong học viện Vô Song. Ha ha! Vũ Văn Hữu cười khẩy, nghĩ rằng Lục Phong chỉ đang cố gắng giữ thể diện mà thôi, trong lòng vô cùng đắc ý, giọng châm biếm nói, hành trình đến học viện Vô Song cũng phải mất vài ngày. Diệp Ca, trong mấy ngày này, nếu như cậu không để ý thì chỉ bảo thêm cho đám học viên của Lục Phong nhé, tránh chuyện bọn họ đến Côn Luân hư lại làm mất thể diện của giới thế tục, cậu cảm thấy thế nào? Chỉ bảo thêm. Ba chữ này thực sự là quá mức chói tai. Sắc mặt của Lữ Đông Dã và những người khác trở nên cực kỳ khó coi, u ám đến nỗi không thể u ám hơn, mí mắt Lữ Đông Dã giật liên hồi, nếu không phải có Trương Tử Đằng giữ hẳn ta lại thì e là hắn ta đã trực tiếp ra tay rồi. Diệp Ca là cái thá gì? Dựa vào cái gì? Có tư cách gì mà chỉ bảo bọn họ? Cho dù là cần chỉ bảo thì cũng phải là do cậu Trần Bát Hoang chỉ bảo bọn họ mới đúng. Loại người như Diệp Ca, cũng xứng. Ngay cả Âu Dã Thanh Vũ là người xem trọng đại cục, tính tình tốt, lúc này cũng có chút tức giận. Chỉ có điều, bọn họ chỉ có thế chịu đựng, nếu làm ra chuyện gì đó bốc đồng vào lúc này thì rất có thế sẽ xảy ra hậu quả không thể cứu vãn. Huống hồ, theo quy định, trên đường đến học viện Vô Song không được phép gây chuyện, không được động thủ, nếu không sẽ bị mất tư cách gia nhập học viện Vô Song. Như Trần Đức đã dặn dò trước khi anh chuẩn bị rời đi, trong thời gian này bọn họ nhất định phải khiêm tốn, có thể nhịn thì cố gắng mà nhịn. Thầy Văn Vũ, xin lỗi, tôi rất để ý, Diệp Ca lớn tiếng nói, thứ nhất, tôi không có thời gian để lãng phí với những thứ rác rưởi này. Thứ hai, cho dù tôi có thời gian, bọn họ cũng không xứng để tôi chỉ bảo, một đám phế vật thì cho dù có chỉ bảo thế nào cũng vẫn là phế vật mà thôi. Diệp Ca đã từ chối rất dứt khoát, quyết đoán, không có chút gì gọi là do dự. Trong phòng trà đàm này, Diệp Ca quả thực rất chói mắt, thịnh thế ngất trời, ngay cả Lục Phong, nếu như thật sự động thủ, bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn, trong mắt mọi người, hắn có tư cách từ chối. Ha ha, không sai, thời gian eo hẹp, quả thực không thể lãng phí, Vũ Văn Hữu có chút khó xử, nhưng lại không biết nói gì mới phải, ông ta cũng không có tư cách ra lệnh Diệp Ca làm gì, làm thế nào. Người trẻ tuổi thì tốt hơn là nên kiềm chế chút thì tốt hơn, Lục Phong cũng rất tức giận và phẫn uất. Ông ta rất muốn nói giúp Trần Đức vài câu, nói anh lợi hại đến mức nào, nhưng ông ta biết rõ với tình hình hiện tại, Trần Bát Hoang. Mặc dù cô ta rất tức giận. Ha ha, Lục Phong, mấy tên tàn phế mà ông tìm đến không có tài cán gì nhưng nóng tính quá nhỉ. Vũ Văn Hữu ngồi trên ghế vững vàng như một con chó già, cười tươi, không quan tâm chút nào, sao đấy, chẳng lẽ là muốn ra tay. Cho hắn cũng không dám, Diệp Ca lạnh lùng quét mắt qua Lữ Đông Dã. Vẻ thách thức trong mắt hắn không hề che giấu chút nào, như thế hắn đang nói, có gan thì nhào vô, đệt mẹ mày. Lữ Đông Dã càng thêm tức giận, với tính cách điên cuồng,
hắn ta trực tiếp vùng ra khỏi sự trói buộc của đám người Đàm Thu, tiến lên 2-3 bước sắp xông lên đến nơi. Lúc này Lục Phong không thể không ngăn cản, lắc đầu. Sao mà nhịn được, con mẹ nó tôi chưa từng phải chịu sự sỉ nhục này. Cho dù không thế đến học viện vô song, tôi cũng phải dạy cho hắn một bài học. Lữ Đông Dã gầm gừ, nếu lúc trước nhìn thấy Diệp Ca, người đứng đầu trong bảng xếp hạng Ngọa Long, hắn ta nhất định sẽ sợ, sẽ chịu thua. Nhưng, bây giờ hắn ta đã chứng kiến thực lực của Trần Đức càng mạnh hơn, trong mắt hắn ta Diệp Ca không là cái thá gì cả. Giống như người đã từng có 100 triệu, bạn cho người ta 1 triệu thì họ sẽ không thèm để mắt đến. Sự hiểu biết được nâng cao, suy nghĩ và thái độ của hắn ta tất nhiên cũng thay đổi. Lui xuống. Lục Phong vươn tay ra, uốn ngón tay, điểm vào kinh mạch của hắn ta. Ngay lập tức, toàn thân Lữ Đông Dã tê dại, trở nên yếu ớt vô lực. Đàm Thu và Trương Tử Đằng vội vàng đỡ hắn ta đi xuống. Cả người Lữ Đông Dã mồ hôi nhễ nhại, muốn thoát ra khỏi huyệt đạo bị điểm huyệt, nhưng thực lực của Lục Phong cách hắn ta quá xa, căn bản không thể làm gì được trong thời gian ngắn. Lục Phong thở dài, ông ta cũng muốn dạy cho Diệp Ca một bài học. Nhưng sự thật nằm ngay trước mắt. Một khi ra tay, không những đối lý mà còn phải gánh chịu tổn thất, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Đến lúc đó, ông ta phải ăn nói với Trần Đức thế nào? Ha ha, vô năng cuồng nộ, Diệp Ca cười khẩy, sắc mặt chế nhạo, không xem ai ra gì, dáng vẻ ông đây chính là đệ nhất thiên hạ, vô cùng khinh thường Lữ Đông Dã. Đột nhiên, hắn chuyển sự chú ý sang Âu Dã Thanh Vũ. Âu Dã Thanh Vũ là một trong số ít phụ nữ có mặt ở đây, cũng là người phụ nữ xinh đẹp và thanh lệ nhất. Ở Hoa Hạ, có bao nhiêu người không biết cô ta? Cô ta là ngôi sao tuyến một đấy. Thường thì võ giả đến từ thế tục đều biết cô ta, Diệp Ca cũng không ngoại lệ. Đồng thời, Diệp Ca cũng biết cô ta là em gái của Âu Dã Tư Linh, là con cháu của gia tộc đứng đầu trong 36 gia tộc địa sát. Chuyện của Âu Dã Tư Linh, hắn đương nhiên hiểu rất rõ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Không có gì làm lạ, khi nhìn thấy Âu Dã Thanh Vũ, tất nhiên hắn sẽ khởi dậy chút tâm tư, em Thanh Vũ, đi cùng nhóm với đám rác rưởi này thực là lãng phí tài hoa của em, không bằng đến bên nhóm chúng tôi đi. Em biết tại sao bên này chỉ có 9 người không? Bởi vì vị trí còn lại là tôi đặc biệt nhờ thầy Vũ Văn giữ lại cho em đấy. Còn có, nếu về phe tôi nhất định sẽ đích thân chỉ dạy em tu võ. Đúng vậy. Vũ Văn Hữu cũng biết Âu Dã Thanh Vũ nên vội vàng nói, phía chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào. Đón cô Thanh Vũ. Ha ha, cảm ơn lòng tốt của anh. Có thể khiến Diệp Ca, người đứng đầu bảng xếp hạng Ngọa Long, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Diệp giữ cho tôi một vị trí, thực sự là khiến tôi được sủng ái mà lo sợ. Trước lời mời của Diệp Ca, Âu Dã Thanh Vũ đứng dậy, khí thế vững vàng, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, có điều. E là phải khiến anh thất vọng rồi, Diệp Ca, với năng lực của anh, vẫn chưa đủ tư cách để dùng 2 chữ chỉ bảo với tôi, đối với tôi mà nói, sức hấp dẫn của anh và vị trí giữ lại kia so với cậu Trần Bát Hoang, gần như bằng không. Âu Dã Thanh Vũ vừa dứt lời, khuôn mặt của Vũ Văn Hữu cùng với 8 người khác trong học viện đồng thời đông cứng lại. Em nói gì cơ, sắc mặt Diệp Ca đột nhiên trở nên cực kỳ u ám, nghi ngờ không biết có phải bản thân nghe nhầm không, em Thanh Vũ. Em vừa nói gì tôi nghe chưa rõ, có thể nói lại lần nữa không? Tôi nói gì, rất rõ ràng, anh đã nghe rõ rồi, có điều tôi cũng không ngại lặp lại một lần nữa. Đối với tôi mà nói, sức hấp dẫn của anh và vị trí của anh giữ lại so với cậu Trần Bát Hoang, bằng không? Lần này, Diệp Ca, anh nghe rõ chưa? Âu Dã Thanh Vũ vẫn đang cười, nụ cười chim sa cá lặn đó lọt vào tầm mắt của Diệp Ca, nhưng lại vô cùng chói mắt. Sắc mặt hắn gần như đông cứng lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Âu Dã Thanh Vũ, chìm vào im lặng. Bầu không khí im lặng chết chóc, hơi thở cũng trở nên càng lúc càng nặng nề. Người khác nói Trần Bát Hoang thế nào, hắn có thể không quan tâm, không để ý. Nhưng Âu Dã Thanh Vũ thì khác, trước hết, hầu hết đàn ông đều rất để ý đến ý kiến của phụ nữ, mà Âu Dã Thanh Vũ không đơn giản chỉ là phụ nữ, cô ta còn là nữ thần, sao nữ tuyến một ở Hoa Hạ. Chị gái của cô ta càng đỉnh hơn, là người có ảnh hưởng lớn và rất có tiếng tăm trong giới tu võ, ngay cả Diệp Ca khi đứng trước mặt chị gái cô ta Âu Dã Tư Linh thì trông hắn cũng vô cùng mờ nhạt. Cho nên, hắn rất coi trọng Âu Dã Thanh Vũ. Vân luôn muốn theo đuổi Âu Dã Thanh Vũ,
giành được cô ta về tay mình, sau đó tiếp cận Âu Dã Tư Linh, từ đó có thể nảy sinh thêm nhiều mối quan hệ. Nếu không, hắn đã không đặc biệt dành một chỗ cho Âu Dã Thanh Vũ. Vậy mà bây giờ, tâm trạng của Diệp Ca cực kỳ không tốt, ánh mắt ngày càng u ám, có một loại xung động muốn giết người, giọng điệu áp bức, Âu Dã Thanh Vũ, vì sự an toàn của người mà cô vừa gọi là cậu Trần, tôi đề nghị cô rút lại những lời vừa nói. Xin lỗi, không rút. Âu Dã Thanh Vũ cười nhẹ, sau đó ngồi xuống, dưới làn váy ren trắng thấp thoáng đôi chân ngọc ngà thon thả, toát lên phong thái tao nhã cùng dáng vẻ quý phái. Cô! Hai mắt Diệp Ca như sắp phun ra lửa, hắn tức giận, thực sự rất tức giận, nếu không phải vì quy định của học viện vô song, hắn chắc chắn đã động thủ rồi, cả người đằng đằng sát khí bức người, tốt lắm, vậy thì tôi muốn hỏi, Trần Bát Hoang mà các người luôn miệng nhắc đến mạnh đến mức nào? Âu Dã Thanh Vũ khẽ cười, mạnh cỡ nào thì tôi không rõ lắm, nhưng cũng có thể nói, nếu dùng con số để khái quát sự chênh lệch giữa anh và anh ấy thì sức hút của anh với tôi là bằng không. Mà sức hút của anh ấy với tôi lại gần chục ngàn, trăm ngàn, cả triệu, thậm chí là trăm triệu. Tóm lại, tôi chẳng hề có cảm giác gì với anh hết, mà với anh ấy, lại là yêu. Rõ ràng có thể thấy được, sau khi Âu Dã Thanh Vũ nói xong câu đó, gương mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng, mang một vẻ đẹp khác. Dù sao, anh ấy cũng xuất sắc hơn anh rất nhiều. Cô ta vừa nói xong, đám Lục Phong, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Đàm Thu và cả những đệ tử bên Vũ Văn Hữu đều kinh ngạc đến ngây người. Thích, đây là đang tỏ tình với Trần Đức trước bàn dân thiên hạ. Á đù, Âu Dã Thanh Vũ là nữ thần mà hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí là trăm triệu người đàn ông tha thiết ước mơ đó. Hôm nay, vậy mà lại tỏ tình với Trần Đức trước mặt nhiều người như vậy. Điều đó cần phải can đảm cỡ nào chứ? Nếu như bị bên ngoài biết, chắc chắn sẽ là một tin tức động trời, chưa đến một tiếng là có thể lên trang nhất của các trang mạng rồi. Cô Âu Dã, cô, lợi hại, Kỳ Hàn rất ít nói chuyện, giờ phút này cũng không kìm được lên tiếng khen. Đám Đàm Thu nghẹn họng nhìn chân chối, vừa vui vừa hâm mộ. Có thể được Âu Dã Thanh Vũ nhìn chúng, điều này phải là phúc phận tu luyện mấy đời chứ. Giờ phút này, tên điên như Lữ Đông Dã cũng hết điên và cảm thấy cực kỳ khâm phục trước lòng can đảm của Âu Dã Thanh Vũ. Nói thật, một người con gái có thể làm được như vậy đã rất khó rồi. Khốn kiếp! Trên người Diệp Ca tản ra sát khí ngùn ngụt, nó không nhằm vào bất cứ ai có mặt ở đây, mà chĩa thẳng vào người chưa gặp bao giờ là Trần Bát Hoang. Hắn giơ tay lên, chỉ vào đám Lữ Đông Dã, Âu Dã Thanh Vũ đằng sau Lục Phong. Các người nghe kỹ đây, tôi, Diệp Ca. Bắt đầu từ giờ phút này sẽ là địch với Trần Bát Hoang. Học viện vô song có anh ta sẽ không có tôi thì sẽ không có anh ta. Diệp Ca bộc lộ mũi nhọn, khí thế khiếp người, thanh âm vang dội, nói năng đầy khí phách. Thanh Vũ, tôi hứa với em, đợi đến khi nhìn thấy Trần Bát Hoang trong miệng em thì tôi chắc chắn sẽ đạp anh ta dưới chân, sai khiến anh ta như chó, để em tận mắt nhìn thấy rốt cuộc ai mạnh hơn ai, ai xuất sắc hơn ai. Sau đó, Diệp Ca không nói gì nữa. Hắn không muốn nói nhiều, buông lời đe dọa xong đạp cửa rời đi, chẳng muốn tiếp tục ở đây thêm một giây nào nữa. Không thì, hắn lo mình sẽ không nhịn được giết người. Thấy vẻ khó thở của hắn, Lữ Đông Dã vô cùng sung sướng, không ngừng cười lạnh. Tuy Lục Phong không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất thích. Âu Dã Thanh Vũ cũng coi như đã giúp bọn họ hả một cục tức. Còn Vũ Văn Hữu, ông ta cũng rất khó chịu. Nhưng vướng bởi thân phận của Âu Dã Thanh Vũ nên không tiện nổi giận, chỉ có thể nhịn, không dám lên tiếng và khoe khoang tiếp. Tại vườn hoa nhà họ Lục ở Côn Luân Hư, nhìn ra xa nơi này đều là một mảng xanh biếc, giữa những bụi cỏ là đủ các loài hoa đẹp đẽ nở rộ, từng đóa từng đóa. Đung đưa giữa không trung trông giống như tiên cảnh nhân gian. Giữa những bụi hoa, Lục Thư Tuyết đang múa kiếm cùng hoa, kết hợp với kiếm pháp của nhà họ Lục, mỗi một chiêu đều tràn ngập khí thế. Giống như Linh Lung đã nói, tư chất của Lục Thư Tuyết rất kinh người, chỉ một ngày thôi mà cô ta đã hoàn toàn hiểu được cách vận chuyển của huyền âm kinh và kết hợp hoàn mỹ. Dưới sự chỉ dẫn và giúp đỡ của Trần Đức, sự tiến bộ của cô ta cực kỳ khủng bố, có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã bắt đầu tiến vào Đại Tông Sư. Tuy đây là lần thứ hai tu luyện lại, tốc độ hẳn cũng nhanh hơn, nhưng tốc độ cỡ đó vẫn nhanh khiến người ta bất ngờ. Nếu để những võ giả lão làng ở thế tục biết thì e rằng sẽ phải hộc máu mà chết.
Ngày thứ hai, Lục Thư Tuyết đã trực tiếp đến luyện khí kỳ, và lại còn không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, cô ta cũng hiểu được võ kỹ của nhà họ Lục nhuần nhuyễn hơn đến một trình độ khiến người ta sợ hãi. Dù chú ba Lục Thư Tuyết nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Buổi chiều ngày thứ hai, Bộ Kinh Phong lại bước vào nhà họ Lục. Lần này, không chỉ là mình hắn ta đến mà còn có ba võ giả nữa. Họ khiêng một cái thùng thật lớn hơn 2000 kg linh. Thạch đi vào nhà họ Lục giao cho Trần Đức. Đây là lấy từ nhà họ Trương, mong cậu Trần nhận lấy, Bộ Kinh Phong kiên quyết nói. Nếu không có Trần Đức thì họ không thể nào có được những thứ kia. Trần Đức cũng không từ chối cái này, đều nhận lấy hết. Thừa dịp không ai, anh cất chúng vào trong đỉnh Long Văn. Ban đêm, sau khi Bộ Kinh Phong rời khỏi, Trần Đức đi vào phòng Lục Thư Tuyết, dạy cô ta tu luyện tiếp. Chỉ tiếp xúc hai ngày, Lục Thư Tuyết đã ngày càng ỷ lại và yêu thích Trần Đức hơn. Lúc nào trên mặt cũng tràn ngập vẻ sùng bái và mến mộ. Đối với những điều đó, Trần Đức chỉ chăm chú hướng dẫn cho cô ta nên cũng không phát hiện. Thật hâm mộ những người có được võ kỹ mà, Trần Đức thầm cảm thán, mấy ngày nay khi hướng dẫn Lục Thư Tuyết, anh đã gặp được rất nhiều võ kỹ và càng phát hiện sự ảo diệu cùng với sự đáng sợ của chúng. Đương nhiên, so với võ kỹ cửu trọng cực ảnh biến thái của Trần Đức, những võ kỹ của nhà họ Lục hoàn toàn không đáng một đồng. Thế nên, anh cũng không có hứng thú với chúng. Có gì mà phải cảm thán chứ, trong đầu vang lên giọng nói của Linh Lung. Chỉ với những võ kỹ mà cô nhóc kia tu luyện thì cùng lắm chỉ được coi như phàm giai thôi. Dù luyện đến đỉnh cũng không phải đối thủ của anh. Võ kỹ được chia làm 5 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, phàm. Quả thật là những võ kỹ mà Lục Thư Tuyết tu luyện cùng lắm chỉ được coi như phàm giai, là võ kỹ bình thường nhất. Nhưng dù thế, chúng cũng bị các gia tộc lớn coi như bảo vật. Dù ở Côn Luân Hư thì võ kỹ cũng là thứ cực kỳ hiếm có. Đợi anh đến Kim Đan Kỳ, tôi sẽ truyền cho anh một võ kỹ tốt hơn, Linh Lung không thèm để ý nói. Sao không phải là bây giờ, Trần Đức hỏi. Anh quá yếu. Mấy ngày nay, Trần Đức đã bị Linh Lung khinh bỉ rất nhiều lần, 500 triệu lực bạo phát, được xưng là sức mạnh bán long tượng cũng chỉ là con gà, không đáng một đồng ở trong miệng cô ta. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng biết được Linh Lung không phải dân bản địa của Côn Luân Hư, mà là đến từ nơi khác. Cách gọi sức mạnh bán long tượng cũng đến từ quê hương của cô ta. Quê hương của Linh Lung có một loại thú dữ được gọi là long tượng, riêng sức mạnh cơ thể của một con trưởng thành thôi đã khoảng 1 tỷ tấn. Mà loại long tượng này chỉ là nguyên liệu nấu món mặn bình thường của người dân quê cô ta mà thôi. Nó giống như là thịt heo ở giới thế tục vậy. Đối với điều này, Trần Đức chỉ có thể câm lặng. So sánh như vậy, có vẻ như, anh thật sự quá gà. Thưa Tuyết. Tôi cần phải đi rồi. Sáng ngày thứ ba, Trần Đức bèn tạm biệt Lục Thư Tuyết. Còn hai ngày nữa là đến lúc hẹn với đám Lục Phong, anh không thể ở lại tiếp được nữa. Anh Trần, anh, không thể ở lại lâu hơn một chút nữa ư, trong con ngươi trong sáng của Lục Thư Tuyết tràn đầy vẻ quyến luyến, không muốn Trần Đức đi. Sớm như vậy, Trần Đức là người có ơn với cô ta cũng như toàn bộ nhà họ Lục, huống chi mấy ngày nay có Trần Đức tự mình chỉ dạy, thực lực của mình cũng tăng mạnh. Tuy cảnh giới không bằng trước đây, nhưng cũng là cảnh giới ấy, cô ta lại mạnh hơn trước gấp 10 lần. Lục Thư Tuyết thật sự rất biết ơn Trần Đức. Quan trọng nhất là, mấy ngày nay hai người ở chung với nhau, cô ta đã hoàn toàn mê mẩn trước một Trần Đức điển trai, nhân hậu, mạnh mẽ, kiên nghị, quả cảm. Trong đầu Lục Thư Tuyết đều là hình ảnh và hơi thở của Trần Đức. Vừa hay cô ta cũng nằm trong độ tuổi hướng tới tình yêu, tơ tưởng người tình. Trần Đức lại đúng lúc bước tới. Để lại một dấu vết không thể xóa nhà trong lòng Lục Thư Tuyết. Tôi phải đến học viện Vô Song, ở đó còn có một người đang đợi tôi, trong đầu Trần Đức chỉ có Âu Dã Tư Linh. Trước mắt, chỉ Lâu Vạn Xuân và Âu Dã Tư Linh biết được hướng đi của bố mẹ anh. Lâu Vạn Xuân thì anh không thể tìm được, còn Âu Dã Tư Linh lại ở ngay trong Vô Song môn. Chỉ khi được học viện Vô Song đề cử, trở thành người nổi bật trong học viện mới có thể đi đến Vô Song môn. Bất kể thế nào thì anh cũng phải đi đến học viện Vô Song. Trần Đức ngừng một lát rồi nói, nếu, sau này cô có thể đến Kim Đan Kỳ thì hãy đi tìm tôi. Lục Thư Tuyết có thể chất đặc biệt, tư chất cũng tốt, mai sau chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Trần Đức đào tạo ra một yêu nghiệt như vậy thì đương nhiên sẽ không cứ thế bỏ qua. Lục Thư Tuyết khựng lại, Kim Đan Kỳ. Cảnh giới cao nhất của Thiên Nguyên Tam Trọng.
Lục Thư Tuyết có chút không tự tin, nhưng vừa nghĩ tới nếu Trần Đức đã nói vậy, cô ta bèn gật đầu thật mạnh, được, tôi nhất định sẽ cố gắng. Mặc dù kim đan kỳ có chút xa xôi, nhưng với tốc độ trước mắt của cô ta thì cũng không phải không thể. Anh Trần, tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp và không gây vướng chân anh đâu, Lục Thư Tuyết hiểu lầm rằng Trần Đức chê mình quá yếu, tủi thân nói. Được, tôi rất mong chờ ngày đó đấy. Trần Đức không có nghĩ nhiều, sau khi tạm biệt bèn rời khỏi nhà họ Lục, vội vàng chạy đến học viện Vô Song. Cứ mỗi lần cơ thể anh nhoáng lên là lại bay vút ra cả trăm mét. Tại học viện Vô Song ở Côn Luân. Hư, là học viện mạnh nhất Côn Luân hư, diện tích mà nó chiếm đương nhiên hơn hẳn tòa thành của nhà họ Lục. Toàn bộ học viện chiếm trọn cả ba ngọn núi. Song, nói là ba ngọn núi còn không bằng nói là ba hòn đảo nhỏ. Bởi vì, dưới đáy mấy ngọn núi ấy không phải đất liền mà là một con sông lớn. Ba ngọn núi sừng sững giữa dòng sông sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ quanh năm, hạc trắng bay lượn nhìn như tiên cảnh. Giữa những đám mây mù có thể thấy được những kiến trúc mang phong cách cổ đại hoặc hiện đại ngay trên sườn núi. Ba ngọn núi cách bờ đối diện của con sông khoảng 700.800 mét. Giờ phút này, trên bờ đang tụ tập 200.300 võ giả trẻ tuổi, người nào người nấy cũng đến để gia nhập học viện Vô Song. Ngoài Vũ Văn Hữu và đội ngũ của Lục Phong là ở giới thế tục ra thì những còn lại đều đến từ Côn Luân Hư và được người hướng dẫn chọn lựa từ nơi khác. Lúc này, ai cũng nhìn học viện Vô Song ở đằng xa, trong mắt tràn ngập sự phấn khích và ước ao. Đám Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn cũng không ngoại lệ. Phía trước chính là học viện Vô Song, bên ngoài là ngoại viện tên Bình Bộ Phong, rồi đến chính giữa, cuối cùng là nội viện tên Thanh Vân Phong. Cuối cùng là hai ngọn xa nhất, cũng là ngọn núi lớn nhất chính là địa bàn của Vô Song Môn, gọi là đảo Vô Song. Trên đảo lại có 9 phong, nơi đó chỉ có người xuất sắc nhất trong học viện Vô Song mới có tư cách đến. Nói đến Vô Song Môn, tuy là Lục Phong cũng lộ ra vẻ mặt kính nể và ước ao. Có điều, ông ta cũng nhanh chóng thu hồi những cảm xúc ấy, nghiêm túc nói, mấy người đều đã trải qua vòng sàng chọn thứ nhất, là con cưng trong giới thế tục. Nhưng sau khi đến đây, phải nhớ điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Bởi vì nơi này đã không còn quy định do học viện Vô Song lập ra nữa, chẳng hề có chuyện không thể đánh nhau, giết người. Mấy người đến từ giới thế tục, trời sinh đã đeo cái biển kẻ yếu, thường sẽ có rất nhiều người bắt nạt các người. Yên tâm đi, Âu Dã Thanh Vũ gật đầu, chúng tôi nhất định sẽ điệu thấp. Ừ, vậy là được rồi. Sau đó, Lục Phong nói tiếp, ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng nữa. Sắp tới có ba vòng sát hạch chờ các người. Vòng đầu là qua sông đi đến Bình Bộ Phong mà không dính một giọt nước nào. Chỉ ai làm được điều này mới có thể chính thức gia nhập ngoại viện. Nếu không qua được thì sao? Kỳ Hàn đeo kiếm, nhàn nhạt hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Không qua được thì chỉ có thể làm cu ly ở ngoại viện 3 năm, Lục Phong bình tĩnh nói. Cu ly là sao? Là gã sai vặt hả? Lữ Nông Dã nắn nắn sống mũi, trong mắt có chút khó chịu hỏi. Đỡ hơn gã sai vặt, nhưng cũng chẳng khác là bao, chuyên chịu trách nhiệm một số việc vặt như tưới nước, chặt củi, nấu cơm, nhóm bếp. Và lại còn không có tư cách nghe giảng bài hay tiến vào lầu võ kỹ. Nếu muốn học thì phải lao động đổi lấy điểm công lao, cố gắng làm việc để đổi lấy cơ hội, Lục Phong chậm rãi nói. Đương nhiên, có điều các người có thể yên tâm, dù làm cu ly thì cũng tốt hơn khi ở giới thế tục. Vậy, vượt qua sông Tây Lưu, có khó không? Hà Đồn xấu hổ hỏi, giờ thực lực của anh ta rất yếu, hai chân cũng chưa khôi phục, vẫn còn phải chống gậy nên để ý nhất chính là vấn đề này. Ha ha, mặc kệ có khó hay không thì loại người rác rưởi như cậu cũng đừng hòng qua được, Vũ Văn Hữu đứng cạnh không nhịn được xen mồm, à, không, phải nói chính xác hơn là một đám, rác rưởi, mới đúng. Với thực lực của các người có thể qua được một hai đứa thôi đã cảm ơn trời đất, ông bà phù hộ rồi. Cái loại đó thì đúng là chỉ có cửa làm cu ly thôi, có một gã đàn ông cũng hát đệm theo Vũ Văn Hữu, gã tên là Tống Đông, khá là thân với Diệp Ca nên đương nhiên thấy khó chịu với đám Lục Phong, qua sông Tây Lưu mà không dính một giọt nước nào, đám rác rưởi các người có thể làm được chắc. Lời nói của gã rất chói tai, khó nghe, tràn ngập vẻ khinh bỉ. Diệp Ca đứng cạnh gã mặt mày lạnh lùng, hôm nay hắn mặc một bộ đồ rất nổi màu đỏ sẫm, đứng trong đám người trông cực kỳ bắt mắt. Đám người kia coi hắn là người đứng đầu trông y như đại ca tỏa ra khí thế khiếp người. Vũ
Vũ Văn Hữu cũng đang nói cho họ một số điều cần chú ý khi đến đây. Mấy trăm người hướng dẫn đệ tử xung quanh cũng đang nói một số quy định, những điều cần chú ý trong cuộc tuyển chọn của học viện Vô Song. Bên cạnh đó, điều được họ luôn mãi nhấn mạnh đó là phải khiêm tốn. Trong học viện Vô Song có rất nhiều cao thủ và người tài ba, muốn giữ được mạng thì khi chưa có được thực lực mạnh mẽ, phải biết thân biết phận, ngoan ngoãn thành thật, không thì có lẽ sẽ chết. Nếu không thể vượt qua sông Tây Lưu theo yêu cầu thì bên kia sẽ có thuyền đón mấy người, Lục Phong chỉ về phía trước, cách đó không xa quả thật đang đậu mấy chiếc thuyền gỗ và người chèo thuyền. Mỗi năm vào lúc này, họ sẽ chịu trách nhiệm đón đưa những người muốn tham gia vào học viện Vô Song. Đương nhiên, ngồi thuyền qua đồng nghĩa với việc từ bỏ trở thành đệ tử ngoại viện, đảm nhiệm cu ly, Lục Phong làm lơ sự châm chọc của Vũ Văn Hữu bên cạnh, nói tiếp các quy tắc. Còn về độ khó, nói thật, những người được chọn lựa trước đây ở giới thế tục, ngoài 2-3 gia tộc đứng đầu 36 gia tộc địa sát ra thì tỷ lệ vượt qua được chỉ chưa đến 1 tháng 10. Cái gì, Hà Đồn hoảng sợ, có hơi mất mát nói, vậy xem ra, tôi vẫn nên đừng tự chuốc khổ vào mình, ngồi thuyền qua là được rồi. Sợ cái gì, anh còn có tôi đi cùng mà, Đàm Thu cười sang sảng nói. Đúng vậy, ít nhất còn có tôi và Đàm Thu mà, Trương Tử Đằng cũng nói, nếu như không có anh Trần thì chúng ta chỉ là người thường thôi. Giờ có thể tới Côn Luân Hư là đã đủ lắm rồi. Đàm Thu, Trương Tử Đằng đều tự mình hiểu lấy, biết rõ thực lực của bản thân, muốn vượt qua con sông rộng hơn 1.000 mét hoàn toàn là đang nằm mơ. Còn có tôi và các cậu nữa, Giang Hồ Hải cũng xấu hổ cười. Tuy ông ta đã cả đống tuổi, nhưng xét về thực lực, dù điều chỉnh trạng thái đến đỉnh thì trước mắt cũng chỉ là tông sư hoặc đại tông. Sư mà thôi. Lục Phong cười khổ, cũng không nói gì thêm, sự thật đúng là như thế, bốn người họ quả thật không có cơ hội. Còn Lữ Đông Giã, Kỳ Hàn, Âu Giã Thanh Vũ thì vẫn còn chút hy vọng. Dù gì họ cũng đến từ những gia tộc lánh đời, có lẽ sẽ có một số thủ đoạn kinh người nào đó. Được rồi, tôi nói lại một lần nữa. Đến đây thì phải biết khiêm tốn, nhẫn nhịn, đừng xảy ra xung đột với người khác biết không? Hai cái mác giới thế tục và học sinh mới cộng lại là cực kỳ nguy hiểm. Lục Phong lại nhắc nhở thêm một lần nữa, thật sự lo Lữ Đông Giã sẽ mang sự điên cuồng của mình đến đây, nếu xảy ra chuyện gì không may thì ngay cả ông ta cũng chưa chắc sẽ giúp được gì. Lữ Đông Giã, đặc biệt là cậu, nếu nổi điên tiếp thì có lẽ sẽ hại chết mọi người đó biết không? Vâng. Tôi hiểu rồi, Lữ Đông Giã gật đầu đáp. Âu Giã Thanh Vũ bổng dưng hỏi. Chẳng phải thời gian chúng ta hẹn anh Trần là 2 ngày sau sao? Nếu chúng ta đã đến, vậy anh Trần. Yên tâm, 2 ngày nay học viện Vô Song đều mở cửa với bên ngoài, chỉ cần là người có trong danh sách thì đều vô được. Còn cuộc sát hạch chính thức sau khi vượt qua sông Tây Lưu, 2 ngày sau mới bắt đầu, Lục Phong giải thích. Âu Giã Thanh Vũ hơi yên tâm. Được rồi. Điều cần dặn tôi cũng đã nói hết rồi. Kế tiếp, mọi người cứ nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái đi. 3 tiếng sau sẽ là lúc bắt đầu sàng chọn, còn cậu Trần, mọi người không phải lo. Với bản lĩnh của cậu ấy thì qua sông Tây Lưu chỉ là chuyện nhỏ. Được. Vâng. Lữ Đông Giã, Kỳ Hàn, Âu Giã Thanh Vũ trực tiếp ngồi xuống, điều chỉnh khí tức của mình. Còn đám Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Hà Đồn tuy không có hy vọng mấy. Nhưng cũng không chịu rớt lại phía sau. Bên kia, Trần Đức vội vàng lên đường, đẩy tốc độ lên cực hạn, hoàn toàn không đi con đường bình thường mà chỉ chọn đường ngắn trèo đèo lội suối đi. Anh đã nán lại nhà họ Lục quá lâu, cách lúc hẹn chỉ có 2 ngày, nếu đi con đường bình thường thì muốn đến học viện Vô Song phải mất 4 ngày. Giờ, anh chỉ có thể chọn con đường nào gần và có vẻ nguy hiểm đi. Giờ phút này, anh đang đứng dưới chân một ngọn núi khổng lồ. Trên bản đồ trong tay thì ngọn núi này được khoanh một con dấu màu đỏ, tên là núi Bách Thú. Toàn bộ ngọn núi đều bị cây cối bao phủ, nhìn từ xa thì khắp núi đồi toàn là cây cối, cỏ dại mọc chen chúc nhau trông rất hoang sơ. Nơi này có rất ít người đến, vì ngọn núi này là ngọn có nhiều thú dữ nhất trong Côn Luân Hư. Hàng năm đều lớn lên trong hoàn cảnh có linh khí dày đặc như này nên dã thú ở đây mạnh và hung dữ hơn ngoài thế tục rất nhiều. Bên cạnh đó, hình thế và vẻ ngoài của chúng cũng xảy ra biến hóa. Ví dụ như truy phong sư của Mục Lâm, bất kể là sức mạnh hay tốc độ đều mạnh hơn sư tử trong thế tục rất nhiều. Mà nó cũng đến từ chính núi Bách Thú. Bình thường, dưới chân núi Bách Thú sẽ chẳng có ai đến.
Trong núi có rất nhiều dã thú vô cùng hung dữ, một số võ giả tới đây săn bắn đa số đều chết bên trong. Còn số ít cao thủ lại hoàn toàn không cần dùng dã thú làm vật cưỡi nên sẽ chẳng đến đây. Nói tóm lại, núi Bách Thú chính là một nơi cao thủ không đến, nhưng võ giả bình thường đến lại rất dễ bỏ mạng. Thường thì chỉ có một số đội ngũ do võ giả lập nên chuyên buôn bán giáp thú mới đến đây. Với thực lực bây giờ của mình, muốn băng qua núi Bách Thú hẳn cũng là chuyện nhỏ, Trần Đức lẩm bẩm, giờ thực lực của anh cũng thuộc hàng mạnh trong Côn Luân Hư. Xong, anh cũng không dám chủ quan. Một hai, ba năm con thì có lẽ anh còn có thể đối phó. Nếu gặp được nguyên đàn dã thú vậy khó mà nói. Nhưng anh cũng không có cách. Nào, Trần Đức phải băng qua núi Bách Thú, chỉ có vậy mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới học viện Vô Song được. Anh hít sâu một hơi, thoáng điều chỉnh trạng thái, rồi bước vào núi Bách Thú. Vừa bước vào, lông mày Trần Đức bỗng cau lại, trước mặt anh có một nhóm tổng cộng 6 người đang xúm lại bên bản đồ bàn bạc gì đó. Tổng cộng 4 nam, 2 nữ, 2 thanh niên, 1 cô gái, 2 ông lão và 1 bà lão. Trông thì ba người lớn tuổi kia như là người hầu hay vệ sĩ của ba người trẻ tuổi, vì thực lực của họ cực kỳ mạnh, yếu nhất cũng là linh căn kỳ đỉnh phong. Mà người mạnh nhất, thậm chí đã đạt tới linh hải kỳ. Đội ngũ như này, dù là ở Côn Luân Hư cũng có thể nói là khá mạnh. Trái lại, ba người trẻ tuổi lại hơi yếu hơn, hai nam một người cao 1m7, gương mặt chính trực, để râu quai nón, ngay khóe mắt nơi mắt phải có một vết đao. Hẳn là vết thương cũ, chỉ vừa tiến vào linh căn kỳ. Một người khác cao khoảng 1m8, mặc một bộ đồ màu xanh, trong tay cầm một cái quạt giấy, gương mặt khá điển trai, nớ một nụ nhàn nhạt ôn hòa. Hắn ta là người mạnh nhất trong cả ba, tỏa ra khí thế của linh căn trung kỳ. Hắn ta cũng hoàn toàn không có ý giấu giếm khí thế ấy, tùy tiện bày ra trước mặt mọi người. Ngoài ra, còn có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh, dáng người quyến rũ mê người. Mái tóc màu xanh nhạt búi lên, cử chỉ tao nhã, gương mặt xinh đẹp cho người ta cảm giác trang nhã, cao quý như một cô chủ đài các. Khi Trần Đức quan sát họ, họ cũng nhìn Trần Đức. Nơi này là núi Bách Thú, bình thường rất ít người, bỗng dưng thấy có người đến nên đương nhiên sẽ nhìn nhiều vài lần. Tên nhóc này là đi một mình đến núi Bách Thú ư. Đúng là can đảm ghê, thanh niên cao 1m8 cầm quạt trong tay luôn nở nụ cười ấm áp, cười cợt nói, Nguyệt. Không phải là tin tức bị lộ, nên người như vậy cũng muốn đến chia chác một miếng bánh đó chứ. Cô gái bị gọi, Nguyệt, tên là Đạm Đài Nguyệt, cô ta liếc Trần Đức, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch, tạm thời không có để lộ, chắc là đến bắt dã thú làm vật cưỡi hoặc buôn bán thôi. Lương Khâu, đừng nhiều chuyện, chúng ta tốt nhất là tìm được cô ấy trước khi trời tối rồi rời khỏi đây. Mặc kệ là tới làm cái gì, một người đến núi Bách Thú thì quả thật phải có chút can đảm. Thanh niên còn lại khá là thưởng thức nhìn thoáng qua Trần Đức. Biết rõ núi Bách Thú nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, còn dám đến một mình, người thường là tuyệt đối không làm được, ít nhất anh ta không làm được. Mậu danh, đây không gọi can đảm, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình, Lương Khâu cười, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười ấm áp, nhưng lại lấy vẻ bề trên đánh giá Trần Đức, hoặc cũng có thể nói là ngu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trần Đức cũng không dừng lại, vẫn đi về phía trước. Lúc này, anh đã đi tới trước mặt 6 người. Trần Đức không tính làm quen với họ, nhưng Đạm Đài Nguyệt lại bỗng dưng mớ miệng, tốt bụng nhắc nhở, anh bạn này, núi Bách Thú rất nguy hiểm, một mình anh đi vào không khác gì chịu chết. Nếu chỉ vì một ít linh thạch mà đánh bạc cả tính mạng thì không đáng. Cô ta vừa nói vừa lấy ra vài miếng linh thạch có linh khí cực kỳ nồng màu hồng cỡ bằng bàn tay, mấy miếng linh thạch này đủ để đổi một con dã thú đã chết, anh cầm nó rồi rời khỏi đây đi. Trần Đức kinh ngạc, không ngờ ở một nơi tàn khốc như Côn Luân Hư lại có người tốt bụng như vậy. Sau đó, anh chợt mỉm cười, đáp, cảm ơn cô, nhưng linh thạch thì thôi, tôi không phải tới đây để bắt dã thú mà chỉ là đang vội nên tính băng qua núi Bách Thú. Băng qua núi Bách Thú, Lương Khâu lại nói, đánh giá Trần Đức một lượt từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm trêu ghẹo, đúng là can đảm ghê, muốn băng qua núi Bách Thú phải tiến vào sâu bên trong. Một mình anh đi vào thì sẽ lập tức chết không chỗ chôn đó. Ngay cả Mậu Danh trước đó đã nhìn Trần Đức bằng ánh mắt khen ngợi cũng nhíu mày, cảm thấy tên nhóc này có chút kiêu ngạo. Một mình mà đòi băng qua núi Bách Thú, còn là võ giả trẻ như vậy, hoàn toàn chính là nằm mơ giữa ban ngày, ok. Trong trí nhớ của họ,
họ chưa từng thấy Trần Đức trong số thế hệ trẻ, cũng chẳng quen biết nên đương nhiên anh chỉ là võ giả bình thường. Võ giả bình thường trong độ tuổi này chắc chỉ đạt tới linh căn kỳ là cùng nhỉ. Không, nói chính xác hơn có lẽ còn chưa đạt tới long tượng kỳ của địa nguyên tam trọng nổi ấy chứ. Sâu trong núi Bách Thú có một số dã thú không thua kém gì linh căn kỳ, thậm chí là linh hải kỳ, anh có chắc muốn băng qua đây không vậy? Ngay cả Đạm Đài Nguyệt cũng thấy Trần Đức có chút kiêu ngạo, ngây thơ, có thể gặp được tôi là may mắn của anh đó, anh nên cầm linh thạch rồi đi đường khác đi. À, thật sự không cần đâu, Trần Đức không để ý đến Lương Khâu, nói với Đạm Đài Nguyệt, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi muốn đi qua con đường này. Trần Đức nói xong cũng không tính nói gì thêm, chào tạm biệt họ rồi xoay người đi vào núi Bách Thú. Đạm Đài Nguyệt hừ hừ trước sự lạnh lùng của Trần Đức, nên nói cô ta cũng đã nói rồi. Thậm chí vì bớt khiến một người uổng mạng còn lấy ra mấy miếng linh thạch. Nếu đối phương đã không nghe thì cô ta cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác nữa. Ha, đầu năm nay mấy người ngu ngục nhiều ghê, có cản cũng không cản được cứ muốn đi chịu chết. Lương Khâu lạnh nhạt nói, hy vọng tên nhóc kia đừng cản trở chúng ta, không thì chưa chờ dã thú sơi, tôi cũng sẽ tự tay giết chết anh ta. Không đến lúc cần thiết thì tốt nhất là đừng nên tùy tiện giết người, huống chi. Chúng ta cũng không phải đến để giết người, Đạm Đài Nguyệt khẽ nhắc. Nguyệt, anh biết mà, em đó, chỉ là quá tốt bụng, Lương Khâu hoàn toàn không thèm để ý nói. Tôi chỉ là không muốn để người ngoài làm hỏng chuyện của chúng ta thôi, sắc mặt Đạm Đài Nguyệt lạnh nhạt, gắt nói. Núi Bách Thú lớn như vậy, chắc hẳn sẽ không dễ dàng gặp phải đâu nhỉ, Mậu Danh lấy một cái dụng cụ trên người ra, nó giống như một thiết bị lần theo dấu vết, bên trên đang có một điểm xanh nhạt lóe lên. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi vào thôi, Đạm Đài Nguyệt mở miệng. Sau đó, đội ngũ 6 người lập tức đi vào núi Bách Thú. Trần Đức không để ý đến 6 người đằng sau, anh cảm thấy có lẽ họ chỉ là đội ngũ tới đây để bắt dã thú nên cũng chẳng quan tâm lắm, mà là dùng hết sức lên đường. Núi Bách Thú vô cùng lớn, muốn băng qua ngọn núi này thì dù với tốc độ của anh cũng phải mất nửa ngày. Lúc này, trời đã sập tối, một khi trời tối, dã thú trong rừng cũng bắt đầu hoạt động đi kiếm ăn. Anh phải tranh thủ thời gian lên đường được chút nào hay chút ấy. Mặt trời dần xuống núi, sắc trời cũng càng trở nên u ám. Trần Đức mở thấu thị nhãn, ngắt lấy một ít lá cây và cỏ dại cài lên người, thu liễm hơi thở, dựa vào kinh nghiệm phong phú trong mười mấy năm qua vừa núp vừa tiến lên. Trong đêm đen, anh nhìn thấy không ít dã thú, trong đó có ba con giống như truy phong sư của Mục Lâm. Cơ thể khổng tô như ba ngọn núi nhỏ di động, thở hồng hộc. Trần Đức dùng kinh nghiệm ẩn núp của mình đi ngang qua chúng nó mà cũng không bị phát hiện, sau đó anh đẩy nhanh tốc độ rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.